Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 1761, Tiểu Bạch Hoa bị bắt cóc. Tam trưởng lão khoanh tay đứng ở một bên, nhìn có chút hả hê mở miệng, tên tiểu tử thúi này, mềm không được, cứng không xong, vừa bị trói qua đây liền muốn cắn bể độc dược giấu trong miệng, bị phát hiện liền đập đầu tự tử một cái, may là tôi kịp ngăn cản. Bắt đầu nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên, đi vòng quanh Liêu Gia Kỳ một vòng, ồ, cương liệt như vậy sao? Thất Tinh mở miệng nói, dù sao cũng là con trai của Liêu Hải Thành, so với người bình thường, khẳng định không thể dễ đối phó như vậy. Diệp Oản Oản nghe vậy, ngoài ý muốn nhíu mày, ánh mắt nhìn gã Liêu Gia Kỳ này khác xưa mấy phần, thật sao? Quả thật cũng có chút cá tính. Nghe thấy trong xưởng đột nhiên truyền tới thanh âm của nữ nhân, Liêu Gia Kỳ nằm dưới đất theo bản năng ngẩng đầu, có chút hoài nghi mà nhìn về phương hướng của Diệp Oản Oản. Trong đám bắt cóc này làm sao lại còn có nữ nhân, âm thanh còn dễ nghe như vậy. Một giây kế tiếp, Liêu Gia Kỳ ngẩng đầu lên, trong nháy mắt khi thấy rõ cô gái kia, nhất thời liền ngây ngẩn, biểu cảm tàn bạo máu tanh trên mặt cũng biến thành đờ đẫn hoảng hốt. Cô là người nào? Liêu Gia Kỳ ngơ ngác nhìn chằm chằm cô gái bị mọi người vây vào giữa. Cô gái mặc một bộ đồ gọn gàng màu đỏ thẫm, tóc đen như mực, da trắng như tuyết, xinh đẹp lung linh như vầng trăng sáng. Tay nâng lấy trán, lười biếng tùy ý ngồi ở trên một chiếc ghế sắt cũ, một đôi con ngươi sáng ngời rung động lòng người giờ phút này đang rơi ở trên người hắn. Nàng và cái nhà xưởng máu tanh tăm tối, và đám hung thần ác sát bắt cóc xung quanh, hoàn toàn thuộc về hai thế giới khác nhau. Đẹp đến, không giống người phàm. Cô gái này, cũng là bị bọn họ bắt cóc đến đây sao? Liêu Gia Kỳ nghĩ như thế, liền trực tiếp lên tiếng hỏi, cô. Cô cũng bị bọn họ bắt cóc sao? Thời khắc này, ý thức bảo vệ nữ giới của phái mạnh trong lòng Liêu Gia Kỳ trong nháy mắt tăng cao, ngay cả một thiếu nữ nhu nhược tay trói gà không chặt cũng đều không buông tha, các ngươi quả thật là một đám điên cuồng dã man. Liêu Gia Kỳ vừa dứt lời, đám người bắt đầu, Thất Tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão tất cả đều bị chửi đến ngu người luôn rồi. Sau một thoáng ngơ ngác, sắc mặt cả đám người đồng loạt tối sầm lại. Cùng là chung nhóm bắt cóc, đồng dạng đều là nhân vật phản diện. Bọn họ thì nhìn một cái liền bị phân loại vào loại nhân vật phản diện, chính là người xấu. Mà minh chủ đại nhân, lại còn có thể bị, con tin, phân loại thành tiểu bạch hoa đáng thương bị bắt cóc. Bắt đầu chống nạnh, tỏ vẻ tức giận vì minh chủ nhà mình bị vũ nhục, nổi giận lớn tiếng chửi, người mẹ nó mù mắt rồi sao? Lại dám làm nhục minh chủ chúng ta, đây là lão đại của chúng ta. Cái gì, cô ấy là lão đại của các ngươi? Liêu Gia Kỳ mặt đầy vẻ không cách nào tin nổi, chuyện này làm sao có thể? Một vị tiểu tiên nữ đẹp như vậy, làm sao lại là lão đại của đám người hung ác này? Đại trưởng lão đổ mồ hôi lạnh liên tục, đến cạnh Diệp Oản Oản mở miệng, minh chủ bất giận, tiểu tử thúi này 8 phần 10 là ánh mắt có vấn đề. Tam trưởng lão cũng vội vàng trấn an, không sai không sai. Không chỉ là ánh mắt có vấn đề, não chỉ sợ cũng bị chó gặm rồi. Minh chủ ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với hắn. Diệp Oản Oản. Được rồi, đối với những người này mà nói, mình bị hiểu lầm thành, người tốt, dường như đúng là một loại làm nhục. Cô thật sự là lão đại của bọn họ. Liêu Gia Kỳ lúc này mới chú ý tới, cô gái này là người duy nhất ngồi một mình một ghế. Hơn nữa, thái độ của những người này đối với cô gái nọ đều vô cùng cung kính. Mặc dù như vậy, hắn vẫn không cách nào tin được. Diệp Oản Oản vậy mà cũng không phủ nhận, vẫn cứ ung dung thản nhiên nhìn Liêu Gia Kỳ một cái, không sai, làm sao? Trên mặt của Liêu Gia Kỳ chợt đỏ ửng lên một cách bất thường, cặp mắt óng ánh, trong cơn mê say vì sắc đẹp, nghe vậy chợt bật thốt lên, tôi có thể nhập bọn không? Diệp Oản Oản, bắt đầu, Thất Tinh, đại trưởng lão, tam trưởng lão. Chương 1762, không phải là thật thích hợp sao? Một gã con tin bị trói tới, con ruột của Liêu Hải Thành, người thừa kế Hồng Hưng hội, lại muốn xin gia nhập với bọn người đã bắt cóc hắn. Đại trưởng lão, minh chủ quả nhiên cao chiêu. Tam trưởng lão, minh chủ lo xa nghĩ rộng, thuộc hạ thật hổ thẹn. Bắt đầu quả thật là không nhịn được, vỗ tay một cái, phong tỷ, châu bò nha. Ngay cả mấy gã thành viên không sợ minh bên cạnh, tất cả đều là vẻ mặt đầy sùng bái lẩm bẩm, tam trưởng lão chỉ biết trói tôm tép nhỏ bé. Đại trưởng lão tự nhận là thông minh bắt giặc phải bắt vua trước, nhưng con minh chủ thì sao? Người ta trực tiếp kêu gọi đầu hàng, tận diệt toàn bộ bang phái. Đang choáng váng vì đủ các loại lời tâng bốc ào ào đập tới, Diệp Oản Oản.
thật là cảm ơn các ngươi đã coi trọng ta như vậy, ha ha. Đối với sự sùng bái mù quáng của các thành viên không sợ Minh, Diệp Oản Oản có chút không biết nói gì. Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về Liêu Gia Kỳ nhìn một cái, Liêu thiếu gia thật biết nói đùa. Liêu Gia Kỳ nhìn nụ cười trúng chím đáng yêu của thiếu nữ, vẻ mặt lại ngơ ngẩn thêm mấy phần, quả thật là hận không thể thề trời thề đất ngay lập tức, tôi không đùa mà. Là tôi không đúng, tôi thực sự nghiêm túc. Lúc này, một bên, Thất Tinh mặt lạnh lên tiếng, người nghĩ rằng chúng ta là ai, người muốn vào liền có thể vào được sao? Thất Tinh nói xong, nhìn về phía Diệp Oản Oản mở miệng nói, Phong tỷ, người này tâm thuật bất chính, không thể dễ dàng tin tưởng. Bắt đầu nháy mắt một cái, vỗ tay nói, đây không phải là thật thích hợp sao? Chúng ta chính là cần loại nhân tài này đấy. Thất Tinh, im miệng. Bắt đầu nhìn về phía Thất Tinh, mặt đầy nghi ngờ, im miệng. Tại sao phải im miệng, nhân tài tâm thuật bất chính, rất thích hợp với không sợ Minh chúng ta. Chẳng lẽ phải tìm một gã thiếu niên tràn đầy chính khí, tâm địa thiện lương để chiêu mộ gia nhập chúng ta sao? Bắt đầu vừa dứt lời, đám người Diệp Oản Oản và đại trưởng lão còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng ngay cả một câu cũng không thể nói được nên lời. Suy nghĩ kỹ một chút, dường như đích xác là đạo lý mà bắt đầu nói, không sợ Minh bọn họ chẳng lẽ còn phải tìm một gã nhân tài chính phái gia nhập hay sao? Thất Tinh nhìn chằm chằm bắt đầu, khóe miệng hơi hơi co rúm, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng cũng không thể nói được gì cả. Rất nhanh, Diệp Oản Oản nhìn về phía Liêu Gia Kỳ, một bộ đầy dụ dỗ, nhẹ nhàng lên tiếng, Liêu thiếu gia, chúng tôi đối với cậu cũng không có ác ý, chỉ cần cậu có thể phối hợp, chúng tôi tuyệt đối sẽ bảo đảm an toàn cho cậu. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, Liêu Gia Kỳ liền vội vàng đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nữ thần. Cô muốn tôi phối hợp như thế nào tôi sẽ phối hợp như thế nấy. Còn nữa, tôi không cần an toàn, ta muốn nhập bọn. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút cạn lời, chuyện nhập bọn. Đến lúc đó nói sau đi, trước làm chính sự đã. Bên kia, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người rốt cuộc đã chịu đựng qua được thêm 4 giờ bi thảm nhất trong cuộc đời bọn họ. Đợi đến lúc được thả ra ngoài, hai người đã bị hành hạ đến mức chỉ còn lại một hơi tàn cuối cùng mà thôi. Loại đau khổ này, quả thật là không thua gì so với bị giết chết cả trăm ngàn lần cả. Rốt cuộc là người nào, lại có thể nghĩ ra phương pháp hành hạ người khác không dính một giọt máu như vậy. Quả thực là ma quỷ. Lương Mỹ Huyên tóc tai bù xù, trên khuôn mặt là đôi mắt đã thâm lại thành màu đen, gần như điên cuồng giận dữ hét lên, con tiểu tiện nhân Diệp Oản Oản đó. Lại dám đối với em như vậy, em sẽ không bỏ qua cho ả ta, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ả ta. À tiểu thiện nhân này, cũng không biết ở bên ngoài giao du với đám người lộn xộn gì. Chúng ta hãy mau liên lạc với Liêu tiên sinh, cô ta dám đụng đến chúng ta, đây chính là đang công khai vả vào mặt của Liêu tiên sinh. Anh muốn để cho ả ta chết không được tử tế. Không sai. Chương 1763, cha ơi cứu con với. Ở trong một hội sở xa hoa nào đó, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn thậm chí còn không thèm quay về nhà. Đã lập tức chạy thẳng đi tìm Liêu Hải Thành rồi. Hai người bị hành hạ chừng mấy ngày, giờ phút này quần áo rách dưới hôi hám như dân tị nạn, sắc mặt còn trắng bệch một mảnh, mới vừa tới cửa đã bị hai gã hộ vệ áo đen cản lại. Người nào? Tôi là Lương Mỹ Huyên. Chúng tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn tìm Liêu tiên sinh. Lương Mỹ Huyên vội vàng lên tiếng. Lương Mỹ Huyên, các người làm sao lại trở thành như vậy? Gã canh cổng nhận ra hai người, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Chúng tôi bị người ta bắt cóc, thật vất vả mới trốn thoát được. Bắt cóc? Bên ngoài là ai? Lúc này, trong phòng truyền tới âm thanh trầm thấp của một người đàn ông. Liêu tiên sinh, là Lương Tiểu Thư và Hoàng tiên sinh. Để cho bọn họ đi vào. Vâng. Gã canh cổng nghe được lệnh của Liêu Hải Thành, mới để cho Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn vào bên trong. Trên chiếc ghế salon màu đen, một gã đàn ông bộ dáng khoảng 50 đến 60 tuổi. Trong miệng ngậm một điếu xì gà, đang nhàn nhã ngồi ở nơi đó. Có chuyện gì xảy ra? Liêu Hải Thành liếc mắt nhìn hai người. Lương Mỹ Huyên lập tức thêm mắm dặm muối, đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra kể lại một lần. Trợ thủ của Liêu Hải Thành ở một bên, nghe vậy hơi nhíu mày, a, tiểu nha đầu kia, mấy ngày trước mới vừa đi đến phim trường của Diêu Giai Văn đập phá, Liêu tiên sinh mới vừa rồi đã phái người gọi điện thoại đi cảnh cáo. Bất quá! Không nghĩ tới lá gan của tiểu nha đầu kia so với trong tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn, lại trực tiếp đem hai người các ngươi trói đi rồi. Cái gì,
tiểu tiện nhân kia còn đến phim trường gây chuyện. Hoàng Minh Khôn nghe vậy, vội vàng nói với Liêu Hải Thành, không chỉ như thế, tiểu tiện nhân đó còn phái người lấy khẩu cung của chúng tôi. Liêu tiên sinh, tiểu tiện nhân đó, tuyệt đối không thể cảnh cáo một chút liền coi như xong. Hiện tại khẩu cung của chúng tôi rơi vào trong tay của cô ta, nếu như chờ mở phiên tòa, bọn họ thắng kiện, công ty kia sẽ phải rơi ở trong tay của bọn họ rồi. Trợ thủ của Liêu Hải Thành ở một bên nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, Liêu tiên sinh làm việc, còn cần các ngươi dạy sao? Hoàng Minh Khôn sợ đến mặt trắng nhợt, lau mồ hôi tiếp tục nói, dĩ nhiên là không cần, dĩ nhiên là không cần rồi. Liêu tiên sinh ngài là người nào, tiểu tiện nhân đó chẳng qua chỉ là một con kiến, ngài dùng một đầu ngón tay thôi cũng đã đủ để bóp chết cô ta. Ngay vào lúc này, điện thoại di động của Liêu Hải Thành đột nhiên vang lên, là một số điện thoại xa lạ gọi tới. Nói, Liêu Hải Thành bắt điện thoại, mặt không cảm xúc ra lệnh. Liêu Hải Thành, không biết con của ngươi, Liêu Gia Kỳ, hiện tại đang ở nơi nào? Trong điện thoại, truyền tới một tiếng cười đầy lười biếng của nữ nhân. Nữ nhân vừa dứt tiếng, chân mày Liêu Hải Thành chợt nhíu một cái, tựa hồ là ý thức được điều gì, vì vậy che điện thoại lại, nhìn về phía trợ thủ ở bên cạnh, Gia Kỳ đâu? Nghe tiếng, trợ thủ trả lời, Gia Kỳ thiếu gia không biết đã đi nơi nào, trước đó đã liên lạc qua rồi, nhưng điện thoại lại trong trạng thái tắt máy. Cái gì? Lúc này, sắc mặt Liêu Hải Thành nhất thời đại biến. Thân là long đầu của Hồng Hưng hội, Liêu Hải Thành trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ của cuộc gọi này. Chỉ sợ, Liêu Gia Kỳ đã rơi vào trong tay của người khác. Ngươi muốn thế nào? Liêu Hải Thành cầm điện thoại lên, trong giọng nói bao hàm sự tức giận. A, Liêu Hải Thành, con của ngươi Liêu Gia Kỳ bây giờ đang ở trong tay ta. Ta hy vọng. Nhưng mà, Diệp Oản Oản còn chưa kịp nói dứt câu. Một loạt tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền tới, chính cả Diệp Oản Oản cũng sợ hết hồn. A, đừng đánh, a a a, sao tiếng khóc sao hu hu, cứu mạng, cha, nhanh cứu con với, con sắp chết rồi, a a a. Chương 1764, cha sẽ mất đi con đấy. Vào giờ phút này, Liêu Gia Kỳ si ngốc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhưng trong miệng lại truyền ra hàng loạt tiếng kêu đầy thảm thiết. Gia Kỳ. Liêu Hải Thành trong nháy mắt đã nghe ra là thanh âm của Liêu Gia Kỳ. Đối với Liêu Gia Kỳ, Liêu Hải Thành vô cùng hiểu rõ. Dù sao cũng là con trai của Liêu Hải Thành hắn, hổ phụ không sinh khuyển tử. Liêu Gia Kỳ tính cách cương nghị, có thể tính là một nam tử hán thẳng thắn cương nghị, giờ phút này lại có thể phát ra tiếng gào thét tê tâm liệt phế như thế. Đủ có thể thấy Liêu Gia Kỳ, con trai bảo bối của hắn, đã chịu hành hạ đau đớn đến mức nào. Vào giờ phút này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn mặt đầy kinh ngạc đứng sững tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Con trai ta nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ để cho ngươi chết không được tử tế. Liêu Gia Thành lạnh giọng gầm lên. Diệp Oản Oản thấp giọng cười một tiếng, Liêu Gia Thành, không cần ta nói, ngươi hẳn cũng biết được thân phận của ta. Chuyện của ta và Hoàng Thiên Giải Trí, không có quan hệ gì với Hồng Hưng hội của ngươi. Hy vọng ngươi không nên tự mình chuốc lấy cực khổ, xen vào việc của người khác. Lời ta nói, ngươi hiểu được sao? Cha, nhanh cứu con, mau đáp ứng cô ta đi, con không chịu nổi. Cha, nữ nhân này, nói cái gì cha cũng mau đáp ứng cô ấy đi. Nếu không, cha sẽ mất đi con đấy. Cha, điện thoại di động đầu kia, Liêu Gia Kỳ diễn càng lúc càng thê thảm, kỹ thuật diễn xuất có thể nói là tuyệt vời, giàu sức cảm hóa, lay động lòng người. Một bên, đám người bắt đầu, Thất Tinh, Đại trưởng lão và Tam trưởng lão đều cạn lời, im lặng nhìn Liêu Gia Kỳ. Biểu cảm của tất cả, nhất thời một lời khó nói hết. Trước đây không lâu, còn thấy chết không sờn, thậm chí còn tuyên thệ đầy hào sảng, muốn dùng ta uy hiếp cha ta, nằm mơ đi. Ta dù chết, cũng sẽ không để cho các ngươi được như ý, trong nháy mắt, đã tự đá vào mông mình đến mức sưng vù. Ngươi, Liêu Gia Thành cắn răng, cuối cùng gật đầu nói, được. Ta đáp ứng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không quản chuyện của Hoàng Thiên Giải Trí. Hoàng Thiên Giải Trí sau này sẽ không có nửa điểm quan hệ với Hồng Hưng hội chúng ta. Còn nữa, không có gì quan trọng bằng vợ con, ta hy vọng ngươi không nên tiếp tục làm tổn thương đến con trai của ta, nếu không. Hồng Hưng hội ta có lai lịch gì, ngươi cũng hẳn đã rõ ràng. Chuyện ta đáp ứng ngươi không thành vấn đề, nhưng nếu như con trai của ta có gì ngoài ý muốn, ta sẽ khiến cả nhà ngươi chôn theo. Không có gì quan trọng bằng vợ con. Nói nghe cũng đường đường chính chính ra phết. Nhưng thời điểm ban đầu bọn họ bắt cóc một cô gái như Giang Yên Nhiên,
lại không hề nương tay chút nào. Nàng chẳng qua chỉ là lấy gậy ông đập lưng ông mà thôi. À, Liêu Hải Thành, ta đối với con trai của ngươi cũng không có hứng thú gì. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, ta có thể bảo đảm sự an toàn của con trai ngươi. Diệp Oản Oản nói xong, trong nháy mắt cúp điện thoại. Vào giờ phút này, Liêu Gia Thành thần sắc âm trầm không thôi, trên trán hiện ra một lằn gân xanh. Liêu tiên sinh, Lương Mỹ Huyên nhút nhát nhìn về phía Liêu Gia Thành, muốn hỏi thử đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Cút cho ta. Liêu Gia Thành chỉ vào Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, lớn tiếng quát. Nếu như không phải là do Hoàng Thiên giải trí, con của hắn làm sao lại sẽ bị bắt cóc, hơn nữa còn phải trải qua sự hành hạ cực kỳ tàn ác kia. Đánh cho ta, sau đó ném ra ngoài. Tựa hồ là còn chưa hả giận, Liêu Gia Thành ra lệnh cho trợ thủ hung hăng dạy dỗ Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn một trận. Sau khi bị đánh tới chảy ra sứt thịt, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn mới bị ném ra khỏi hội sở. Hai người bị đánh đến mộng bức, từ đầu tới cuối cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nơi của Diệp Oản Oản. Đối với Hồng Hưng hội, Diệp Oản Oản căn bản không thèm để ý chút nào. Nhưng nơi này là Hoa Quốc, nếu như là cùng Hồng Hưng hội liều một trận, với tính tình của đám người đại trưởng lão và tam trưởng lão, chỉ sợ đến lúc đó Hồng Hưng hội muốn tìm được một người còn sống cũng khó. Vì phòng ngừa gây thêm rắc rối, làm thế này là sách lược vẹn toàn. Chương 1765, quả nhiên là một nhân tài. Huynh đệ, kỹ thuật diễn xuất thật tuyệt vời. Người quả nhiên là một nhân tài. Bắt đầu bội phục không thôi, hướng về Liêu Gia Kỳ giơ ngón tay cái lên, ngay sau đó mở miệng nói, chuyện đã giải quyết xong, ngươi có thể đi. Nghe câu này, Liêu Gia Kỳ nhất thời sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, ta không đi. Con bà nó, ta còn chưa từng thấy loại người như ngươi. Bắt đầu mặt đầy mộng bức, thả hắn đi mà còn không chịu đi. Như vậy sao được, các ngươi không thể như vậy. Dùng ta xong liền trở mặt không nhận người. Không được, ta tuyệt đối không đi. Ta ở nơi này, ta không đi đâu cả. Liêu Gia Kỳ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói, một bộ dáng thấy chết không sờn. Diệp Oản Oản, luôn cảm thấy lời thoại này, có chỗ nào đó là lạ. Được rồi, tùy cậu, nếu như cậu nguyện ý, vậy trước tiên cứ ở lại chỗ này đi. Diệp Oản Oản sau một thoáng trầm tư, mở miệng nói. Nếu như bây giờ Liêu Gia Kỳ trở về, Liêu Hải Thành nói không chừng sẽ đổi ý. Không bằng trước để Liêu Gia Kỳ ở lại chỗ này, chờ sau khi giải quyết tất cả mọi chuyện mới để hắn trở về nhà. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Diệp Oản Oản vang lên, là Lương Uyển Quân gọi tới. Lúc này, Diệp Oản Oản đứng dậy rời đi, nhận điện thoại của Lương Uyển Quân. Chờ sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Liêu Gia Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía đại trưởng lão, vội vã mở miệng nói, đúng rồi. Các ngươi đối nghịch với Hoàng Thiên giải trí, vậy cũng nên cẩn thận một chút. Hoàng Thiên giải trí bây giờ có một chút quan hệ với tinh thần giải trí. Tinh thần giải trí các ngươi chung quy hẳn cũng biết chứ, trụ sở chính là công ty tinh thần. Thế lực tại Hoa Quốc của công ty tinh thần, thật sự là quá lớn. Hồng Hưng hội chúng ta so với công ty tinh thần, căn bản là không đáng nhắc tới. Công ty tinh thần. Nghe tin này, bắt đầu hơi sững sờ, đại trưởng lão, trước đó nhị trưởng lão không phải có gọi điện thoại nói cho ông. Nhị trưởng lão có một sản nghiệp tại Hoa Quốc, gọi là công ty tinh thần sao? Ừ, đại trưởng lão gật đầu một cái, mỗi một vị trưởng lão không sợ minh chúng ta, đều có sản nghiệp tại các nước. Không, không sợ minh. Liêu Gia Kỳ bỗng nhiên sững sờ tại chỗ, mặt đầy kinh sợ nhìn về phía đám người đại trưởng lão và thất tinh bắt đầu. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Được rồi, vẫn là để ta đi nói trước với minh chủ một chút. Đại trưởng lão xoay người rời đi. Giờ phút này, Liêu Gia Kỳ mặt đầy đờ đẫn. Thân là người nối nghiệp của Hồng Hưng hội, Liêu Gia Kỳ tự nhiên đã từng nghe nói đến không sợ minh. Mới vừa rồi những người này vẫn không hề nói bọn họ là ai. Chẳng lẽ nói, hắn lại có thể bị không sợ minh trong truyền thuyết trói đi. Mà nữ thần trói hắn, lại là minh chủ không sợ minh. Hắn có phải là đang nằm mơ hay không? Hắn lại có thể, được, không sợ minh bắt cóc rồi. Chuyện này nếu như nói ra, hắn có thể ở trong giới giang hồ khoe khoang cả đời. Diệp Oản Oản mới vừa cúp điện thoại, đại trưởng lão đã đi đến. Minh chủ có từng nghe nói qua tinh thần giải trí tại Hoa Quốc? Đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Oản Oản, bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe đại trưởng lão hỏi vậy, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, tất nhiên, sao vậy?
Địa vị của tinh thần giải trí trong giới giải trí quốc tế, tuyệt đối là số một. Giới giải trí không cách nào lay động nổi. Không có bất kỳ một công ty giải trí nào có thể cùng đánh đồng với tinh thần giải trí. Nói trắng ra là, loại giống như Hoàng Thiên giải trí, tại Hoa Quốc có thể tính là long đầu lão đại, nhưng đặt ở trên trường quốc tế, chưa chắc có thể xâm nhập được vào top 10. Căn cứ theo hiểu biết ngày trước của Diệp Oản Oản, công ty tinh thần phủ sóng rộng khắp. Mà cái gọi là tinh thần giải trí, cũng chỉ vẻn vẹn chẳng qua là một trong số các nghiệp vụ kinh doanh dưới cờ công ty tinh thần. Công ty tinh thần trừ tham gia vào giới giải trí, còn tiến quân vào lĩnh vực du lịch, bất động sản, thậm chí còn xây cả công viên cỡ lớn trong thành phố. Chương 1766, có còn thiên lý hay không? Tỷ như Hoàng Thiên giải trí, nhiều nhất chỉ tạo ra được những ngôi sao lớn hàng đầu Hoa Quốc. Mà công ty tinh thần lại đã sớm tạo ra được mấy vị siêu sao điện ảnh cấp quốc tế, trong số đó số đã giải nghệ cũng đã đạt đến 3 người, thuộc về truyền kỳ trong giới giải trí Hoa Quốc. Hoàng Thiên giải trí cũng được, hay là chư thần thời đại hiện tại cũng được, ít nhiều gì cũng từng có tiếp xúc với tinh thần giải trí. Nhất là Hoàng Thiên giải trí, rất nhiều nghệ sĩ nếu muốn nhận vai diễn, nhất định phải trải qua sự đồng ý của tinh thần giải trí. Nếu như không có tinh thần giải trí gật đầu, Hoàng Thiên giải trí cũng không dám cản rỡ. Trừ chuyện đó ra, Hoàng Thiên giải trí mỗi ngày còn cần nộp lên 10% cho tinh thần giải trí, coi như là phân chia cho tinh thần giải trí. Thật ra thì, cái gọi là phân chia này, bất quá chẳng qua chỉ là một cách giải thích mà thôi. Một số công ty giải trí nổi danh, bao gồm cả Hoàng Thiên giải trí, đều cần phải như thế. Nói cho dễ nghe một chút, coi như là phân chia cổ tức cho tinh thần giải trí, nhưng nếu nói khó nghe một chút, chính là nộp lên cống phẩm cho tinh thần giải trí. Công ty tinh thần trừ việc lấn sân vào các loại ngành nghề ra, ở trong giới giang hồ cũng thuộc về loại có số má, tai mắt thông thiên. Loại như Hồng Hưng Hội, so với tinh thần giải trí, căn bản cũng thuộc về hai thế giới khác nhau. Hồng Hưng Hội sợ là ngay cả tư cách sách giày cho công ty tinh thần cũng không có. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn về phía đại trưởng lão, thần sắc hơi có chút nghi ngờ. Đang êm đang đẹp, đại trưởng lão bỗng nhiên nhắc tới tinh thần giải trí là có ý gì? Đại trưởng lão, làm sao ông lại biết tinh thần giải trí? Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ không hiểu. Ngay cả chính Diệp Oản Oản, cũng là sau khi sáng lập chư thần thời đại, hơn nữa dẫn dắt chư thần thời đại đi vào hoạt động ổn định, mới mơ hồ biết được sự tồn tại của công ty tinh thần. Nhưng mà đại trưởng lão đi tới Hoa Quốc mới có mấy ngày, làm sao lại biết được loại công ty này tại Hoa Quốc? Nghe Diệp Oản Oản hỏi, đại trưởng lão cười nói, mới vừa rồi nhị trưởng lão gọi điện thoại cho tôi. Nói công ty tinh thần là sản nghiệp của ông ta tại Hoa Quốc. Nếu như chúng ta muốn lấy dùng, xin cứ tùy ý. Cái gì? Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Công ty tinh thần là sản nghiệp tại Hoa Quốc của nhị trưởng lão. Cái này con mẹ nó. Còn có loại thao tác này. Minh chủ, thật ra thì những vị trưởng lão không sợ minh như chúng tôi, cùng với các cao tầng, ở ngoài Độc Lập Châu, phần lớn đều có sản nghiệp của riêng mình. Cũng như đại trưởng lão có rất nhiều công ty tại châu Âu. Tôi thì kinh doanh tại Bắc Mỹ. Nhị trưởng lão lại làm ăn ở châu Á. Tam trưởng lão lên tiếng giải thích. Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản cho tới bây giờ vẫn chưa biết, không sợ minh lại có thể tại châu Á, châu Âu, thậm chí còn là Bắc Mỹ, có thể có nhiều sản nghiệp như vậy. Công ty tinh thần, ngay cả loại thế lực khủng bố này, vậy mà chỉ là một thế lực chi nhánh của không sợ minh tại Hoa Quốc. Không sợ minh rốt cuộc còn có bao nhiêu sự tình, mà một vị minh chủ như nàng không biết. Có còn thiên lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Chư thần thời đại, bên trong phòng nghỉ ngơi. Cung Húc tình cảm dạt dào ngồi trên chiếc ghế salon sát cạnh Hàn Thiên Vũ miêu tả Thiên Vũ ca. Thiên Vũ ca, tôi đã nói với anh chưa? Khi đó Diệp ca ca quả thật là thương tôi. Người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió, từ trong thiên quân vạn mã cứu tôi ra ngoài. Quả thật là đẹp trai đến ngây người. Siêu Giai Văn và đám côn đồ cao to lực lưỡng đó tất cả đều bị đánh cho tan tác. Hàn Thiên Vũ cười khẽ thật sao? Phải, đương nhiên là phải, siêu cấp vô địch đẹp trai. Lúc đó anh không nhìn thấy thật sự là quá đáng tiếc. Dĩ nhiên, cảnh tượng như thế này cũng chỉ có mình tôi có thể nhìn thấy. Người Diệp ca ca thương yêu nhất chính là tôi rồi. Cung Húc nói mà mặt đầy vẻ say mê. Lúc này, Lạc Thần bưng một ly nước từ trong phòng trà bước ra. Chương 1767, tôi tiếp tục xinh đẹp như hoa. Cung Húc lập tức bay nhào qua, tên ngốc, tôi đã nói với cậu chưa? Cậu biết ngày đó phát sinh chuyện gì không?
cậu tuyệt đối không đoán ra được đâu. Khi đó Diệp ca ca người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió, từ trong thiên quân vạn mã cứu tôi ra. Quả thật là, Lạc Thần mặt không đổi sắc, hướng về phía Cung Húc đang phấn khởi không thôi mà nhìn một cái, im miệng, cậu đã nói 800 lần rồi. Mũi Cung Húc đều đã nhanh muốn vểnh lên trời, hừ hừ, ghen tị. Tôi thấy cậu chính là ghen tị. Lạc Thần làm mặt lạnh, không nói gì. Đúng lúc này, Giang Yên Nhiên đẩy cửa đi vào. Cung Húc lập tức bỏ lại Lạc Thần, bay qua chỗ Giang Yên Nhiên nhanh như một cơn gió. Yên Nhiên, Yên Nhiên, Yên Nhiên. Tôi đã nói với cô chưa, khi đó bầu không khí chạm một cái liền bùng nổ, thắt lưng của bổn thiếu gia tôi chỉ một giây nữa thôi, là suýt nữa đã bị đám ác đồ đó lột ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Diệp ca ca của tôi người khoác nhật nguyệt chi huy, cưỡi mây đạp gió. Giang Yên Nhiên nhức đầu không thôi, giơ tay lên xin hàng, được rồi, anh tha cho tôi đi. Tôi biết Diệp ca ca của anh đẹp trai cỡ nào, sủng anh nhiều cỡ nào rồi. Mấy ngày nay, Cung Húc gặp bất kỳ ai đều muốn kể lại cảnh Diệp Oản Oản hôm đó, anh hùng cứu mỹ nhân, như thế nào, không một ai may mắn thoát khỏi. Từ Hàn Thiên Vũ đến Lạc Thần, từ Giang Yên Nhiên đến Phí Dương, còn có Tiểu Tình, Đông Tử, bọn họ cũng đã gần như hận không thể vá cái miệng của gã ta lại. Cạnh bàn làm việc, sắc mặt Phí Dương đang ngồi xử lý văn kiện lại có chút ngưng trọng, trầm ngâm mở miệng nói, thật ra thì Diệp Bạch lần này lại có thể lộ liễu như vậy, thật sự là khiến cho tôi có chút ngoài ý muốn. Lần này dường như, không giống với phong cách làm việc của cậu ta. Tìm hai gã côn đồ cùng với người của Diêu Giai Văn bên kia cứng đối cứng, mặc dù có thể hạ giận nhất thời, nhưng chỉ sợ là hậu hoạn khôn lường. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, ánh mắt lóe lên. Ngay cả Phí Dương cũng đã nhìn ra, anh đương nhiên sẽ không thể không phát hiện. Chuyện của Cung Húc khi đó, quả thật rất không giống với phương thức xử lý của Diệp Bạch. Cung Húc đầy xem thường nói, hai người cùng Diệp ca đồng thời trở về kia, siêu cấp lợi hại, quả thực là cao thủ võ lâm. Tôi chỉ mới thấy trong phim mà thôi, quả thật là lấy một địch 10. Phí Dương thở dài nói, coi như Diệp Bạch có thể mang theo người quay về giúp, nhưng đối phương không phải là loại hổ báo nhà mẫu giáo bình thường, mà là Hồng Hưng Hội. Diêu Giai Văn chịu đả kích lớn như vậy, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ, hiện tại Hồng Hưng Hội đã biết chuyện này rồi. Cung Húc nghe vậy, mặt đầy khẳng định mở miệng nói, nghiêm trọng đến thế sao? Tôi cảm thấy chỉ cần có Diệp ca ở đây, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Diệp ca ca của tôi không phải là loại làm việc kích động, nếu như cô ấy đã dám làm như vậy, khẳng định là đã có chuẩn bị đấy. Các người đừng có làm thầy bói xem voi nữa. Biểu cảm thời khắc này của Cung Húc, hoàn toàn giống như thiếu nữ Hoài Xuân sùng bái bạn trai của mình một cách mù quáng. Nói xong cũng ôm lấy một bịch khoai tây chiên, không buồn không lo mà nằm ngoạch trên ghế salon lăn qua lăn lại, có thể nói là tương đối tỉnh queo. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần còn có Giang Yên Nhiên ba người liếc nhau một cái, mặt đầy bất đắc dĩ. Vốn là bởi vì công ty liên tiếp xảy ra chuyện, Cung Húc đã trở nên thành thục hơn không ít. Hiện tại Diệp Bạch trở về một cái, Cung Húc lại thả cho cả người mình bay bổng trở lại rồi. Lại nói Cung Húc vẫn nằm phè phỡn như đúng rồi, vừa chẹp chẹp cắn miếng khoai tây chiên, vừa lên tiếng nói, Diệp ca ca của tôi đều đã trở về, còn cần tôi bận tâm làm gì nữa. Tôi tiếp tục phụ trách xinh đẹp như hoa là được rồi. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, Phí Dương. Lúc này, cửa phòng nghỉ ngơi, ầm, một tiếng bị người ta dùng lực đẩy ra, một nữ nhân bộ dáng như trợ lý sắc mặt không vui đứng ở nơi đó. Nữ nhân vênh váo tự đắc, nhìn lướt qua mấy người bên trong nhà, ngay sau đó ánh mắt rơi ở trên người Hàn Thiên Vũ, vẫn còn ở nơi này trò chuyện gì đó. Nhàn rỗi như vậy sao? Không cần làm việc nữa sao? Tiết mục đã sắp bắt đầu rồi. Chẳng lẽ còn muốn cho Thiệu Hành nhà tôi chờ cậu hay sao? Chương 1768, là hát xong sao? Mấy câu đầy âm dương quái khí của nữ phụ tá kia nói xong, mùi thuốc súng đã trở nên nồng nặc hơn bao giờ hết. Cung Húc ném miếng khoai tây chiên xuống, giơ nắm đấm nhảy dựng lên, đệt. Người con mẹ nó đang nói chuyện với ai đấy? A Miêu A Cẩu gì cũng dám dùng loại thái độ này nói chuyện với chúng ta à? Tìm chết hả? Khoảng thời gian này, mấy người kia đều rất an phận, ngay cả Cung Húc cũng thu liễm tính tình không ít. Nữ phụ tá kia còn tưởng rằng lần này cũng sẽ giống như lúc trước, không nghĩ tới Cung Húc đột nhiên nổi nóng lên. À ta sợ hết hồn, theo bản năng rụt về sau một cái. Bất quá, rất nhanh cô ta liền đứng thẳng người, đầy khinh bỉ nhìn mấy người kia, mặt đầy ngạo nghễ mở miệng,
tôi dĩ nhiên không phải là cái thá gì cả, cậu chỉ cần biết Thiệu Hành nhà chúng tôi là người cậu không đắc tội nổi là được. Về phần các người là ai? À, không phải là một đám chó nhà có tang hết thời sao? Hù ai đấy, nếu như không phải là Thiệu Hành nhà chúng tôi tâm địa tốt, nể mặt cùng chung một công ty, cậu nghĩ các cậu có tư cách được mời đến dự tiệc sinh nhật của anh ấy à? Trong mắt của Cung Húc đã rất nhanh sắp trợn lên tới bầu trời rồi, cùng một công ty cái con chó. Ai cùng một công ty với các người, bớt tự chét vàng lên mặt của mình đi. Chư thần thời đại của bổn thiếu gia là thứ mà loại công ty rác rưởi như Hoàng Thiên Giải Trí có thể sánh bằng sao? Thiệu Hành là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí, bởi vì ôm được bắp đùi của tập đoàn tinh thần mà nhanh chóng nhảy lên thảm đỏ. Sau khi chư thần thời đại bị thu mua, Diệp Y Y vì lấy lòng Thiệu Hành, chèn ép đủ loại tài nguyên của chư thần thời đại, để cho Thiệu Hành hít ké chút độ hot của đám người Hàn Thiên Vũ, thổi phồng hắn ta thành siêu sao. Dẫm đạp lên đầu bọn họ, lại còn không ngại mặt dày, tự sướng rằng vì có lòng tốt nên mới mời bọn họ tới tiệc sinh nhật của hắn, giúp hắn ca hát, biểu diễn. Bàn về độc mồm độc miệng, Cung Húc còn chưa từng thua ai. Nữ phụ tá vớ vẩn kia bị chọc tức, liên tục cười lạnh, Cung thiếu gia thật là thật can đảm nha, Hoàng Thiên Giải Trí cậu không sợ, vậy còn tập đoàn tinh thần thì sao? Tập đoàn tinh thần có vô số sản nghiệp dưới cờ, tinh thần giải trí chỉ là một trong số đó. Mà ông ngoại của Thiệu Hành, là lão tổng của một phân bộ nào đó của tập đoàn tinh thần. Có tầng quan hệ con ông cháu cha này, Thiệu Hành trong giới giải trí, có thể nói là không một ai dám trêu chọc. Dù sao, không ai muốn đi đắc tội với loại quái vật khổng lồ như tập đoàn tinh thần. Thiệu Hành trước đó chơi mấy ngày tại tinh thần giải trí, không nóng không lạnh, cảm thấy vô vị, nên quay trở về tiếp tục sự nghiệp làm công tử bột của mình. Sau đó cũng không biết Diệp Y Y dùng thủ đoạn gì, lại đào được Thiệu Hành về Hoàng Thiên Giải Trí. Thế lực Hồng Hưng Hội nào có đáng sợ bằng tập đoàn tinh thần, vì vậy cô ta đương nhiên muốn ôm lấy bắp đùi càng to hơn. Tập đoàn tinh thần chỉ là thứ. Cung Húc còn chưa dứt lời, Hàn Thiên Vũ đã chạy tới trước mặt của hắn ta, ngăn cản câu nói kế tiếp của hắn, Phong Khinh Vân đạm nói với tiểu trợ lý kia, biết rồi, chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Hừ, coi như các người thức thời, động tác nhanh nhẹn lên một chút, nếu làm trễ nãi thời gian, chọc giận Thiệu Hành, đừng trách tôi không nhắc nhở các người trước. Đúng rồi, Thiệu Hành đã nói, người trong danh sách mời tối nay, không được thiếu lấy một người, toàn bộ nhất định đều phải trình diện. Tiểu trợ lý nói xong, liền lắc eo, ngoái đít, nhấc giày cao gót bước lộp cả lộp cộp rời đi. Đệt, Thiên Vũ ca, làm sao anh phải đáp ứng cô ta? Chỉ là một bữa tiệc sinh nhật vớ va vớ vẩn, lại có thể bắt bổn thiếu chạy đi ca hát biểu diễn trợ hứng cho hắn ta. Xem bổn thiếu ra là hát rong sao? Diệp ca ca nếu biết được, sẽ đau lòng vì tôi chết mất. Nếu muốn thì các người đi đi, tôi đây không đi đâu. Giang Yên Nhiên đầy khó xử nhìn Cung Húc một cái, cố gắng trấn an, chẳng qua chỉ là đi tham gia một bữa tiệc sinh nhật mà thôi, cũng không có gì. Nghề này của chúng ta vốn là phải thường xuyên tham gia những buổi xã giao như thế này mà. Chương 1769, chế độ trang bức, online. Sao trang bức kiểu như thể hiện? Cung Húc xù lông, nhưng mà đó là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một tên hậu bối, một người mới vừa xuất đạo chưa được mấy ngày, lại bắt tôi đi dự tiệc sinh nhật của hắn, ca hát trợ hứng, ai cho hắn mặt mũi. Nếu như tôi hát cho hắn ta, sau này còn ngóc đầu lên nổi trong giới giải trí hay sao? Mặt mũi tôi ném đi thì không sao, nhưng còn mặt mũi của Diệp ca ca thì sao? Ban đầu khi Thiệu Hành cưỡng ép cướp đoạt đi tài nguyên của chư thần thời đại, cọ nhiệt độ của bọn họ cũng không tức giận như thế. Hành động bây giờ của Thiệu Hành bất quá chỉ là vì muốn làm nhục chư thần thời đại bọn họ mà thôi. Một bên, Phí Dương thở dài. Điều Cung Húc nói, bọn họ đương nhiên cũng biết, nhưng lại không thể làm gì. Nếu như là người khác, với thân phận địa vị của bọn họ trong giới giải trí, có cự tuyệt cũng ảnh hưởng không lớn. Nhưng lần này, bối cảnh của đối phương thật sự là không trêu chọc nổi. Ban đầu Diệp Y Y chính là cố ý dùng Thiệu Hành để áp chế bọn họ. Phí Dương đi tới. Vỗ vỗ bả vai của Cung Húc, tính toán một chút, không chấp nhặt với bọn chúng. Chỉ là hát một bài mà thôi, cậu cứ coi như hát cho chó nghe là được rồi. Cung Húc, tôi không hát, muốn hát thì anh đi mà hát. Giang Yên Nhiên, Cung Húc, anh hãy nghe tôi nói. Cung Húc che lỗ tai, tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe. Mấy người thấy vậy, mặt đầy bất đắc dĩ. Cái tên Cung Húc này nếu như đã xù lông lên, ai cũng không khuyên được hắn.
Có duy nhất một người có thể khuyên nhủ, nhưng bọn họ cũng không dám đi làm phiền. Nhưng nếu như đã đắc tội với tinh thần, vậy thì chư thần thời đại coi như thật sự là xong rồi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lâm vào thế bí. Đúng lúc này, Lạc Thần mặt không đổi sắc mở miệng, cậu có thể không đi, nhưng tôi sẽ nói cho Diệp ca, trong lúc cô ấy không có ở đây, cậu đã đổi qua 13 người bạn gái. Cung Húc nhất thời như bị lửa thiêu mông, nhảy cẫng lên từ trên ghế salon, miệng nó. Cậu nói bậy, 12 người mà thôi. A Phi Phi, không đúng. Tôi đây khi nào lại đi đổi bạn gái chứ, bổn thiếu gia giữ mình trong sạch, căn bản chưa từng có bạn gái. Là đám nữ nhân vô sỉ kia tự mình quấn lấy, cọ chút độ hot của tiểu gia đây, có được không? Lạc Thần, cậu có thể thử xem, Diệp ca là tin tưởng cậu, hay là tin tưởng tôi? Cung Húc ngẩn ngơ, bỗng ý thức được mình đã bay nhảy quá nhiều, độ tin cậy quá thấp, Diệp ca ca quả thật sẽ tín nhiệm Lạc Thần hơn một chút, quả là đã nhanh muốn tức chết, cậu. Cậu, đệt, Lạc Thần, lại dùng chiêu này, cậu đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Cuối cùng, Cung Húc chỉ có thể cắn răng nghiến lợi, cùng đi với mọi người. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản vẫn còn đang trò chuyện cùng đại trưởng lão và tam trưởng lão về chuyện của tinh thần. Nếu minh chủ ngài đã về lại Hoa Quốc rồi, không bằng đi tinh thần thị sát một phen. Tam trưởng lão đề nghị. Diệp Oản Oản sờ cằm một cái, trầm ngâm, đi tinh thần thị sát. Trong tiềm thức của Diệp Oản Oản, tinh thần giải trí thực sự là một tồn tại bá chủ trong ngành giải trí này, chính là nơi mà toàn bộ các nghệ sĩ đều ngưỡng mộ. Chứ đừng nhắc tới là toàn bộ tập đoàn tinh thần. Cho dù ở thời kỳ đỉnh cao, chư thần thời đại cũng chỉ có thể nhìn lên mà phát thèm với sự phát triển của tinh thần giải trí. Hiện tại, nàng lại có thể đi đến tinh thần thị sát. Đại trưởng lão nói như đúng rồi, nếu tinh thần có chi nhánh công ty ở tại Hoa Quốc, tự nhiên hẳn là nên tiếp kiến minh chủ. Mới vừa rồi ở trong điện thoại, nhị trưởng lão nói đã an bài xong phần tiếp đãi, mời minh chủ nhất định phải nể mặt. Diệp Oản Oản ổn định lại tâm tình trên mặt, ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm bình tĩnh, thản nhiên nói, cũng được, vậy thì đi một chuyến đi. Nếu như có quan hệ với tinh thần bên này, đối với chuyện xử lý công việc của nàng, cũng sẽ thuận lợi hơn không ít. Ai ra, lại phải để chế độ trang bức online rồi. Chương 1770, quá có tiền. Tinh thần giải trí. Diệp Oản Oản tự lẩm bẩm trong miệng, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể ngờ, công ty giải trí quốc tế đại danh đỉnh đỉnh, lại có thể sẽ là sản nghiệp dưới cờ của nhị trưởng lão không sợ minh. Nếu nói như vậy, công ty tinh thần thuộc về sản nghiệp của nhị trưởng lão, hẳn cũng là một phần của không sợ minh. Từ trước đến nay, sau khi đến Hoa Quốc, đại trưởng lão cũng đã hiểu được, minh chủ cũng không muốn gây quá nhiều rắc rối tại Hoa Quốc, nếu có thể không dùng tới vũ lực là không còn gì tốt hơn. Diệp Oản Oản sau hồi lâu trầm tư, cuối cùng cũng quyết định đi đến tinh thần xem một chút. Tinh thần giải trí tại Hoa Quốc, từ trước đến giờ vô cùng khiêm tốn, nhưng sức ảnh hưởng lại hết sức đáng sợ. Bất kỳ một công ty giải trí nào tại Hoa Quốc, đều không cách nào đánh đồng cùng với tinh thần giải trí cả. Thậm chí loại công ty giải trí đỉnh cấp giống như Hoàng Thiên Giải Trí, một khi gặp phải tinh thần giải trí, cũng phải cung cung kính kính, sợ sẽ làm cho tinh thần giải trí không vui. Tinh thần giải trí có khá nhiều chi nhánh, tại Đế Đô cũng có một vài chi nhánh khá lớn. Diệp Oản Oản cùng đám người đại trưởng lão, tam trưởng lão lái xe đi đến chi nhánh lớn nhất của tinh thần giải trí tại Đế Đô. Hai người các ngươi làm sao lại đi theo rồi? Lúc này, tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh và bắt đầu lên xe cuối cùng, chân mày hơi hơi nhíu lại. Làm sao, chúng tôi không thể đi cùng với Phong tỷ sao? Bắt đầu mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía tam trưởng lão. Không cần canh chừng Lưu Gia Kỳ sao? Tam trưởng lão mở miệng nói. Nghe tam trưởng lão hỏi, bắt đầu cười hô hô, tam trưởng lão, ông cũng quá cẩn thận rồi. Lưu Gia Kỳ tiểu tử kia, nào cần phải canh chừng? Hiện tại coi như ông dùng gậy gộc đuổi hắn, ông cũng đuổi không đi. Lại nói, không phải là còn có thành viên tinh anh của không sợ minh canh chừng sao? Loại chuyện nhỏ này, không cần tôi và lão Thất ra tay. Giết gà đâu cần phải dùng dao mổ trâu. Bắt đầu nói xong, nhất thời nhìn về phía Diệp Oản Oản, Phong tỷ, đệ nói có đúng hay không? Diệp Oản Oản, quả thực không muốn nói chuyện mà, cảm phiền lái xe nhanh nhanh dùm một chút. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão đậu xe ở sát ven đường. Ngay phía trước, một tòa cao ốc rộng lớn, trên đỉnh cao nhất treo bốn chữ tinh thần giải trí to lớn. Tinh thần giải trí, thánh địa giới giải trí quốc tế.
con bà nó, ngẩng đầu lên cũng không thấy được tầng chót, bắt đầu nhìn về phía tinh thần giải trí, không chừng chẹp chẹp trong miệng. Ui chao, lão nhị thật là có tiền. Ngay chính cả đại trưởng lão cũng không nhịn được cảm khái. Tam trưởng lão, có tiền thì đã thế nào, có tiền thì hay lắm sao? Nghe tiếng, Thất Tinh nhìn về phía tam trưởng lão, cơ hồ bật thốt lên, có tiền quả thật là giỏi lắm. Ở trong toàn bộ không sợ minh, vị cao tầng giàu có nhất chính là nhị trưởng lão, một điểm này mọi người đều biết. Chỉ bất quá, tiền vốn khởi nghiệp của nhị trưởng lão, cũng lấy từ không sợ minh mà ra. Nói trắng ra là, công ty tinh thần cũng không tính là sản nghiệp tư nhân chân chính trên ý nghĩa, mà cũng là một bộ phận tài sản của không sợ minh. Tự nhiên, Diệp Oản Oản sẽ không đi so đo những thứ này. Tài sản của không sợ minh cũng được, tài sản tư nhân của nhị trưởng lão cũng được, cũng không có liên quan gì. Huống chi, nhị trưởng lão còn không phải là người của không sợ minh hay sao? Suy, nhưng mà nhị trưởng lão so với đại trưởng lão và tam trưởng lão còn kém xa. Bỗng nhiên, bắt đầu nhìn chằm chằm tòa nhà chọc trời phía trước, mặt đầy khinh thường lắc đầu. Bắt đầu vừa dứt tiếng, cặp mắt Diệp Oản Oản nhất thời như bắn lửa nhìn về phía đại trưởng lão và tam trưởng lão. Lời này của bắt đầu có ý là, đại trưởng lão và tam trưởng lão so với nhị trưởng lão còn có nhiều tiền hơn. Diệp Oản Oản vẫn đều luôn cho rằng, không sợ minh bọn họ thật ra chỉ là một thế lực bình thường, nghèo rất mồng tơi. Nếu không, cần gì phải cướp? Chương 1771, chiếu cố như con trai mình. Những cao tầng không sợ minh này, tại châu Á, Bắc Mỹ, châu Âu rộng lớn như vậy đều có tài sản của riêng mình, chẳng lẽ tài sản của đại trưởng lão và tam trưởng lão? Thấy Diệp Oản Oản nhìn mình chằm chằm, đại trưởng lão mặt đầy mộng bức, tôi chỉ làm nghề lính đánh thuê, sát thủ các loại. Không có được nhiều tiền như nhị trưởng lão vậy, nhị trưởng lão là hốt bạc, tiền tôi kiếm là tiền khổ cực. Đúng, đại trưởng lão nói đúng, tiền chúng tôi kiếm đều là tiền khổ cực. Tam trưởng lão cũng vội vàng mở miệng nói. Nhìn thấy thần sắc Diệp Oản Oản như vậy, đại trưởng lão và tam trưởng lão chẳng biết tại sao, đều không khỏi có chút bất an. Chậc chậc, Phong tỷ, nhị trưởng lão làm việc quá không đàng hoàng rồi. Không sợ minh chúng ta từ lúc nào lại bắt đầu kiếm tiền. Tác phong nhất quán của không sợ minh chúng ta, đều là người khác kiếm tiền, chúng ta đi đoạt lại. Hiện tại các trưởng lão của không sợ minh lại bắt đầu kiếm tiền, quả thật là mất hết mặt mũi của không sợ minh chúng ta. Bắt đầu nhìn Diệp Oản Oản, nói đầy vẻ chính nghĩa. Bắt đầu vừa dứt tiếng, bao gồm cả Diệp Oản Oản, tất cả mọi người đều sững sờ. Phong tỷ, tỷ xem, chúng ta là thổ phỉ, tỷ là thủ lĩnh của thổ phỉ. Bây giờ nhị trưởng lão không làm thổ phỉ nữa mà lại đi buôn bán rồi, làm cái gì mà kinh doanh địa ốc, làm cái gì mà giới giải trí, thật xấu hổ mất mặt. Quá sỉ nhục, mặt mũi này chẳng biết đã bị ném tới đâu rồi. Phong tỷ, tỷ nhanh quản một chút đi. Bắt đầu nói với vẻ hận rèn sắt không thành thép. Diệp Oản Oản, nàng rốt cuộc nên nói gì cho phải đây? Lúc này, Thất Tinh lườm bắt đầu một cái, chắc là lần trước cậu hỏi vay tiền nhị trưởng lão, nhưng ông ta không cho cậu mượn, nên mới ghi hận trong lòng đi. Thất Tinh nói xong, ánh mắt của Diệp Oản Oản, đại trưởng lão, và cả tam trưởng lão, đồng loạt rơi vào trên người bắt đầu. Thần sắc bắt đầu hơi có chút lúng túng, đầu tiên là hung hăng chừng Thất Tinh một cái. Chợt cười lạnh một tiếng, lão Thất, cậu đùa gì thế, vay tiền. Tôi là loại người như vậy sao, tôi cần hỏi vay tiền nhị trưởng lão. Tôi mà thiếu tiền sao? Không sợ minh ai lại không biết tôi xài tiền như nước, vung tay quá chán đã quen. Nếu như tôi không có tiền, tôi sẽ vung tay quá chán tiêu tiền sao? Diệp Oản Oản, loại logic này của bắt đầu, khiến cho nàng không có lời nào chống đỡ. Nhưng nếu như không thiếu tiền mà nói. Bắt đầu tại sao sẽ bất chấp nguy hiểm bị đánh chết tươi, lừa 100.000 tệ của cậu tạp chủng dịch thủy Hàn. Chờ bắt đầu nói xong, Thất Tinh mặt đầy bình tĩnh gật đầu một cái, lạnh nhạt nhìn bắt đầu, điều cậu nói không có vấn đề gì, đạo lý đó tôi cũng đều hiểu, nhưng số tiền 3 năm trước cậu mượn tôi, định khi nào trả. Sắc mặt bắt đầu đầy lúng túng, chợt mặt đầy vẻ thương tâm muốn chết, chỉ vào Thất Tinh, được. Lão Thất, không nghĩ ra cậu là thứ người như vậy. Tôi chỉ hỏi mượn cậu có 200 tệ, mà cậu lại có thể còn nhớ tới giờ. Uổng công tôi đối xử thành tâm với cậu như vậy, chiếu cố cậu như con trai mình. Mà cậu lại đối xử với tôi như vậy. Diệp Oản Oản, chiếu cố như con trai mình, là hắn nói nghiêm túc sao? Hẳn là cậu nhớ lộn, cậu hỏi mượn tôi 2 triệu, đó là toàn bộ tài sản của tôi. Thất Tinh lườm bắt đầu một cái.
Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh, ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Thất Tinh bĩu môi, Tam trưởng lão, mắc mớ gì tới ông? Đây là chuyện tư mật của hai huynh đệ chúng tôi. Rất nhanh, bắt đầu đi lên trước, hơi ôm cổ của Thất Tinh, cười hô hô nói, lão Thất, anh em chúng ta vào sinh ra tử, có chuyện gì mà chưa từng trải qua? Chỉ có 200 tệ, trở về tôi liền trả cậu. Thất Tinh, 2 triệu. Bắt đầu, tôi biết rồi. Trở về tôi sẽ nhờ Phong tỷ trả lại cho cậu. Diệp Oản Oản. Chương 1772, không nhận biết. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn bắt đầu một cái tên này sau khi đi tới Hoa Quốc, dường như đã bắt đầu tự thả mình tung bay rồi. Tiền hắn nợ, lại định bắt mình trả. Giờ phút này, Diệp Oản Oản và nhóm người đại trưởng lão, hướng về chi nhánh tinh thần giải trí ở phía trước mà đi tới. Các người tìm ai? Còn không đợi mấy người Diệp Oản Oản đi vào tinh thần giải trí, đã bị mấy gã nhân viên ngăn lại. Tinh thần giải trí ra vào vô cùng nghiêm khắc, một số phóng viên giải trí muốn moi được một vài tin tức từ chỗ tinh thần giải trí, hoặc muốn chụp lén một số hình ảnh của những vị siêu sao điện ảnh cấp quốc tế ở đây, cơ hồ không quá thực tế. Còn không đợi đại trưởng lão mở miệng nói chuyện, phía trước có một chiếc coupe xa hoa nhanh chóng chạy tới. Lúc này, mấy gã nhân viên nhanh chóng tiến lên, đem đám người Diệp Oản Oản đẩy sang một bên, nghênh đón chiếc coupe đắt tiền nọ. Chỉ chốc lát sau, coupe dừng ở trước cửa tinh thần giải trí, cánh cửa mở ra, từ ghế lái đi xuống một vị nam nhân trẻ tuổi. Hắn ta mặc áo sơ mi trắng, mang một chiếc kính râm đắt tiền, đảo mắt nhìn mấy người Diệp Oản Oản cách đó không xa. Bọn họ là ai? Nam nhân nhìn về phía mấy gã nhân viên. Nghe tiếng, một tên nhân viên trong đám mở miệng nói, phó thiếu. Chúng tôi cũng không quen biết, không biết là tới làm gì. Lúc này, nam nhân cũng không tiếp tục nhiều lời, trực tiếp đi vào bên trong cao ốc của tinh thần giải trí. Diệp Oản Oản nhìn theo bóng lưng của hắn ta, như có điều suy nghĩ. Người đàn ông này, Diệp Oản Oản đương nhiên sẽ không xa lạ, nghệ sĩ dưới cờ được bồi dưỡng trọng điểm của tinh thần giải trí. Hắn ta tuổi còn trẻ, nhưng số lượng giải thưởng đã giành được lại nhiều không đếm xuể, từng leo lên vũ đài quốc tế, là nghệ sĩ nổi danh cấp quốc tế. Ồ, gã đàn ông mới vừa rồi kia, không phải là Phó Minh Hy sao? Bắt đầu nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn ta, mở miệng nói với Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu, biết cũng nhiều ra phết nhỉ. Phong tỷ, đó là chuyện đương nhiên, bởi vì nữ thần nhà đệ. Đệ đây cũng thường xuyên theo dõi tình hình giới giải trí đó nha. Loại ngôi sao của giới giải trí như gã Phó Minh Hy này, tùy tiện, leo tường, mở trang web ra đều có thể nhìn thấy. Châu bò lắm, bắt đầu mở miệng nói. Nghệ sĩ dưới cờ của tinh thần giải trí, trừ những vị đang ở giai đoạn học viên ra, phần lớn đều là nghệ sĩ nổi danh, tất cả đều đã đi ra vũ đài quốc tế, không hạn chế ở một quốc gia cố định. Xin chào, chúng tôi muốn gặp Chu Tổng. Rất nhanh. Đại trưởng lão nói với một tên nhân viên trong số đó. Cái gì? Mấy tên nhân viên ở đây tất cả đều sững sờ. Bọn họ không nghe lầm chứ, mấy người này muốn gặp Chu Tổng. Tinh thần giải trí tại Hoa Quốc, vốn có 3 chi nhánh lớn, mỗi chi nhánh đều có một người phụ trách riêng. Mà người phụ trách chi nhánh này chính là Chu Tổng. Một vị nhân viên trong đó nhìn chằm chằm đại trưởng lão, tôi không nghe nói hôm nay Chu Tổng từng có hẹn trước gì cả. Các ông là người nào? Hay là để tôi hỏi giúp các ông xem Chu Tổng có thời gian hay không? Đi tới chi nhánh của tinh thần giải trí, chỉ mặt gọi tên muốn gặp Chu Tổng, không phải người ngu thì chính là đại thần. Nếu là kẻ ngu cũng còn đỡ, nhưng vạn nhất là đại thần, nếu như lại đi đắc tội rồi, bọn họ cũng khó tránh khỏi bị trách phạt. Làm phiền các cậu, Diệp Oản Oản nói với mấy tên nhân viên. Lúc này, một gã nhân viên của tinh thần giải trí trong đám đi gọi điện thoại. Chu Tổng hôm nay không có bất kỳ cuộc hẹn trước nào, cũng không nhận biết các người. Rất nhanh, sau khi gã ta cúp điện thoại, nhìn về phía đám người Diệp Oản Oản, nói với một ngữ khí đầy bất thiện. Nghe câu này, sắc mặt tam trưởng lão trầm xuống. Đại trưởng lão thì lại nhíu chặt chân mày. Nhị trưởng lão bên kia rốt cuộc đang giở trò quỷ gì, không phải mới nói đều đã sao phó xong rồi hay sao? Chương 1773, ai là A Miêu A Cẩu? Đây không phải là Diệp Bạch của chư thần thời đại sao? Bỗng nhiên, một cô gái ôm một cặp văn kiện từ phía sau đi tới. Cô ta nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, sau một thoáng quan sát, nhất thời vừa cười vừa nói. Ồ, hết sức xin lỗi, trước tiên tôi tự giới thiệu một chút, tôi là trợ lý của Phó Minh Hy.
Thấy đám người bắt đầu đều nhìn mình chằm chằm, cô gái tiếp tục mở miệng nói. Chị Macy, mấy người này nhất định muốn gặp Chu Tổng. Nhưng chúng tôi mới vừa liên lạc qua với Chu Tổng bên kia, Chu Tổng nói hôm nay căn bản cũng không có hẹn trước gì cả. Cho nên, nghe tiếng, cô gái cười lạnh một tiếng, không phải là thứ A Miêu A Cẩu gì đều có thể vào tinh thần giải trí, biết chưa? Mấy gã nhân viên lập tức gật đầu, một người trong đó nói, đó là đương nhiên. Chị Macy yên tâm, có chúng tôi ở chỗ này, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay lọt vào. Con bà nó, người nói ai là A Miêu A Cẩu? Bắt đầu chỉ vào con ả Macy, sắc mặt đầy vẻ không vui. Lúc này, cô gái lườm bắt đầu một cái, rồi lại nhìn về phía Diệp Oản Oản, làm sao? Diệp Bạch, thu nhận mấy người như vậy, sau đó muốn Đông Sơn tái khởi sao? Tôi nghe Giai Văn nói cô nuốt vốn của chư thần giải trí, sau đó chạy trốn rồi, chẳng lẽ đã xài hết tiền rồi? Nhắc tới Diêu Giai Văn, Diệp Oản Oản lúc này mới hiểu được, khó trách nữ nhân này lại chĩa mũi dùi vào mình như vậy, thì ra là có quen biết với Diêu Giai Văn, thoạt nhìn có vẻ quan hệ không tệ. Ta hỏi ngươi, ngươi cũng không thèm quan tâm chút nào. Lão tử không có sĩ diện sao? Bỗng nhiên, bắt đầu nhất thời giận dữ, dùng ngón tay hất văng cái mũ của cô gái. Tìm chết. Thấy vậy, ả ta giận tím mặt, lập tức quát lên với đám nhân viên, bọn chúng tới để gây chuyện, đánh cho tôi. Đánh thật mạnh vào. Ả ta vừa ra lệnh một tiếng, mấy gã nhân viên nhanh chóng tiến lên, lập tức bao vây đám người thất tinh và bắt đầu lại. Cùng lắm chỉ trong thời gian vài hơi thở, mấy gã nhân viên đã nằm bẹp trên mặt đất, ai nấy đều sưng mặt sưng mũi, trong miệng truyền ra tiếng cầu xin tha thứ và rên rỉ vì đau đớn. Bắt đầu phủi tay một cái, rồi lại dùng một tay xách con ả đàn bà đang đứng há hốc mồm kia lên, nhanh chân đi vào bên trong tinh thần giải trí. Rất nhanh, đám người Diệp Oản Oản đi vào trong văn phòng cao ốc của tinh thần giải trí. Mới vừa vào cao ốc, mọi người liền bị hơn chục tên bảo vệ bao vây tầng tầng. Phó thiếu, cứu tôi. Nhìn thấy Phó Minh Hy đi tới, nữ nhân lớn tiếng kêu cứu. Còn không đợi Phó Minh Hy mở miệng, một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, thân hình hơi mập, nhanh chân đi tới. Các ngươi là ai, dám đến tinh thần giải trí gây chuyện? Gã hơi béo nhìn chằm chằm đám người bắt đầu và Diệp Oản Oản, lớn tiếng quát. Chu Tổng, nhanh, nhanh cứu tôi, nữ nhân nhìn về phía gã hơi béo kêu cứu. Ngươi chính là Chu Tổng của phân bộ này. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm gã đàn ông béo, mở miệng hỏi. Các ngươi là ai? Gã đàn ông béo lạnh giọng chất vấn. Đến giờ vẫn chưa bao giờ hắn chứng kiến có người dám đến tinh thần giải trí làm loạn đâu đấy. Đại trưởng lão dường như lười tiếp tục nói nhảm cùng với gã ta, trực tiếp gọi điện thoại cho nhị trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão đem điện thoại ném cho gã hơi béo tự mình nghe. Gã hơi béo mặt đầy nghi ngờ, đặt điện thoại di động ở bên tai. Mấy giây sau, gã hơi béo nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ chấn động, hơn nữa còn gật đầu liên tục. Ha ha ha, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm. Trước đó ý tứ của lão bản là để các vị đi đến chi nhánh thứ hai, bên kia đều đã chuẩn bị xong, nhưng mấy vị đã tìm sai chi nhánh rồi. Tôi căn bản là không nhận được tin tức nào cả. Gã đàn ông hơi béo lập tức hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Nghe tiếng, mấy người đồng loạt nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị nhìn chằm chằm, mặt đầy vẻ lúng túng. Chương 1774, người nào cũng dám chọc. Vào giờ phút này, nữ nhân bị bắt đầu xách tòng teng mặt đầy kinh ngạc. Chu Tổng hôm nay làm sao lại? Cô, lúc này, gã hơi béo nhìn về phía nữ nhân, cái thứ mắt chó này, người nào cũng dám trêu chọc. Nghe gã hơi béo trách mắng như vậy, ả ta sững sờ cả người, mới vừa muốn nói gì. Chu Tổng đã lập tức ngắt lời, cô bị sa thải, hiện tại, ngay. Lập tức, cút cho tôi. Chu Tổng vừa ra lệnh một tiếng, sắc mặt cô gái trắng bệch, hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mình đang vô duyên vô cớ, vì sao lại bị sa thải? Ông nói cái gì? Bỗng nhiên, Phó Minh Hy nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, chậm rãi tháo kính râm xuống, lườm Chu Tổng. Ha ha, Phó Thiếu, đắc tội vị nữ sĩ này, ai nói gì cũng đều vô dụng. Gã hơi béo cười nói. Ồ, nghe tiếng, Phó Minh Hy hơi sững sờ, không khỏi quan sát tỉ mỉ Diệp Oản Oản. Cô gái này rốt cuộc có thân phận gì? Cô còn đứng ở chỗ này làm gì? Bảo vệ đâu, ném cô ta ra ngoài cho tôi. Chu Tổng hướng về các nhân viên bảo vệ ở gần đó, ra lệnh. Rất nhanh,
cô ta liền bị mấy gã nhân viên bảo vệ ném ra khỏi tinh thần giải trí. Xin mời vào bên trong. Chu Tổng nở nụ cười tâu toét lấy lòng, nói với đám người Diệp Oản Oản. Rất nhanh, mấy người Diệp Oản Oản theo Chu Tổng lên lầu, đi vào bên trong phòng làm việc của Chu Tổng. Nếu như chúng tôi đã tới sai chi nhánh, vậy thì không nên làm phiền nữa. Bên trong phòng làm việc, đại trưởng lão mở miệng nói. Nghe tiếng, Chu Tổng nhất thời biến sắc, không không không. Đường đến chi nhánh khác quả thật là rất xa, thật không dám giấu giếm, trước đó từng có một buổi họp cấp cao. Sau khi biết vị nữ sĩ tôn quý này muốn tham quan chi nhánh, ba chi nhánh lớn tại Hoa Quốc chúng tôi đều hy vọng thần may mắn sẽ mỉm cười với mình. Đáng tiếc, cơ hội này lại không rơi vào trên người chi nhánh của chúng tôi. Nhưng bây giờ, ông trời đã cho chúng tôi cơ hội tuyệt vời này. Đây đúng là ý trời mà. Diệp Oản Oản, cái miệng của gã Chu Tổng này sao lại có thể dẻo quẹo như vậy hả? Chu Tổng âm thầm quan sát Diệp Oản Oản, mặc dù không biết cô gái này có lai lịch gì. Nhưng có thể khiến cho đại boss nghiêm túc đến như vậy, nhất định là lai lịch không nhỏ. Nhìn bộ dáng của cô gái này, nói không chừng có thể là bồ nhí của đại boss nhà bọn họ. Không bao lâu, một cuộc gọi điện video được phát trên màn hình máy chiếu bên trong phòng làm việc của Chu Tổng. Lúc này, Chu Tổng kết nối video. Đám người Diệp Oản Oản và bắt đầu thấy được, nhị trưởng lão xuất hiện ở bên trên màn hình lớn. Chủ tịch phó. Nhìn thấy nhị trưởng lão. Chu Tổng lập tức cung kính cúi chào. Ông nội. Một bên, Phó Minh Hy đồng thời lên tiếng. Ông nội. Đám người Diệp Oản Oản thần sắc đầy kinh ngạc. Cái gã Phó Minh Hy này, lại là cháu trai của nhị trưởng lão. Khó trách, dù cho Chu Tổng coi như là người phụ trách ở chỗ này, nhưng khi Chu Tổng mới vừa sa thải trợ thủ của hắn, Phó Minh Hy lại dám lườm Chu Tổng. Hóa ra Phó Minh Hy là cháu ruột của ông chủ lớn của công ty tinh thần. Minh chủ. Hết sức xin lỗi, trước đó là lỗi của thuộc hạ đã thông báo không đúng chỗ. Kính xin minh chủ trách phạt. Giờ phút này, chỉ thấy bên trên màn hình lớn, nhị trưởng lão vội vàng đứng dậy, cung kính khom người nói với Diệp Oản Oản. Lời này của nhị trưởng lão vừa nói ra, bên trong phòng làm việc, Chu Tổng và Phó Minh Hy hai người, nhất thời sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cứ như là gặp quỷ. Chu Tổng biết, đại boss của bọn họ là nhị trưởng lão không sợ minh của Độc Lập Châu. Thuộc về hàng ngũ, người phi thường, một tay chống trời. Nhưng mà, giờ phút này, đại boss của bọn họ, lại có thể gọi vị nữ sĩ trước mặt mình này là minh chủ. Trước đó, Chu Tổng vốn cho là, Diệp Oản Oản có lẽ là bồ nhí của nhị trưởng lão. Nhưng hiện tại xem ra, vị nữ sĩ trước mặt này, nào phải là bồ nhí của đại boss bọn họ. Còn mẹ nó, lại có thể là, lão đại của đại boss bọn họ. Chương 1775, từng có hôn ước. Minh chủ, Phó Minh Hy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhất thời mắt lóe lên kim quang, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng, ngài. Ngài chính là Bạch Phong, Bạch Minh chủ, ngài thật sự là Minh chủ đại nhân. Phó Minh Hy trong nháy mắt chạy đến trước mặt Diệp Oản Oản. Bất quá, còn chưa kịp tới gần, đã bị Thất Tinh ngăn lại, trước mặt Minh chủ, không được cản rỡ. Phó Minh Hy cau mày trừng Thất Tinh một cái. Cậu chính là Thất Tinh. Cậu cũng quá bá đạo rồi đi. Minh chủ cũng không phải là của một mình cậu. Huống chi quan hệ giữa tôi và minh chủ, cũng không phải là thứ như cậu có thể so sánh được. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời hơi hồi hộp trong lòng một chút. Lời này nghe làm sao có gì đó sai sai. Nàng và cái gã Phó Minh Hy này có thể có quan hệ gì? Phó Minh Hy tiếp tục nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản bằng một cặp mắt sáng rỡ, lộ ra một thoáng ngại ngùng. Ngay sau đó dùng một vẻ mặt đầy kiêu ngạo nói với Thất Tinh, tôi và Minh Chủ, từng có hôn ước đấy nhé. Diệp Oản Oản nghe xong, mới vừa uống vào một ngụm trà, suýt chút nữa bị sặc tại chỗ phun toàn bộ ra ngoài. Cái gì? Nàng và Phó Minh Hy có hôn ước? Cái, cô nàng, Bạch Phong này, làm sao đi chỗ nào cũng có hôn ước hết vậy hả? Hôn ước, Diệp Oản Oản theo bản năng nhìn Phó Minh Hy. Phó Minh Hy nhất thời mở miệng nói đầy khẩn trương, Minh Chủ, ngài không nhớ sao? Vào 5 năm trước, ông nội tôi đã đem tôi gả cho ngài. Mặc dù tôi bởi vì thân thể không tốt, vẫn luôn sống ở Hoa Quốc, bất quá, lúc đó ông nội cho ngài xem qua hình của tôi. Khi đó, ngài đã đồng ý. Trong cuộc gọi video, nhị trưởng lão lập tức phụ họa theo, không sai, Minh Hy quả thật cũng sớm đã là người của Minh Chủ rồi. Chỉ vì Minh Chủ ngài mấy năm này đều không có ở Độc Lập Châu. Cho nên hôn sự mới bị trì hoãn lại. Diệp Oản Oản,
Cái gì gọi là, đã là người của minh chủ? Cái gì gọi là đã, gả cho nàng, rồi? Nói chuyện cũng đừng có đáng sợ như vậy, có được không? Nàng chẳng qua chỉ là tới thị sát một chút mà thôi, làm sao lại mọc ra thêm một gã, đối tượng có hôn ước? Nhị trưởng lão vẫn tiếp tục nói, minh chủ ngài yên tâm, khoảng thời gian này ngài không có ở đây, Minh Hy vẫn luôn vô cùng nhu thuận nghe lời, giữ mình trong sạch, tuyệt đối không hề dính bất kỳ thói xấu trong giới nào. Chỉ đợi minh chủ ngài trở về, liền có thể thành hôn. Trước đó bởi vì minh chủ mới vừa trở về lại trong liên minh, trăm công nghìn việc, quá mức bận rộn, nên không có cơ hội nói. Hiện tại, cũng đến lúc rồi. Phó Minh Hy gật đầu một cái, đầy kích động lên tiếng, đó là đương nhiên. Trừ minh chủ, không có lấy một cô gái nào có đủ tư cách để cho tôi liếc mắt nhìn. Đi theo minh chủ là ước mơ duy nhất cuộc đời này của tôi. Cả đời này tôi đều là người của minh chủ. Ha 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 ha, Minh Hy, minh chủ hiện tại vẫn còn độc thân, nếu như con có phúc khí này, có thể được gả cho minh chủ, vậy sau này, toàn bộ không sợ minh đều sẽ là của con rồi đấy. Đầu kia video, nhị trưởng lão vừa cười ha hả vừa nói. Diệp Oản Oản, cái gã nhị trưởng lão này, có phải là quá trực tiếp rồi hay không? Bắt đầu chống nạnh, tôi nhổ vào. Nhị trưởng lão, gã cháu trai này của ông ngoại trừ dậy thì thành công, khá đẹp mắt một chút. Tôi cảm thấy không có chỗ nào đáng nhắc tới. Còn muốn gả cho Phong tỷ, tôi không đồng ý cửa hôn sự này. Cưới cháu trai của ông, vậy còn không bằng cưới lão thất đây. Thất tinh. Vào lúc này, đại trưởng lão và tam trưởng lão rốt cuộc cũng nhận ra được chỗ nào không đúng. Tam trưởng lão nhất thời dùng sức vỗ bàn một cái, lên án, nhị trưởng lão, ông làm vậy cũng quá vô sỉ rồi đi. Bán cháu trai cầu vinh, quả thật là, quá đáng. Tại sao hắn lại không sớm nghĩ ra chiêu này chứ? Mấy thằng con trai chẳng ra gì của hắn chỉ biết đi đắc tội với minh chủ. Giờ thì hay rồi, bị nhị trưởng lão cướp trước. Nếu như là Phó Minh Hy thật sự trở thành minh chủ, như vậy toàn bộ không sợ minh chẳng phải sẽ trở thành thiên hạ của nhị trưởng lão hay sao? Như vậy sao được? Chương 1776, bảo đảm không đánh chết ngươi. Tóm lại, tuyệt đối không thể để cho nhị trưởng lão cướp đi tiên cơ. Hừ, lão già này, cho là chỉ có mình hắn có cháu trai sao? Tam trưởng lão đảo trong mắt một vòng, liền vội vàng tự mình tiến cử, minh chủ, cháu nội đích tôn của tôi Lý Văn Diệu cũng rất tuấn tú lịch sự. Văn Diệu nhà chúng tôi minh chủ ngài cũng từng gặp, tướng mạo cũng là cực tốt. Nếu không, con trai nhỏ của tôi Lý Trạch Vũ, ngài cảm thấy thế nào? Trạch Vũ cũng có dáng vẻ đường hoàng, chẳng qua chỉ là nhiều hơn minh chủ một vài tuổi mà thôi. Một bên, đại trưởng lão giận đến sụ mặt ra, hai cái lão già chết bầm này, lại có thể dùng loại thủ đoạn bất nhập lưu này, tranh sủng của minh chủ ở trước mặt mình. Khi dễ hắn là cầu độc thân, không có con trai sao? Hắn có tiện nghi cho ai, cũng không thể để cho hai lão già này được tiện nghi. Vì vậy, đại trưởng lão cũng vội vàng lên tiếng, minh chủ, ngài nếu như thật sự muốn chọn ra một người từ trong liên minh chúng ta mà nói, tôi xin đề cử Giang Lệ. Tướng mạo Giang Lệ mặc dù không được tuấn mỹ cho lắm, nhưng thân thủ của hắn. Giang Lệ là con nuôi của đại trưởng lão. Tam trưởng lão nhất thời đặt mông đẩy đại trưởng lão ra, dung mạo không dễ nhìn thì ngươi nói làm cái gì? Ngươi ngay cả sở thích của minh chủ mà còn không nắm được, thì cũng đừng có mà làm mai mối qua loa như vậy chứ. Nhắc tới tướng mạo, Phó Minh Hy rõ ràng thêm mấy phần sức lực, minh chủ, tôi biết cô thích nam nhân đẹp mắt. Nếu bàn về tướng mạo, dõi mắt toàn bộ giới giải trí, cũng không có mấy người ở trên tôi. Diệp Oản Oản, các người đã đủ chưa vậy hả? Vì sao chuyện này càng ngày lại càng đi lệch ra như vậy? Một tên, hai tên, ba tên, coi nàng là gì? Diệp Oản Oản nghiêm mặt nói, đủ rồi, tôi đây tới thị sát, không phải là tới thu nhận đàn ông các thể loại. Tôi giống với loại hôn quân sẽ bị Mỹ sắc mua chuộc sao? Diệp Oản Oản vừa dứt lời, bắt đầu lắc đầu liên tục, đương nhiên là không giống, mà đó chính là Phong tỷ. Nếu như không phải vậy, vậy khẳng định là do Mỹ sắc còn chưa đủ. Diệp Oản Oản, ngươi tới đây cho ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Diệp Oản Oản không thể nhịn được nữa. Cắt đứt cái đề tài này, tất cả im miệng cho ta, nói chính sự. Trong video, nhị trưởng lão vội vàng nhìn về phía Chu Tổng mở miệng dặn dò, Chu Thao, lời minh chủ nói, chính là lời nói của ta. Trong lúc minh chủ ở tại Hoa Quốc, toàn bộ công ty tinh thần đều thuộc về minh chủ điều động, không thể làm trái. Chu Thao gật đầu liên tục, thần sắc hưng phấn, vâng,
Vâng, tôi hiểu rồi. Đa tạ chủ tịch phó đã tín nhiệm, đa tạ minh chủ đại nhân đã tín nhiệm. Tiếp đó, Chu Thao và đám người nhị trưởng lão tổ chức một cuộc họp nhanh, báo cáo lại cho Diệp Oản Oản một chút về tình hình công ty. Sau khi ngắt video, Chu Thao sắp xếp một bữa tiệc trưa chiêu đãi với quy mô long trọng nhất tại tinh thần giải trí, mà Phó Minh Hy thì lại hủy toàn bộ lịch trình để tham dự, không hề rời đi một khắc. Nhị trưởng lão đã nhân lúc không có ai len lén gọi điện thoại cho cháu trai, dặn đi dặn lại, yêu cầu hắn lần này thừa dịp cơ hội tại Hoa Quốc, nhất định phải lấy được sự tín nhiệm của Minh Chủ, làm cho Minh Chủ vui vẻ. Minh Chủ, Hoa Quốc tôi rất quen thuộc, nếu như cô muốn tìm chỗ ăn chơi nào, cứ việc mở miệng, tôi nhất định an bài chu đáo. Phó Minh Hy bưng trà rót nước, ân cần không thôi. Bắt đầu không chút do dự vạch trần, tôi nói này, tên tiểu tử cậu, bớt quẫy đuôi lấy lòng đi. Cậu làm vậy còn không phải là vì muốn lấy được không sợ Minh sao? Phó Minh Hy nghe vậy, nhất thời nghiêm mặt nói, sự trung thành tận tâm của tôi đối với Minh Chủ có thiên địa chứng giám. Nếu như tôi và Minh Chủ kết hôn rồi, vậy tôi đây chính là người của Minh Chủ rồi. Không sợ Minh là của ai, có chỗ nào khác nhau? Lại nói, Minh Chủ hiện tại có tình cổ trong thân thể, trước khi tìm được thuốc giải, lúc nào cũng có thể sẽ cần người để hóa giải độc tố. Dùng, những thứ người bừa bãi ở bên ngoài, làm sao có thể yên tâm? Tôi đây hoàn toàn là vì muốn chia sẻ giúp cho Minh Chủ. Vừa nhắc tới tình cổ, nàng liền nghĩ ngay đến, người nào đó. Diệp Oản Oản càng thêm sốt ruột rồi, xoa xoa mi tâm, để cho tôi an tĩnh một chút. Chương 1777, Băng Thanh Ngọc Khiết. Vâng, Minh Chủ, Phó Minh Hy lập tức ngoan ngoãn im lặng, đẩy bắt đầu ra, lặng yên đợi ở bên cạnh Diệp Oản Oản, một tấc cũng không rời. Đúng lúc này, điện thoại di động của Phó Minh Hy đột nhiên vang lên. Phó Minh Hy tùy ý đảo mắt nhìn tên người gọi đến, liền lập tức nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì? Đầu kia điện thoại di động truyền tới thanh âm người đại diện của Phó Minh Hy, Minh Hy, là tôi đây. Hôm nay là ngày gì, cậu sẽ không quên chứ? Ngày gì, Phó Minh Hy nói theo kiểu sao cũng được. Người đại diện nôn nóng, vội mở miệng nhắc nhở, Minh Hy, hôm nay là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Trước đó tôi cũng đã sớm nhắc cậu rồi đấy. Thiệu Hành dù sao cũng là cháu ngoại của Từ Khiếu Hào. Người ta là lão tổng của tập đoàn tinh thần bên kia. Cậu đi qua chúc mừng Thiệu Hành một chút, gây dựng chút quan hệ với cao tầng của tập đoàn tinh thần, đối với cậu là chuyện có lợi chứ không có chút hại nào. Phó Minh Hy là cháu trai của chủ tịch tập đoàn tinh thần, đây là một chuyện bảo mật. Tinh thần giải trí không một ai biết, bao gồm cả người đại diện của cậu ta. Phó Minh Hy nghe vậy nhất thời bĩu môi, xí. Đối với điều người đại diện nói, Phó Minh Hy tỏ vẻ coi thường. Từ Khiếu Hào thì nhằm nhò gì, chẳng qua chỉ là lão tổng của một chi nhánh nho nhỏ tại Hoa Quốc mà thôi. Mà ông nội của hắn Phó Hồng Nho lại là chủ tịch của tập đoàn tinh thần, là nhị trưởng lão của Không Sợ Minh. Tương lai, hắn còn có thể là người đàn ông của Không Sợ Minh Chủ nữa đấy. Phó Minh Hy hắn chính là cao tầng trong cao tầng, còn cần phải mượn Thiệu Hành cái thứ không biết là loại có gốc rễ hành rễ tỏi nào đó, để móc nối quan hệ với tập đoàn tinh thần. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng, cậu giúp tôi từ chối đi. Phó Minh Hy nói đầy lãnh cảm. Người đại diện nghe vậy, nhất thời tỏ vẻ khó xử. Phó Minh Hy là đại lão cấp quốc tế, hot nhất của tinh thần giải trí. Ngay cả một người đại diện như hắn cũng không có cách nào bắt cậu ta làm việc được. Người đại diện chỉ có thể ôn tồn mà khuyên nhủ, Minh Hy, chỉ cần đi ngang sân khấu một chút là được rồi, sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Nửa giờ, à không, 10 phút, chỉ 10 phút thôi, có được không? Vì để cho Phó Minh Hy đồng ý, người đại diện đảo trong mắt một vòng, lại mở miệng nói, đúng rồi, cậu không phải là cảm thấy rất hứng thú đối với ảnh hậu giải Kim Lan Giang Yên Nhiên hay sao? Hôm nay các nghệ sĩ của chư thần thời đại bên kia, tất cả cũng đều sẽ trình diện đấy. Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy cách nhau rất gần, cho nên nội dung trong điện thoại Diệp Oản Oản cũng mơ hồ nghe được đại khái. Lúc này nghe được tên của Giang Yên Nhiên và chư thần thời đại, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Phó Minh Hy. Phó Minh Hy quả thật là sợ đến hồn phi phách tán, trực tiếp đem người đại diện mắng đến cẩu huyết lâm đầu, nói. Nói bậy nói bạ. Tôi làm sao lại cảm thấy có hứng thú đối với nữ nhân khác chứ? Là ai tung tin vịt? Muốn chết sao? Yên Nhiên yên nhẹo gì? Căn bản tôi không quen không biết. Hắn chẳng qua chỉ là thấy kỹ thuật diễn xuất của cô gái kia không tệ, cho nên từng thuận miệng khen một câu, có được không? Cái tên chỉ giỏi làm hỏng việc này,
lại có thể đi bêu xấu hắn. Ặc, người đại diện mặt đầy mộng bức, hoàn toàn không hiểu được tại sao Phó Minh Hy lại đột nhiên kích động như thế. Phó Minh Hy bộc một tiếng cúp điện thoại, sau đó vội vàng giải thích với Diệp Oản Oản, Minh Chủ, cô ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, là người đại diện của tôi nói bậy bạ. Tôi ngay cả yêu đương cũng chưa từng bao giờ biết. Diệp Oản Oản có chút cạn lời, liền cắt đứt tuyên ngôn, băng thanh ngọc khiết, của Phó Minh Hy, mở miệng nói, mới vừa rồi người đại diện của cậu nói. Là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đúng không? Vâng, bất quá chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh mà thôi, Minh Chủ ngài không cần để ý. Phó Minh Hy mở miệng nói. Thiệu Hành bây giờ là nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí. Diệp Oản Oản lại hỏi. Trước ở tại Tinh Thần Giải Trí, không sống được nữa mới chuyển sang Hoàng Thiên, toàn dựa vào hit ké độ, hot, của người khác mà thôi. Phó Minh Hy tỏ vẻ vô cùng coi thường. Chương 1778, ánh mắt không có thấp như vậy. Diệp Oản Oản trước đó từng chú ý tin tức liên quan đến gã Thiệu Hành này, biết được Thiệu Hành là át chủ bài Diệp Y Y đem ra để ép chư thần thời đại. Hàn Thiên Vũ bọn họ cũng từng chịu không ít thua thiệt trong tay hắn ta. Phó Minh Hy bĩu môi một cái, chỉ là cháu ngoại của một người phụ trách chi nhánh nho nhỏ mà thôi, lại có thể tuyên bố với bên ngoài mình là thái tử gia của tập đoàn Tinh Thần, quả thật là quá hư cấu rồi. Hàng thật, như tôi đây còn chưa thèm lên tiếng đây này. Hắn ta là cái thá gì? Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, sau đó nhìn Phó Minh Hy một cái, mở miệng nói, hiện tại cũng không có chuyện gì, qua xem một chút đi. Phó Minh Hy nghe vậy, nhất thời ngây ngẩn, ngay sau đó cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong nháy mắt biến sắc, cái gì? Ngài muốn đến tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Minh Chủ, ngài chẳng lẽ là đã vừa ý Thiệu Hành rồi đi? Nếu không, tại sao đang êm đang đẹp lại cảm thấy hứng thú đối với Thiệu Hành như vậy, còn hỏi nhiều như vậy? Sắc mặt của Diệp Oản Oản nhất thời đen như đáy nồi. Loại logic này là logic gì? Nàng có nói câu nào giống như là vừa ý Thiệu Hành rồi hả? Diệp Oản Oản, cậu suy nghĩ nhiều rồi, chẳng qua là nhớ ra hôm nay có mấy người bạn cũng có mặt ở bên đó. Phó Minh Hy, như vậy à? Trước đó ông nội đã nói rõ tình hình chi tiết của Minh Chủ cho hắn biết, cho nên Phó Minh Hy lập tức nghĩ ra. Trước có nghe ông nội từng nói, thời điểm Minh Chủ ở tại Hoa Quốc đã sáng tạo ra chư thần thời đại, dẫn dắt nhóm người Lạc Thần, Cung Húc và Giang Yên Nhiên bọn họ. Thì ra là vì người của chư thần thời đại cũng có mặt. Không thành vấn đề, để tôi sắp xếp, tôi lập tức để cho người đại diện đi chuẩn bị xe. Phó Minh Hy thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, Minh Chủ, ngài không có thiệp mời, xin ủy khuất ngài lấy tư cách bạn gái tôi để tham dự. Diệp Oản Oản, tùy tiện đi, sao cũng được. Phó Minh Hy nghe vậy, nhất thời trở nên kích động. Minh Chủ đồng ý làm bạn gái của hắn rồi, dù ít dù nhiều gì, cũng tương đương với đã thừa nhận thân phận của hắn rồi đấy nhé. Vậy thì, bắt đầu, thất tinh, Minh Chủ đã có tôi chiếu cố, các cậu hãy trở về đi. Lại nói, cũng không có dư thừa thiệp mời. Phó Minh Hy đã vội đến không kịp chờ, muốn lập tức đẩy hai gã kỳ đà cản mũi kia đi. Ngươi chiếu cố cái rắm, ta thấy là ngươi muốn lợi dụng. Cần có thiệp mời cái cọng lông, ta xem ai dám ngăn cản tiểu ra đây. Bắt đầu sắn tay áo lên, văng tục. Phó Minh Hy cũng sắn chiếc tay áo tinh xảo đắt tiền của mình, trở giọng, trợn mắt lườm bắt đầu. Bắt đầu, nơi này là Hoa Quốc, cũng không phải là độc lập châu, hết thảy đều phải dựa theo quy củ mà làm. Ngươi không hiểu quy tắc, cũng đừng có gây thêm phiền toái cho Minh Chủ. Ngươi nói cái gì, ta không hiểu, ta gây cho Minh Chủ thêm phiền toái. Lúc ta ở bên cạnh Phong Tỷ, ngươi vẫn còn đang chơi bùn đấy. Bắt đầu, các cậu chờ ở bên ngoài đi. Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, cắt ngang cuộc cãi vã của hai người. Minh Chủ đều đã lên tiếng, bắt đầu chỉ có thể ngậm miệng, giận đến mức kề tai nói nhỏ với thất tinh ở phía sau, đệt. Sẽ không thật sự để cho tiểu tử này lên trước đấy chứ. Lão thất, cậu mau nhanh nghĩ biện pháp đi. Thất tinh từ đầu tới cuối đều rất bình tĩnh, nghe vậy từ tốn nói một câu, lo bỏ trắng răng. Bắt đầu tức giận nói, tôi làm sao lại có thể là lo bỏ trắng răng được chứ. Tự cậu nhìn tiểu tử kia một chút đi, đều hận không thể dính ở trên người Phong Tỷ rồi. Thất tinh mặt không đổi sắc mà mở miệng, ánh mắt của Phong Tỷ không có thấp như vậy. Bắt đầu lẩm bẩm, hả, vậy mà còn thấp sao? Bình tĩnh mà xem xét, mặt của tiểu tử Phó Minh Hy kia cũng thật là không có chỗ nào chê mà. Cùng lúc đó, khách sạn West tại Đế Đô. Hôm nay toàn bộ khách sạn 6 sao này đã được bao trọn gói, khách mời qua lại nối liền không dứt.
nghệ sĩ nổi danh trong giới giải trí tới hơn phân nửa, hội trường ánh sao lấp lánh. Trừ cái đó ra, còn có những vị thương gia và chính khách hàng đầu tham dự, tình cảnh không thua gì thịnh yến tại lễ trao giải Kim Lan cả. Chương 1779, xem hậu trường ai cứng rắn hơn. Vô số phóng viên, súng ống đầy đủ, theo cơn gió ùa đến, chỉ vì bữa tiệc sinh nhật của một gã cháu ngoại của vị lão tổng nào đó của tập đoàn tinh thần. Qua, là Kiều Khả Hâm, còn có Y Vân, thậm chí ngay cả Tử Hành nghe nói chưa từng tham gia yến hội tư nhân cũng đều tới. Đâu chỉ vậy, còn có Lý Hiểu Hàng, Quách Gia, Phùng Khánh Khả. Tất cả đều là các nhân vật tai to mặt lớn cấp quốc tế đấy. Bất quá chỉ là tiệc sinh nhật của một nghệ sĩ hạng hai mà thôi, làm sao lại phô trương như vậy? Một vị phóng viên mới vào nghề không hiểu chuyện, mở miệng hỏi. Nhất thời một phóng viên lão làng khác liền phổ cập giáo dục cho hắn ta, cậu nói đùa à? Thiệu Hành chính là thái tử gia của tập đoàn tinh thần. Mấy cái đám chư thần thời đại kia, ban đầu sau giải thưởng Kim Lan có được danh tiếng vô hạn, còn không phải chỉ có thể đi xách giày cho Thiệu Hành sao? Thậm chí ngay cả ảnh đế cấp quốc tế như Hàn Thiên Vũ, cũng chỉ có thể làm người hầu nhỏ của thái tử, có được hay không? Một vị phóng viên lão làng khác đang khiêng máy quay cũng góp lời, tại giới giải trí, cũng không phải chỉ cần có kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần lấy được mấy giải ảnh đế ảnh hậu là có thể lăn lộn được tốt trong nghề, mà vẫn còn phải nhìn xem bối cảnh của ai đủ cứng. Mấy người bọn Hàn Thiên Vũ kia lấy cái gì để so sánh với Thiệu Hành? Diệp Mộ Phàm đến bây giờ còn bị nhốt ở trong tù, cái cô nàng Diệp Bạch đó dù có bản lãnh hơn nữa cũng không đỡ được. Huống hồ hiện tại cô ta vẫn còn đang trốn chui trốn nhủi, ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy. Vị phóng viên mới vào nghề kia nghe vậy liền tỏ vẻ đồng ý, không sai, không sai. Trong giới giải trí, quan trọng nhất vẫn là xem hậu trường ai cứng rắn hơn. Nếu không dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có thể đi xách giày cho người ta. Tiếng bàn tán của mấy gã phóng viên kia không hề có chút ý tứ thu nhỏ giọng chút nào, Cung Húc đang đi ở trên thảm đỏ gần đó, giận đến mức liền vò tới trước mặt gã phóng viên vừa mới nói xong, đệt. Người còn miệng nó nói ai đi xách giày cho hắn. Dưới con mắt của mọi người, còn có nhiều phóng viên như vậy, đi gây ồn ào, đến cuối cùng người mất thể diện cũng là bọn họ mà thôi. Lạc Thần vội vàng kéo lấy cổ tay của Cung Húc một cái, ghé vào lỗ tai hắn nói, 13 người bạn gái. Những chữ này cứ y như là thần chú vậy, nhất thời khiến cho Cung Húc giống như quả bóng xì hơi, mẹ nó. Phí Dương đi theo ở phía sau, thấy rốt cuộc có phương pháp để có thể khắc chế Cung Húc, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này, Cung Húc giống như là một con khỉ bị đeo vòng kim cô vậy. Ồ, người được chúc mừng sinh nhật của chúng ta hôm nay đã đến rồi. Cùng với một tiếng thét vang đầy kinh ngạc, một gã đàn ông trẻ khoảng 20 mấy tuổi, thân mặc Âu phục hiệu Givenchy xén cao vừa người, trong sự vây quanh như chúng tinh phủng nguyệt sao, từ thảm đỏ nơi cửa đi vào. Sao sao vây quanh trăng, một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Nhất thời, sự chú ý của mọi người đều rơi vào trên người gã ta, tranh nhau xuống tới lấy lòng. Thiệu công tử, sinh nhật vui vẻ. Thiệu ca, sinh nhật vui vẻ, tối nay anh thật là quá tuấn tú rồi. Lăng Thiếu Chiết ân cần chen chúc tiến lên, Thiệu ca. Sinh nhật vui vẻ, mẹ của Y Y tỷ thân thể có bệnh nhẹ, không cách nào tự mình tới, tôi đại diện cho bà ấy tới chúc mừng. Phí Dương vừa canh chừng Cung Húc không để cho hắn gây họa, vừa chúc mừng xã giao, Thiệu Hành, sinh nhật vui vẻ. Thiệu Hành mỉm cười với các vị khách chào hỏi, sau khi nhìn đến Phí Dương và đám người Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên và Cung Húc ở phía sau, chẳng qua chỉ thờ ơ nhìn lướt qua, mặt lạnh, thuận miệng ném câu tiếp theo, tất cả các tiết mục đã chuẩn bị xong chưa? Tối nay đều mời những nhân vật có mặt mũi tới, đừng có mà làm hỏng chuyện của tôi đấy. Giọng điệu này của Thiệu Hành, giống như bọn họ là người giúp việc và thủ hạ của hắn ta, có thể tùy ý sai khiến. Ngay cả Hàn Thiên Vũ vốn luôn rất tốt tính, ánh mắt cũng trở nên âm trầm đi vài phần. Tất cả mọi người ở đây đều là người trong nghề, bị làm nhục ngay trước mặt nhiều người như vậy, sắc mặt của Lạc Thần và Giang Yên Nhiên cũng rất khó coi. Phí Dương lăn lộn trong nghề nhiều năm, biết có biết giãn, nghe vậy ngược lại vẫn như cũ còn có thể duy trì mặt mày vui vẻ. Nhưng còn Cung Húc, Phí Dương nhìn biểu cảm của Cung Húc một cái, liền biết ngay muốn hỏng việc. Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên một cái, là một tin nhắn ở trong group WeChat của bọn họ. Diệp Bạch, mọi người đang ở tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Chương 1780, không biết phải trái.
bởi vì Diệp Oản Oản nhắn tin trong nhóm, cho nên điện thoại di động của mấy người đều vang lên. Cung Húc trong nháy mắt đem Thiệu Hành quên đến sau ót. Kể từ sau khi Diệp Oản Oản mất tích, cũng chưa từng xuất hiện lại trong group này của công ty. Giờ phút này, đột nhiên thấy nàng nhắn một tin như vậy ở trong nhóm, cho dù biết rõ nàng đã trở về rồi, Cung Húc vẫn cảm thấy vô cùng kích động. Cung Húc, Diệp ca ca. Cung Húc, đúng vậy, chúng tôi đều ở đây. Cung Húc, Diệp ca, làm sao cô biết? Cung Húc, Diệp ca ca, cô đã hết bận chưa? Cung Húc liên tiếp nhắn vài tin nhắn qua. Rất nhanh, Diệp Oản Oản bên kia liền trả lời, tôi đến ngay. Nhìn thấy cái tin này, Cung Húc nhất thời trợn to hai mắt, Diệp ca sẽ đi qua. Một bên, Hàn Thiên Vũ nhìn thấy tin nhắn trong group, sắc mặt có vẻ chăm chú. Bây giờ Diệp Bạch đã trở về rồi, đương nhiên sẽ lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chẳng qua là, bây giờ đã không giống ngày xưa. Giới giải trí chập trùng lên xuống, lúc còn gian nan hơn hắn cũng đã từng vượt qua. Hiện tại loại tình huống này đối với hắn mà nói, cũng không coi vào đâu. Nhưng mà, vừa nghĩ tới người thiếu nữ tỏa sáng lung linh đó sẽ nhảy vào trong vũng bùn này, đối mặt với những lời đồn nhảm kia, lập tức hắn cảm thấy so với việc chính mình chịu mọi người sỉ vả, còn khó chấp nhận hơn. Bên kia, xung quanh, mọi người đang ngầm quan sát đám người Cung Húc, sau khi bị Thiệu Hành đánh phủ đầu, cứ như vậy không nói một lời, ngoan ngoãn chịu đựng, không khỏi đều lộ ra vẻ mặt thổn thức xót xa. Lúc này, một bên, tiểu trợ lý của Thiệu Hành lộ ra vẻ mặt giễu cợt, mở miệng nói, xí, cái gì mà chư thần thời đại. Trước đó không ai bì nổi, nhưng còn bây giờ thì sao, ở trước mặt Thiệu Hành, còn không phải là ngay cả một cái rắm cũng không dám thả. Tiểu trợ lý tâm phúc của Thiệu Hành đã mở lời, mấy tên tiểu nghệ sĩ khác lập tức phụ họa theo, đó là đương nhiên. Thiệu Hành có bối cảnh là tập đoàn tinh thần chống lưng. Cung Húc trước đó kiêu ngạo như vậy, ở trước mặt Thiệu Hành, còn không phải là cũng phải cúi đầu hay sao? Nữ trợ lý hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua đám người, mở miệng nói, hiện tại người nào cũng có thể đem đi đánh đồng với Thiệu Hành nhà chúng tôi hay sao? Lăng Thiếu Chiết nghe đến đây, nhất thời thừa cơ hội góp vui, quẫy đuôi lấy lòng, Huỳnh tỷ, sao cô lại nói vậy, những thứ rác rưởi này sao có thể so được với Thiệu ca chứ? Hiện tại chư thần thời đại còn không phải là nhờ có vị đại thần như Thiệu ca mới có thể miễn cưỡng duy trì hay sao? Cửu nhân gặp mặt, nhìn nhau thôi đã đỏ cả con mắt. Lăng Thiếu Chiết nhìn về phía Lạc Thần và Cung Húc, đáy mắt tràn đầy hận ý. Ban đầu cùng nhau quay Kinh Long, hắn phất lên như diều gặp gió, Lạc Thần lại trở thành thứ vô danh. Hai người một người trên trời, một kẻ dưới đất. Cũng bởi vì Diệp Oản Oản, lại có thể đem tên phế vật Lạc Thần kia thổi thành siêu sao. Còn hắn thì ngược lại, mất hết tên tuổi. Nếu không phải là nhờ hắn quen Định Hót lấy lòng, hẳn vào lúc này đã không biết còn chìm lìm đến mức nào nữa. Ở trước mặt Thiệu Hành, Diệp Oản Oản thì nhăm nhò gì. Ngay cả Diệp Y Y cũng phải cúi người gật đầu với Thiệu Hành. Thần sắc nữ trợ lý hòa hoãn đi mấy phần, khinh bỉ nhìn đám người Cung Húc, còn không phải sao. Một đám người đều bám víu vào Thiệu ca, hết lần này tới lần khác còn không biết phải trái. Thật đúng là đồ lòng lang dạ sói. Giờ phút này, Thiệu Hành đang thành thạo hàn huyên cùng với các khách mời tôn quý khác, nhìn thấy tình huống của tiểu trợ lý của mình bên kia, không hề có chút ý tứ ngăn cản nào. Một đám chó chết đổi trắng thay đen, chọc giận mọi người, ngay cả Giang Yên Nhiên vậy mà cũng suýt chút nữa đã không nhịn được. Những người này làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy, rõ ràng là cái tên Thiệu Hành này giống như quỷ hút máu, hưởng ké danh tiếng của công ty chúng ta. Giờ phút này, ngoài cửa chính phòng yến hội, Diệp Oản Oản lấy thân phận bạn gái của Phó Minh Hy, lấy được thiệp mời. Bắc Đầu và Thất Tinh không cách nào vào được, Bắc Đầu làm sao chịu an phận, lại tiếp tục làm ầm ĩ một trận nữa với Phó Minh Hy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1781, không có khả năng có hậu cung. Bắc Đầu, ôi chao, chữ bát, ba, còn không chỉ có một dấu phẩy đây. Đã dám bày ra tư thế chính cung với Bắc gia rồi. Bàn về tới trước tới sau, cũng không tới phiên ngươi, ngươi là cái thá gì chứ? Phó Minh Hy, ta là cái thá gì hả? Ta chính là người có hôn ước do chính miệng minh chủ năm đó quyết định. Bắc Đầu, ha ha, ta và lão thất đây vẫn là do minh chủ tự tay đào tạo bồi dưỡng đây này, còn không dùng tốt hơn ngươi à? Phó Minh Hy, a, ngươi dùng tốt, cái loại mãng phu như các người, làm sao có thể phục vụ tốt cho minh chủ? Bắt đầu, phi, ta phục vụ không tốt,
Loại gà chiến cặn bã hạng bét như ngươi có thể phục vụ tốt minh chủ. Thể lực ngươi chưa đủ. Diệp Oản Oản. Đủ rồi đó. Đã phải nghe một đám léo nha léo nhéo suốt đường đi, Diệp Oản Oản vô cùng mệt lòng. Ha ha. Ban đầu rốt cuộc là ai cho nàng dũng khí để thề muốn xây hậu cung 3.000 trai đẹp. Mới có 2 tên mà đã như vậy rồi, nếu là 3.000, vậy còn không phải là sẽ mất cả ngày để nghe tranh cãi ngút trời sao? Bắt đầu, sau này có đệ không có hắn, có hắn không có đệ. Phong tỷ, tỷ nói đi, tỷ cần hắn hay là cần đệ? Phó Minh Hy, Minh Chủ, bắt đầu khinh người quá đáng, xin Minh Chủ hãy làm chủ cho tôi. Diệp Oản Oản. Hậu cung, không có khả năng có hậu cung, đời này cũng không có khả năng đấy. Tôi còn có việc, đi vào trước đi, các cậu cứ từ từ trò chuyện. Diệp Oản Oản lựa chọn trực tiếp, bỏ chạy. Rốt cuộc bỏ rơi được 2 tên tranh cãi làm cho nàng mày choáng mắt hoa, Diệp Oản Oản thở phào nhẹ nhõm, nhắn một tin nhắn vào group công ty, sau đó đi tìm đám người Cung Húc. Giữa đại sảnh yến hội, một đám người vây quanh, Diệp Oản Oản nhìn thấy được không ít người quen. Ở giữa chính là gã Thiệu Hành tối nay được chúc mừng sinh nhật. Đám người Cung Húc đứng ở trong góc, sắc mặt tựa hồ cũng có chút không được tốt cho lắm. Cung Húc tinh mắt, là người đầu tiên thấy được Diệp Oản Oản, nhất thời mặt đầy mừng rỡ nhìn sang, hướng về nàng vẫy vẫy tay, Diệp ca. Nơi này, Diệp Oản Oản cất bước đi về phía Cung Húc. Mọi người vốn đều đang vây quanh Thiệu Hành đỉnh hót, Diệp Oản Oản đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt dẫn đến ánh mắt bát quái của không ít người. Mẹ nó, mới vừa rồi Cung Húc gọi ai vậy? Diệp Mộ Phàm sao? Làm sao có thể chứ, Diệp Mộ Phàm còn đang bị giam ở cục cảnh sát đây. Đó là, đám người theo bản năng nhìn về phía cánh cửa, ngay sau đó, liền nhìn thấy một cô gái cứ như vậy, nhàn nhã lững thững bước vào đại sảnh. Ta Phi, Diệp Bạch, lại là Diệp Bạch. Diệp Bạch, Diệp Bạch nào? Chính là người trước đó phong quang vô hạn, người đại diện kim bài trong một đêm đào ra từ giải thưởng Kim Lan lần trước được 2 ảnh đế một ảnh hậu. Diệp Bạch của chư thần thời đại đấy. Khi đó cô ấy đã trực tiếp tàn sát bảng vàng. Ồ, chính là nhị tiểu thư của Diệp gia Diệp Oản Oản đúng không? Đóng giả nam một tay tạo dựng nên chư thần giải trí, là một nhân vật rất lợi hại. Lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một người đại diện nho nhỏ, công ty đều đã bị người ta thu mua. Nghe nói ôm tiền lẻn trốn đi, hiện tại người người đòi đánh, danh tiếng trong giới giải trí đã thối đến không thể nào thối hơn. Không nghĩ tới cô ta lại còn dám trở lại, cũng không sợ bị bắt sao. Nhưng đây là tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, cô ta vào bằng cách nào? Trong nháy mắt, cơ hồ tầm mắt của mọi người đều chuyển sang nàng. Cô gái cứ như vậy trực tiếp đi tới, như thể không hề phát hiện ra, bắt chuyện cùng với đám người Cung Húc. Cung Húc lầu bà lầu bầu, Diệp ca ca, cô tới làm chi vậy? Một bữa tiệc sinh nhật vớ vẩn mà thôi, cô cũng quá cho hắn thể diện rồi. Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu mày, không khỏi bật cười. Trong mắt người ngoài, hiện tại nàng chính là một con chó nhà có tang, nhìn chán đến không thể chán hơn. Duy chỉ có Cung Húc, mãi mãi vẫn đề cao nàng như vậy. Không có việc gì, tới xem một chút, Diệp Oản Oản thuận miệng trả lời. Chương 1782, cho mặt mũi như vậy. Hàn Thiên Vũ đương nhiên cũng phát giác ra những ánh mắt ác ý giễu cợt xung quanh, theo bản năng dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của bọn người kia, che chở Diệp Oản Oản, qua bên kia ăn một chút gì đi. Diệp Oản Oản gật đầu, được. Hàn Thiên Vũ không muốn nhiều chuyện, nhưng bất đắc dĩ, có người lại không muốn như vậy. Tiểu trợ lý của Thiệu Hành được mấy tiểu nghệ sĩ khác vây quanh, đi tới, lạnh giọng cười, người đại diện Diệp, thật đúng là khách quý nha. Không nghĩ tới cô lại có thể đến dự tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Thật là cảm ơn cô, đã cho mặt mũi như vậy. Rất hiển nhiên, tiểu trợ lý này vừa mới nghe được lời nói của Cung Húc. Mọi người thấy vậy, tất cả đều là một bộ dáng kiểu chờ xem kịch vui. Cái cô nàng Diệp Bạch này, sợ là sắp gặp phải xui xẻo. Một bên, đám người Hàn Thiên Vũ thấy vậy đều có chút nôn nao. Phí Dương đang chuẩn bị giảng hòa, Diệp Oản Oản đã đưa mắt lườm con nhãi tiểu trợ lý của Thiệu Hành, mặt không đổi sắc mà mở miệng, không cần khách khí. Mọi người vây xem. Thiệu Hành. Nữ nhân này, thật đúng là chịu đấu khẩu. Xem ra lời Diêu Giai Văn nói không sai, nữ nhân này sợ là thật sự bị kích thích mà phát điên rồi. Tiểu trợ lý ngoài cười nhưng trong không cười mà lên tiếng, nghe nói, mấy ngày trước đây, Giai Văn tỷ được cô chiếu cố. Hai chữ, chiếu cố, này, tiểu trợ lý nói bằng một giọng rất là âm trầm.
Công ty Thiệu Hành ký hợp đồng là Hoàng Thiên Giải Trí, tạm thời người đại diện đang dẫn dắt hắn là Diêu Giai Văn. Diêu Giai Văn trước đó muốn đem tất cả đám Lạc Thần, Cung Húc và Giang Yên Nhiên đều ký hợp đồng dưới danh nghĩa của mình, nhưng bất đắc dĩ ba người vô luận như thế nào cũng không đồng ý. Sau khi Hoàng Thiên ký được với Thiệu Hành, Diêu Giai Văn liền ở trước mặt Diệp Y Y biểu đạt đủ loại trung thành, để Y Y cấp Thiệu Hành cho ả ta. Người tiểu trợ lý này cũng là tâm phúc của cô ta. Diệp Oản Oản trầm ngâm, nhìn dáng dấp, Diêu Giai Văn là vì thấy Hồng Hưng hội bên kia không có động tĩnh, nên mới đến cáo trạng trước mặt của Thiệu Hành. Lời nói mịt mờ này của tiểu trợ lý, mọi người không lý giải được, chỉ coi như là cô ta nhắc lại chuyện trước đó Diêu Giai Văn là trợ lý của Diệp Oản Oản. Nghĩ tới đây, mọi người càng không khỏi thêm thổn thức. Chậc chậc, nhớ năm đó Diêu Giai Văn bất quá chỉ là trợ lý của Diệp Bạch mà thôi, nhưng bây giờ đã trở thành tổng giám đốc của chư thần thời đại, còn dẫn dắt được nghệ sĩ thủ hạ là Thiệu Hành châu bò như vậy. Còn không phải sao, đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây mà. Tiểu trợ lý cười một tiếng, mở miệng nói, còn tưởng rằng người đại diện Diệp đời này đều sẽ không trở về cơ chứ. Làm sao, tiêu sạch tiền rồi, giờ trở lại moi tiền tiếp hả? Ha ha, cũng vậy cả thôi, mặc dù vị trí người đại diện cô làm chẳng ra sao, nhưng gương mặt này của cô cũng còn đáng giá mấy đồng tiền. Bây giờ cha và anh trai của Diệp Oản Oản bị đoạt quyền, công ty cũng mất, làm gì còn chút bối cảnh nào. Người như nàng, ở loại địa phương như giới giải trí này, ai cũng có thể dẫm đạp lên đầu được. Huống chi, người này còn là trợ lý của Thiệu Hành. Lời này tiểu trợ lý nói vô cùng khó nghe, bất quá có chỗ dựa là Thiệu Hành, cô ta hoàn toàn yên tâm sẽ được chống lưng. Ở đây cũng sẽ không có một ai dám nói một chữ, không. Quả nhiên, hội trường yên lặng một mảnh, tất cả đều như đang chờ đợi xem trò hay. Lạc Thần, Phùng, Huỳnh, ngươi nên giữ mồm giữ miệng sạch sẽ một chút. Trong bầu không khí yên lặng, vang lên âm thanh lạnh lùng trong trẻo của thanh niên. Lần này, thật bất ngờ, người nói chuyện không phải là Cung Húc, mà lại là Lạc Thần. Cung Húc còn đang chuẩn bị lên tiếng, không nghĩ tới Lạc Thần lại nói chuyện trước, nhất thời có chút kinh ngạc nhìn về phía Lạc Thần. Con bà nó, con cừu nhỏ, cậu rốt cuộc cũng tức giận rồi sao? Cung Húc kinh ngạc lẩm bẩm. Nữ trợ lý cười ha ha, thẹn quá hóa giận. Làm sao, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Hai tay của Lạc Thần nắm chặt thành nắm đấm, muốn mở miệng, nhưng bất đắc dĩ cậu ta trước sau như một, nói năng không thuận. Thêm vào đó, lại còn kiêng kỵ tình huống như ngày hôm nay, cả nửa ngày không nói nên lời, ngươi. Chương 1783, chỉ sợ là mời không nổi. Nữ trợ lý thấy Lạc Thần nói không ra lời, càng thêm đắc ý, âm dương quái khí, sủa tiếp, người đại diện Diệp hôm nay quấy đuôi chạy đến nơi này, còn không phải là đến để nịnh hót Thiệu Hành hay sao? Còn giả bộ thanh cao làm gì chứ? Chậc chậc, trước đó không phải bày ra tư thế toàn bộ giới giải trí là thiên hạ của mình hay sao? Làm sao hiện tại lại bần như vậy hả? Nữ trợ lý cố ý dùng một thanh âm mà mọi người chung quanh đều có thể nghe được mà lên tiếng, cái này gọi là gì có biết không? Cái này gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có một số người đó nha, cũng không biết cân nhắc được vị trí của mình ở đâu. Ôm lấy một cây gỗ mục mà thôi, còn cho là mình ôm lấy được một cái bắp đùi vàng cơ đấy. Thật là mắc cười chết mất. Thiệu Hành bưng ly rượu đứng ở một bên, thần sắc hờ hững, nhìn một màn náo nhiệt này. Đối với hắn mà nói, bất quá mấy người kia chỉ là những con chó còn có chút giá trị lợi dụng mà thôi. Hắn hít cái độ hot của bọn họ, cũng là vinh hạnh cho đám chó này. Phùng Huỳnh, ngươi nói cái chó má gì đó, ngươi con mẹ nó mới là kẻ ôm một cây gỗ mục. Giới giải trí chính là thiên hạ của Diệp ca ta đấy, thì thế nào? Vừa nhắc đến chuyện có liên quan tới Diệp Oản Oản, Cung Húc lại càng thêm dễ bùng cháy, vào lúc này cơ hồ không thèm lựa lời để nói chút nào. Quả nhiên sau khi nói xong câu nói cuối cùng, liền chọc ngay phải, hũ mắm thối. Lời này của Cung Húc, chẳng khác nào nói Thiệu Hành là cây gỗ mục. Sặc, mới vừa rồi Cung Húc nói cái gì vậy, giới giải trí là thiên hạ của Diệp Bạch nhà hắn. Tại trước mặt người của tinh thần giải trí nói vậy, thật đúng là một gã điếc nặng mà, điếc không sợ súng. Tiểu trợ lý trực tiếp cười ra tiếng, ha ha ha, giới giải trí là thiên hạ của các người. Khẩu khí thật là lớn nha, có phải là cả tinh thần giải trí đều phải nghe theo lời người đại diện Diệp kia của các người. Tiểu trợ lý dùng một cách nói như đang giễu cợt một bầy heo ngu ngốc, nhất thời chọc cho cả hội trường cười vang. Ha ha ha, không sai, không sai, châu bò như vậy.
tinh thần đương nhiên là phải nghe theo hắn rồi. Thật là mắc cười chết tôi rồi, rốt cuộc ai cho hắn dũng khí. Thiệu Hành tư thái yêu nhã, nhấp miếng rượu, khẽ xì một tiếng, mặt đầy vẻ khinh thường. Mãi đến lúc này, Thiệu Hành mới chậm rãi đi tới, cao quý yêu nhã lên tiếng, Diệp tiểu thư, tôi mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng nói chung vẫn nhớ tình xưa. Diệp tiểu thư trước đó chiếu cố người đại diện của tôi như vậy, hiện tại gặp phải khó khăn, tôi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng như vậy đi, vừa vặn tôi còn thiếu một người trợ lý, không biết Diệp tiểu thư có hứng thú không? Diệp Oản Oản khẽ nhướng nhướng mày, trợ lý. Một bên, tiểu trợ lý nhất thời lộ ra một vẻ mặt đầy sùng bái, Thiệu ca, con người anh cũng quá tốt rồi, đối với thứ người như vậy còn quăng cho một cục phân để người ta đớp. Tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ, người đại diện kim bài ngày xưa, lại có thể bị Thiệu Hành ngay trước mặt mọi người mời làm trợ lý của mình. Đây không thể nghi ngờ, là đang vả thẳng vào mặt nàng ngay trước mặt mọi người rồi. Lăng Thiếu Chiết mặt đầy sảng khoái, còn không mau cảm ơn Thiệu ca, cô đúng là gặp được vận may cực lớn nha. Tiểu trợ lý đột nhiên, ai nha, một tiếng, mở miệng nói, ai nha, Thiệu ca, vị trí trợ lý của anh đã đầy mất rồi, làm sao bây giờ? Thiệu Hành ra vẻ không biết, đây. Tiểu trợ lý mở miệng cười nói, ngược lại, tôi còn thiếu một chân chạy, không bằng để Diệp tiểu thư làm trợ lý của tôi, được chứ? Tiểu trợ lý nói xong, tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Diệp Oản Oản nói, người đại diện Diệp, cô sẽ không ngại chức vụ thấp đấy chứ? Chỉ tiếc, yêu cầu về trợ lý của Thiệu ca chúng tôi cao vô cùng. Cô ở nơi này, chỉ sợ cũng chỉ đủ tư cách làm chân chạy cho tôi mà thôi. Con mẹ mày! Tiếng chửi của Cung Húc vẫn còn chưa kịp tiếp tục vỡ òa, Diệp Oản Oản đã đưa tay ra, ngăn ở trước người Cung Húc, ngay sau đó, không nhanh không chậm đáp lời, a, Thiệu công tử muốn mời tôi làm trợ lý. Chỉ sợ là, mời không nổi. Chương 1784, ngay cả người của lão tử cũng dám cướp. Hai con người Thiệu Hành híp lại, tiểu trợ lý nhất thời cười lớn, Thiệu Hành nhà chúng tôi mời không nổi. Trong giới giải trí này, còn không có người mà Thiệu ca mời không nổi. Cô lấy vốn liếng ở đâu mà làm cao như vậy? Chẳng lẽ còn muốn làm người đại diện của Thiệu Hành hay sao? Quả thực là người si nói mộng. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng, người đại diện sao? Yêu cầu đối với nghệ sĩ của tôi cũng thật cao, Thiệu công tử sợ là không đủ tư cách. Tiểu trợ lý nhất thời đột nhiên biến sắc, cất tiếng the thé như heo thiến, Diệp Bạch. Tôi thấy là cô muốn chết. Không chỉ riêng Phùng Huỳnh, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn Diệp Oản Oản như đang nhìn một con ngốc. Cô nàng Diệp Bạch này sợ là bị ngu đi, đã là loại thời điểm này rồi mà còn đi nói chuyện khoác lác không đâu vào đâu. Còn không phải sao, lại còn nói Thiệu Hành không đủ tư cách. Còn nói Thiệu Hành mời cô ta không nổi, cô ta coi mình là ai vậy? Dù có là người đại diện kim bài của tinh thần cũng phải cho Thiệu Hành ba phần mặt mũi, nữ nhân này quả thật là quá buồn cười. Đúng vậy, Thiệu Hành chịu mời cô ta làm tiểu trợ lý đã là ban cho ơn huệ cực lớn rồi, thật là không biết phải trái. Cô ta đều đã luân lạc thành như vậy rồi, vẫn cho là mình vẫn còn là Diệp Bạch năm đó cơ đấy. Hiện tại toàn bộ giới giải trí, còn có nghệ sĩ nào sẽ đứng về phía cô ta? Coi như là đám diễn viên phim 18 cộng cũng không có khả năng sẽ nhảy vào một cái hố lửa như cô ta đâu. Bên trong phòng yến hội, ánh mắt của mọi người đều tràn đầy vẻ khinh bỉ, tiểu trợ lý kiêu căng phách lối giễu cợt, thật là mắc cười chết mất, Diệp Bạch cô cũng không biết tự soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Chỉ bằng cô, lại còn mơ mộng được làm người đại diện của Thiệu Hành, sợ là. Ngay tại thời điểm tiểu trợ lý đang nghiêm nghị trách mắng, từ ngoài cửa phòng yến hội đột nhiên truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập cùng với những tiếng kêu đầy kinh ngạc vang lên. Mọi người theo bản năng mà nhìn về phía cánh cửa, ngay sau đó liền nhìn thấy Phó Minh Hy hôm nay ăn mặc dị thường đẹp trai sải bước qua thảm đỏ, đi vào bên trong đại sảnh. Phó Minh Hy hôm nay, nhìn qua liền thấy được cậu ta đã ăn mặc quá mức long trọng rồi, so với thường ngày lúc lên sóng còn đẹp trai hơn. Tất cả mọi người đều là một vẻ mặt đầy thán phục. Cự tinh quốc tế, hot nhất của tinh thần giải trí, tại Hollywood cũng ăn sung mặc sướng, vô số giải thưởng quốc nội, quốc tế lớn đều được cậu ta gọn gàng cầm vào trong tay. Quan trọng nhất chính là vẻ bề ngoài và vóc người cực kỳ chói mắt khiến vô số thiếu nữ điên cuồng, địa vị trong giới giải trí không ai sánh bằng. Chẳng qua là cậu ta trừ khi vì yêu cầu công việc, cực kỳ ít lộ mặt trước công chúng, càng không bao giờ tham dự các buổi xã giao trong giới, truyền thông muốn gặp được cậu ta, khó hơn lên trời. Xì căng đan bát quái của Phó Minh Hy,
chỉ một cái thôi liền sẽ bị xào xáo lên tới tận trời cao. Hoa hoa hoa, tôi còn mẹ nó vừa thấy được ai? Phó Minh Hy, là Phó Minh Hy của tinh thần giải trí đó nha. Trời má, thậm chí ngay cả Phó Minh Hy đều tới dự tiệc sinh nhật của Thiệu Hành rồi. Phó Minh Hy không phải là cho tới nay đều chưa bao giờ tham dự những sự kiện như thế này hay sao? Không hổ là Thiệu Hành, thế này cũng quá có mặt mũi rồi đi. Quả thật là đẹp trai, tôi cong mất thôi. Minh Hy, Phó Ca, Phó Ảnh Đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều đem đám người Diệp Oản Oản quên đến sau ót, chen chúc vọt thẳng về phía Phó Minh Hy. Thiệu Hành mới vừa rồi đã nhận được thông báo của người đại diện của Phó Minh Hy, nói cậu ta hôm nay sẽ không tới. Không nghĩ tới Phó Minh Hy lại có thể xuất hiện, nhất thời tinh thần rung một cái. Người đại diện của Phó Minh Hy giờ phút này cũng có mặt, sau khi nhìn thấy Phó Minh Hy đến đây, cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Minh Hy không phải nói không đến sao, làm sao lại xuất hiện rồi? Quá tốt rồi, rốt cuộc cũng chịu nghe theo khuyên nhủ. Người đại diện vô cùng kích động. Nhìn thấy biểu cảm hâm mộ điên cuồng của những người chung quanh, đáy mắt gã Thiệu Hành xẹt qua một vẻ vô cùng ngạo nghễ và đắc ý, sửa sang lại ống tay áo, ung dung nhịp bước tiến về phía Phó Minh Hy. Phó Ca, cảm ơn anh đã tới tham gia tiệc sinh nhật của tôi. Phó Minh Hy bước chân vội vã, sải bước, cơ hồ như đang chạy, đi tới trước mặt của Thiệu Hành. Không đợi Thiệu Hành chào hỏi, đã chửi cho hắn không kịp vuốt mặt, cảm ơn cái con mẹ ngươi. Thiệu Hành, người mẹ nó cái đồ não bị khuyết tật này. Ngay cả người của lão tử cũng dám cướp. Chương 1785, đào góc tường của tôi. Tiệc sinh nhật tối nay. Rất nhiều người vì thích thể hiện đều đã bật livestream. Cho nên hình ảnh mới vừa rồi đều đã bị nhiều người ở đây phát lên mạng. Phó Minh Hy từ trên livestream thấy được toàn bộ quá trình, sau đó liền gạt trận cãi vã với bác đầu sang một bên, trực tiếp giết tới. Thấy Thiệu Hành đột nhiên làm khó dễ, tất cả mọi người đều sợ ngây người, mặt đầy mơ hồ đứng lặng tại chỗ. Người đại diện của Phó Minh Hy cũng sợ đến ngu người luôn rồi. Đây là có chuyện gì vậy? Mặc kệ là có chuyện gì, Minh Hy, tỉnh táo. Cậu muốn phá vỡ hình tượng của mình trong mắt người hâm mộ hay sao? Hình tượng của Phó Minh Hy đối với bên ngoài vẫn luôn là thân sĩ lễ độ, mẫu hình chuẩn công tử, thân thiện với công chúng. Người đại diện của Phó Minh Hy cũng biết được Phó Minh Hy lúc không có ai thỉnh thoảng sẽ có chút tương đối, không được giống như vậy, chẳng qua là cậu ta vô cùng chuyên nghiệp, chưa bao giờ để lộ ra bên ngoài mà thôi. Không nghĩ tới. Hôm nay cậu ta lại đột nhiên phát tác như vậy. Thiệu Hành ngẩn ra, theo bản năng mở miệng hỏi, Phó Ca, sao vậy? Có phải là anh có hiểu lầm gì đó hay không? Phó Minh Hy vào lúc này đã thoáng hòa hoãn tỉnh táo lại, sắc mặt thanh lãnh, hỏi ngược lại đầy lạnh lùng, hiểu lầm. Mới vừa rồi cậu chẳng lẽ không phải là đang đào góc tường của tôi? Đào góc tường của anh? Vì sao anh lại nói như thế? Thiệu Hành càng thêm không hiểu, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Sau này chắc chắn tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh. Cảm ơn Phó Ca đã tới cổ vũ. Hiển nhiên, Thiệu Hành cũng không muốn xảy ra va chạm cùng với Phó Minh Hy. Phó Minh Hy giờ phút này hoàn toàn khôi phục lại vẻ đẹp cao quý lạnh lùng ngạo nghễ, không cần đâu, tôi đây theo người khác tới. Theo người khác tới? Phó Minh Hy không phải là tới tham gia tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Người nào có mặt mũi lớn như vậy, cư nhiên có thể khiến cho Phó Minh Hy đi cùng tham dự. Nghe Phó Minh Hy nói vậy, sắc mặt Thiệu Hành trầm xuống, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, mở miệng nói đầy khách khí, không biết là Phó Ca đi cùng vị tiền bối nào tới. Có thể khiến cho Phó Minh Hy đi cùng, vậy khẳng định là nhân vật rất có trọng lượng. Phó Minh Hy không để ý đến Thiệu Hành, trực tiếp bỏ qua hắn, đi thẳng về phía Diệp Oản Oản ở phía sau. Diệp Oản Oản vốn là đang tại tận lực giảm bớt cảm giác mình có tồn tại, làm bộ như không quen biết. Bất đắc dĩ Phó Minh Hy rất tinh mắt, liếc một cái đã vọt đến trước mặt nàng như một mũi tên, Diệp Ca, làm sao cô lại không đợi tôi cùng đi. Phó Minh Hy rất thức thời, đổi cách xưng hô rất nhanh. Theo ở phía sau, Thiệu Hành sửng sốt một chút, Phó Ca, anh và Diệp Bạch có quen biết. Tiểu trợ lý ở một bên ân cần đi theo cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc, bật thốt lên, Phó Ca, anh làm sao lại có thể quen biết thứ người như vậy. Phó Minh Hy cười lạnh một tiếng. Đảo mắt nhìn về phía hai người, ồ, các người mới vừa rồi đào người đại diện của tôi, không phải là đào đến mức thật vui vẻ sao? Hiện tại còn hỏi tôi có quen biết hay không? Vừa dứt lời, tiểu trợ lý chợt ngây ngẩn, cái.
Cái gì? Mới vừa rồi Phó Minh Hy nói cái gì? Diệp Bạch là, người đại diện của hắn. Trong đám người, người đại diện của Phó Minh Hy đang đi tới. Diệp Bạch là người đại diện của Phó Minh Hy, vậy còn mình thì sao? Tôi là ai? Đây là đâu? Người đại diện không hiểu vì sao mình bị ném vào thùng rác, mặt đầy mộng bức. Bên kia, Cung Húc cũng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Cái đồ chơi gì? Hắn có phải là đã nghe nhầm rồi hay không? Diệp ca từ lúc nào trở thành người đại diện của Phó Minh Hy rồi? Diệp Oản Oản cạn lời, hướng về Phó Minh Hy nhìn một cái, tôi lúc nào đã thành người đại diện của cậu? Phó Minh Hy tỏ vẻ đầy khiêm tốn mà trả lời, Diệp ca, tôi biết tôi tư chất kém, bất quá tôi sẽ cố gắng, cô thật sự không cân nhắc một chút nào sao? Phó Minh Hy vừa dứt lời, bên trong phòng yến hội, con mắt của tất cả mọi người đều đã nhanh muốn rớt đầy ra đất. Mới vừa rồi khi Thiệu Hành bố thí vị trí trợ lý cho Diệp Bạch, bọn họ còn cảm thấy là một ơn huệ lớn, cảm thấy Diệp Bạch phát ngôn cuồng vọng, không biết phải trái. Vạn vạn không ngờ tới, quay đầu liền trơ mắt nhìn thấy vị siêu cấp đại lão Phó Minh Hy cứ như vậy mà cầu xin Diệp Bạch làm người đại diện của mình. Chương 1786, thu nhận tôi đi. Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn Phó Minh Hy, quả thật là có chút cạn lời. Cái tên này đến tột cùng là đang diễn trò, hay là thật sự muốn để cho mình trở thành người đại diện của hắn? Diệp ca, thế nào, thu nhận tôi đi. Phó Minh Hy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, khe khẽ cười một tiếng. Diệp Oản Oản. Mọi người tại đây, đầu tiên là nhìn Phó Minh Hy một cái, chợt toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, thần sắc khó tin. Phó Minh Hy ở trong giới giải trí, thuộc về loại nghệ sĩ đứng hàng đầu, có tiếng nói trên trường quốc tế, là loại nhân vật đang ăn khách hàng thật giá thật của tinh thần giải trí. Bây giờ, ở trước con mắt của mọi người, Phó Minh Hy lại có thể mặt dày mày dạn quấn lấy Diệp Oản Oản, cầu xin Diệp Oản Oản làm người đại diện của hắn. Chuyện này làm sao có thể? Bây giờ, mọi người tại đây rốt cuộc đã minh bạch, tại sao Phó Minh Hy lại nói Thiệu Hành cướp người của hắn rồi? Lập tức, Thiệu Hành nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc hơi có chút âm trầm. Bất quá, không thể không nói, tướng mạo và vóc người của con ả Diệp Oản Oản này, đích xác là thuộc về hàng cực phẩm. Dù có thả ở trong giới giải trí, cũng là dạng hiếm thấy. Có thể hấp dẫn được thứ người như Phó Minh Hy, cũng không kỳ quái. Ha ha, Phó ca, nhìn anh nói mà xem. Giờ phút này, trợ lý của Thiệu Hành nhìn về phía Phó Minh Hy, Phó ca, anh chính là ảnh đế đang ăn khách của tinh thần giải trí. Diệp Oản Oản này có một đống vết đen lớn, trước còn ôm lấy vốn của chư thần thời đại chạy trốn. Thứ người như vậy, làm sao có thể làm người đại diện của anh được? Trợ lý của Thiệu Hành vừa dứt lời, Phó Minh Hy lạnh nhạt lườm ả ta một cái, cô là cái thá gì, tôi đang nói chuyện với Diệp ca, cũng có chỗ cho cô chõ mõm vào. Phó Minh Hy nói xong, lần nữa nhìn về phía Thiệu Hành, tôi thật sự rất thất vọng về cậu. Đây là sự kiện như thế nào? Ngay cả con chó của mình cũng không biết cột lại, để cho nó đi khắp nơi cắn người vậy hả? Phó Minh Hy dứt tiếng, sắc mặt Thiệu Hành càng thêm âm trầm mấy phần. Tiểu trợ lý thì lại cắn răng, nhưng người nam nhân kia là Phó Minh Hy, cô ta cũng không dám nói thêm gì cả. Dám xỉa sói Thiệu Hành như thế, trong số những người ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Phó Minh Hy mà thôi. Ha, lúc này, Thiệu Hành nhìn về phía Phó Minh Hy, cười khẽ một tiếng, Phó ca. Không cần phải bởi vì một con đàn bà, mà tổn thương hòa khí giữa huynh đệ chúng ta. Anh nói xem có đúng không? Đúng cái đầu mày, Phó Minh Hy nói. Thấy vậy, sắc mặt người đại diện của Phó Minh Hy hoàn toàn trắng bệch. Xong rồi, lần này xong rồi, hình tượng của Phó Minh Hy, quả thật là muốn rạn nứt hoàn toàn rồi. Phó Minh Hy, ngươi đừng có thấy được cho thể diện mà không cần. Ta nể mặt ngươi, gọi ngươi bằng anh, kêu ngươi một tiếng Phó ca. Nếu ta không nể mặt ngươi, ngươi ở trước mặt ta, ngay cả một con chó cũng không bằng. Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, trong mắt lóe lên một mảnh hàn mang. Nghe Thiệu Hành chửi, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Đây cũng thật không phải là Thiệu Hành nói mạnh miệng. Tinh thần giải trí tổng cộng có 3 chi nhánh lớn tại Hoa Quốc. Mà ông ngoại Thiệu Hành, chính là người phụ trách một trong số 3 chi nhánh của tinh thần giải trí. Mà Phó Minh Hy, tuy là nghệ sĩ đang ăn khách của tinh thần giải trí. Nhưng ở trong mắt người ngoài, dường như cũng không có bối cảnh gì đặc biệt. Toàn bộ công ty tinh thần, cũng chỉ có người phụ trách chi nhánh chỗ Minh Hy làm Chu Thao, biết được, Phó Minh Hy chính là cháu trai ruột của đại boss công ty tinh thần. Người con miệng nó.
Nghe Thiệu Hành chửi mình không bằng một con chó, Phó Minh Hy trợn mắt lườm một cái, làm ra vẻ như liền muốn lao lên đánh hắn. Thấy vậy, người đại diện của Phó Minh Hy bị hù dọa tới, hoa dung thất sắc, lập tức tiến lên ngăn cản Phó Minh Hy, đừng, đừng quậy mà. Hình tượng, giữ lại hình tượng của cậu ở trong lòng ngàn vạn thiếu nữ dùm đi mà, chàng trai. Việc Phó Minh Hy định đi lên đập Thiệu Hành, cũng không phải là chuyện đùa đâu. Chương 1787, tiểu lão đệ, ngươi không được. Phó Minh Hy hít sâu một hơi, đè nén lại nỗi kích động muốn đi lên hung hăng đập cho Thiệu Hành một trận. Thấy vậy, Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy và Diệp Oản Oản, cười lạnh một tiếng. Nơi này, là sân nhà của hắn, ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn. Phó Minh Hy cũng không ngoại lệ. Bỗng nhiên, cách đó không xa, nơi cửa sổ, truyền tới từng tiếng gõ cốc cốc cốc. Giờ phút này, Bắc Đầu và Thất Tinh đang lấp ló ngoài cửa sổ. Bắc Đầu dùng một vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, ta nói này tiểu lão đệ, người thế này là không được rồi. Ngươi tự nhìn lại mình một chút đi, cái loại bị người khác đạp lên đầu lên cổ mà vẫn có đầu rụt cổ đầy kinh sợ như ngươi, còn muốn sánh vai cùng Phong. À, cùng Diệp ca sao? Ngươi nhanh về nhà tìm ông nội, tắm một cái rồi đắp mền ngủ luôn đi. Nghe Bắc Đầu giễu cợt, Phó Minh Hy nhất thời nổi nóng, trợn mắt nhìn Bắc Đầu, ngươi nói cái gì? Ta kinh sợ. Đúng vậy, ngươi không kinh sợ sao? Bắc Đầu bĩu môi, cái thứ công tử bột sợ trước sợ sau, ai ra? Nhị trưởng lão nếu như biết được có một đứa cháu nội hèn nhát như vậy, đoán chừng sẽ tức giận tung một cước đá bay ván quan tài, sống lại. Bắc Đầu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản và Thất Tinh đều sững sờ. Nhị trưởng lão đá bay ván quan tài. Thất Tinh nhìn về phía Bắc Đầu, nhị trưởng lão còn chưa có chết đâu. Ông nội ngươi mới là người chết, Phó Minh Hy cả giận nói. Nghe tiếng, Bắc Đầu vuốt cằm gật gù, đúng vậy, ông nội ta chết sớm, làm sao ngươi biết? Bắc Đầu, ta thấy ngươi mới là kẻ hèn đấy, ngươi đừng có nói nhảm. Phó Minh Hy không nhịn được nói. Cắt, ai hèn nhát biết liền, cái gã Thiệu Hành đó, chửi ngươi còn không bằng một con chó. Ngươi lại có thể không đánh hắn, hắn dám chửi ta như vậy, lão tử liền một cước đá bể đầu của hắn. Loại hèn nhát như ngươi, còn không bằng tiểu lão đệ Cung Húc đây. Ta không bằng hắn. Thần sắc Phó Minh Hy đầy khoa trương chỉ vào Cung Húc. Ngươi thật sự không bằng tiểu lão đệ Cung Húc mà. Tiểu lão đệ Cung Húc mặc dù không có bản lãnh gì, nhưng ít nhất hắn cũng giống như một con chó hoang được cắt bỏ dây cương đó nha. Bắc Đầu nói. Cung Húc mặt đầy mộng bức nhìn lấy Bắc Đầu, đa. Đa tạ. Sao biết sao? Bị Bắc Đầu sỉ nhục một trận như vậy, Phó Minh Hy chưa bao giờ ăn nói thô tục, trong nháy mắt văng tục chửi thề. Ngươi cút ngay cho ta. Lúc này, Phó Minh Hy tung một cước đá văng người đại diện của mình sang một bên. Chợt, ở trước con mắt của mọi người, tiếp tục lao tới gã Thiệu Hành còn đang chưa tỉnh hồn lại. Phó Minh Hy, đầu óc ngươi có vấn đề. Thiệu Hành nhìn chằm chằm Phó Minh Hy, lạnh giọng hét lớn. Có vấn đề cái con mẹ mày. Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phó Minh Hy trở tay tung một bạt tai, hung hăng vả thẳng vào mặt Thiệu Hành, tên của lão tử, ngươi cũng có thể gọi à. Phó Minh Hy nói xong, lần nữa trở tay tiếp tục quất hai cái vào mõm chó của Thiệu Hành. Ai già, Phó Minh Hy tiểu lão đệ, người thế này cũng không được. Lực đạo quá kém, nhị trưởng lão không cho ngươi ăn cơm sao? Ngươi còn không bằng Cung Húc tiểu lão đệ đây. Bắc Đầu nhìn về phía Phó Minh Hy, thở dài. Cung Húc. Thấy Bắc Đầu không ngừng giễu cợt, Phó Minh Hy trong nháy mắt lâm vào mù quáng. Hắn lúc nào từng mất mặt như vậy, lại còn là ở trước mặt của minh chủ Bạch Phong. Chỉ thấy, Phó Minh Hy tung một cước đá vào trên bả vai của Thiệu Hành. Chợt. Phi thẳng lên cưỡi lên trên người gã ta, Thiệu Hành liều chết phản kháng, ai người đánh nhau loạn xà ngầu thành một đống hỗn độn. Bảo vệ đâu, nhanh đến giúp đỡ. Tiểu trợ lý thấy vậy, lập tức tiến lên, hung hăng đẩy Phó Minh Hy. Tiểu lão đệ, người thế này cũng quá kém rồi. Bị nữ nhân này chà đạp mặt mũi, người cũng không đánh cô ta. Bắc Đầu nói xong, nhìn về phía Cung Húc ở bên cạnh, Cung Húc lão đệ, đây nếu là cậu có đánh ả ta hay không? Nghe tiếng, Cung Húc hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ nào, cơ hồ là theo bản năng gật đầu một cái, bật thốt lên, đánh chứ. Nghe câu này, Phó Minh Hy lập tức xoay người lại, tung một bạt tai tát văng ả tiểu trợ lý đang níu kéo xô đẩy mình, văng ra bên ngoài mấy thước. Chương 1788, đá vào đầu của hắn. Ngươi còn miệng nó câm miệng cho ta. Lăng Thiếu Chiết nhìn về phía Bắc Đầu ngoài cửa sổ, nghiêm nghị quát lên.
hai tên này là từ nơi nào chui vào, lại có thể ở ngoài cửa sổ xúi dục Phó Minh Hy động thủ với Thiệu Hành. Lão Thất, cháu trai này chửi cậu. Bắt đầu nhìn về phía Thất Tinh bên cạnh. Thất Tinh liếc mắt nhìn Bắt Đầu một cái, chửi cậu đấy. Nghe Thất Tinh nói vậy, Bắt Đầu nhất thời giận dữ, đứng cách cửa sổ chỉ Lăng Thiếu Chiết, chó chết, người đi ra đây cho lão tử. Lão tử hôm nay không đánh cho ngươi phọt CT ra, ta cũng không phải là ông nội ngươi. Còn không đợi Lăng Thiếu Chiết mở miệng, ánh mắt Bắt Đầu rơi vào trên người Cung Húc cách đó không xa, lão đệ, giúp ca đánh chết hắn. Hả, Cung Húc hơi sững sờ, muốn mình đánh Lăng Thiếu Chiết. Tuy nói, mình đích xác cũng muốn như vậy, nhưng tại loại sự kiện như thế này, dường như có chút. Không quá thích hợp thì phải. Cung Húc tiểu lão đệ, đánh cho hắn cho ca. Cậu nhìn cậu hèn kém thế này, uổng công ca đây mới vừa rồi vẫn còn khen cậu đấy. Sau này đừng có nói là nhận biết ca ca, ca đây không có loại đàn em kém cỏi như vậy. Thấy Cung Húc đứng tại chỗ, cũng không có bất kỳ động tác muốn tiến lên nào, Bắt Đầu chỉ chiết bằng một ngữ khí hận rèn sắt không thành thép. Bắc ca, đừng mà, tôi giúp anh đánh hắn. Cung Húc lập tức tỉnh táo lại tinh thần, tung một đấm hung hăng đánh vào mặt Lăng Thiếu Chiết, lạnh giọng quát lên, khốn khiếp, ngay cả bác ca của ta cũng dám mắng, lão tử đánh chết ngươi. Tuy nói, ở trong mắt Bắt Đầu, cái gì mà Cung Húc, cái gì mà Lăng Thiếu Chiết, đều là loại có sức chiến đấu cặn bã trong cặn bã. Nhưng vô luận theo phương diện nào, Cung Húc cũng phải mạnh mẽ hơn Lăng Thiếu Chiết một chút. Cung Húc cơ hồ mỗi tuần đều luyện tập đều đặn, đánh với loại như Lăng Thiếu Chiết, cũng không hao tổn bao nhiêu khí lực. Đúng rồi, tiểu lão đệ Cung Húc, đánh hắn, đá đầu của hắn. Ai ra, đòn đá này của cậu chưa đủ dẻo, nhảy lên mà đá vào đầu hắn. Bắt Đầu hò hét ở cạnh cửa sổ, một đôi mắt vẫn luôn chăm chú theo dõi Cung Húc, la lớn. Cung Húc, Bắc ca, đệ không trâu như huynh đâu, đệ nhảy không tới, đệ chỉ có thể dùng quả đấm nện đầu hắn. Cung Húc nói xong, tung một quyền đập vào trên đầu của Lăng Thiếu Chiết. Vào giờ phút này, tiệc sinh nhật của Thiệu Hành đã hoàn toàn trở thành một đám hỗn loạn. Mấy tên nghệ sĩ có quan hệ không tệ với Thiệu Hành, rối rít tiến lên trợ giúp gã ta. Nhưng làm sao có thể là đối thủ của Phó Minh Hy, bị Phó Minh Hy tung từng đòn một đánh cho cả đám nằm bẹp dí dưới đất. Thực lực của Phó Minh Hy, cho dù là không bằng đám người Bắt Đầu, nhưng dù sao cũng là cháu trai ruột của nhị trưởng lão Không Sợ Minh, người bình thường làm sao có thể đánh với Phó Minh Hy một trận. Mồ hôi lạnh trên trán người đại diện của Phó Minh Hy thấm ra. Lần này là toàn bộ xong rồi, hình tượng của Phó Minh Hy đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Bất quá cũng còn may là hắn từ chỗ đám người Bắt Đầu nghe loáng thoáng được một chút, đoán được thân phận của Phó Minh Hy, nếu không, sợ rằng hiện tại hắn cũng đã đứng về phe của Thiệu Hành rồi. Phó Minh Hy cực kỳ kiên cường, sau khi đi tới tinh thần giải trí, Bắt Đầu từ vị trí nghệ sĩ học viên mà Bắt Đầu, chưa bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai về thân phận của mình, cho dù là người đại diện như hắn. Phó Minh Hy cho tới bây giờ vẫn chưa nói với hắn một chút gì cả. Cũng may là hắn thông minh, đoán được thân phận chân chính của Phó Minh Hy khi lái xe chở mấy người kia tới đây. Vì vậy trận đánh nhau này, hắn mới hơi an tâm hơn một chút. Phó Minh Hy, trời má, ngươi con mẹ nó lại dám đánh ta. Ngươi xong rồi, ta sẽ để cho tinh thần phong sát ngươi, ta muốn ngươi chết. Giờ phút này, Thiệu Hành bị đánh sưng mặt sưng mày, hung tợn, đe dọa, Phó Minh Hy. Xảy ra tai vạ lớn như vậy, mọi người đã sớm tự giác tắt livestream, hoảng sợ thối lui về phía sau, rất sợ bị tai bay vạ gió. Vô luận là Thiệu Hành hay là Phó Minh Hy, bất kỳ người nào bọn họ cũng đều không trêu chọc nổi. Đám người Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần Thần sắc quái dị. Cái gã Phó Minh Hy kia, lại có thể sẽ vì Diệp ca, đi đánh Thiệu Hành. Dĩ nhiên, thật ra thì, chuyện Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành, nguyên nhân chủ yếu có lẽ cũng không phải là vì Diệp ca, mà hẳn là vì cái gã Bắt Đầu nọ. Chương 1789, lấy thân phận boss của tinh thần mà tham dự. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy Phó Minh Hy như vậy. Chắc là vừa ý Diệp Bạch rồi. Ha ha, không nghĩ tới, Diệp Bạch còn có chiêu này, quả thật là dùng tốt. Ở trong mắt mọi người, Phó Minh Hy như thế, nhất định là vì có một chân cùng với Diệp Oản Oản. Mà bây giờ Diệp Oản Oản không chút kiêng kỵ gì quay trở về, xuất hiện ở trước mặt công chúng. Hẳn cũng vì có chỗ ỷ lại. Thì ra là ôm được bắp đùi của gã Phó Minh Hy này. Tiệc sinh nhật kết thúc sớm, đám người Phó Minh Hy bị công an dẫn đi. Lúc trạng vạng tối, Diệp Oản Oản để cho Chu Tổng ra mặt, bảo lãnh Phó Minh Hy ra ngoài,
hơn nữa còn tránh được hết thảy đám phóng viên và truyền thông chờ trực sẵn ở phụ cận. Chu ca, ngại ngùng, Phó Minh Hy nhìn về phía Chu Tổng, mở miệng nói. Nghe tiếng, Chu Tổng khoát tay một cái, chuyện này có gì mà ngại ngùng. Cái gã Thiệu Hành kia đúng là đồ không có mắt, Phó Thiếu cậu dù có đánh cho gã Thiệu Hành đó thành tàn phế đều được. Thiệu Hành và tên ông ngoại đó của hắn, sợ là không muốn tiếp tục lăn lộn tại tinh thần rồi. Đùa hay sao, Phó Minh Hy chính là cháu trai ruột của boss lớn. Nếu như Thiệu Hành và gã ông ngoại đó của hắn biết được thân phận của Phó Minh Hy, e là sẽ sợ đến mức quỳ lạy xin lỗi. Diệp Tổng, ngày mai sẽ là chu niên khánh sao của tinh thần, hy vọng ngài có thể đến dự. Sao tiệc tròn năm, sinh nhật công ty. Chỉ chốc lát sau, Chu Tổng nhìn về phía Diệp Oản Oản, nở một nụ cười lấy lòng. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái. Thấy Diệp Oản Oản đáp ứng, Chu Tổng mặt đầy hưng phấn. Vị trước mặt này, chính là boss của boss lớn. Có thể mời được nàng ló mặt tại chu niên khánh của tinh thần, mình chính là đã lập được công lớn. Đúng rồi, Hoàng Thiên Giải Trí và tinh thần có phải là có hợp tác hay không? Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Tổng. Diệp Tổng, đúng là có hợp tác. Ngài biết đấy, loại như Hoàng Thiên này, hàng năm cũng phải tiến cống một số lượng lớn cho tinh thần giải trí chúng ta. Một số hạng mục quốc tế không có giá trị quá cao, chúng ta cũng sẽ xem xét ném cho Hoàng Thiên Giải Trí. Hơn nữa, chúng ta nắm giữ không ít cổ phần của Hoàng Thiên Giải Trí, được liệt vào phía đầu tư cho Hoàng Thiên Giải Trí. Chu Tổng mở miệng giải thích. Lần này chu niên khánh của tinh thần, đúng lúc được cử hành tại Hoa Quốc. Đến lúc đó, Diệp Y Y, Cố Việt Trạch, còn có Diêu Giai Văn và cả một số bá chủ giới giải trí khác, đều sẽ mặc trang phục lộng lẫy tham dự. Đối với điểm này, trong lòng Diệp Oản Oản đương nhiên cũng hiểu rõ. Bây giờ, có tầng quan hệ với tinh thần giải trí này, rất nhiều chuyện cũng được thuận lợi giải quyết. Chu niên khánh của tinh thần giải trí ngày mai, Diệp Oản Oản sẽ lấy thân phận boss lớn của công ty tinh thần để tham dự. Trừ nghệ sĩ hàng đầu giới giải trí Hoa Quốc gia, cũng sẽ có rất nhiều nghệ sĩ quốc tế nước khác. Sự kiện này càng lớn, mới càng có ý tứ. Hoa Quốc, tại một chi nhánh khác của tinh thần giải trí. Một ông lão, nhìn Thiệu Hành bị đánh sưng mặt sưng mũi, sắc mặt âm trầm không thôi. Ông ngoại, cái tên chó chết Phó Minh Hy đó, nhất định phải phế hắn. Thiệu Hành hung tợn gằn giọng. Hừ, lão già hừ lạnh một tiếng, ngày mai sẽ là chu niên khánh của tinh thần giải trí. Đến lúc đó, ta sẽ ngay trước mặt mọi người phong sát Phó Minh Hy. Còn nữa, ngày mai sẽ có thật nhiều nghệ sĩ quốc tế dưới cờ tinh thần giải trí, bao gồm cả Diệp Y Y của Hoàng Thiên, cùng với vị hôn phu của cô ấy, Tổng Giám Đốc Tập đoàn Cố Thị Cố Việt Trạch đều sẽ ra mặt, đừng làm ta xấu hổ mất mặt. Ông ngoại, con biết rồi. Đúng rồi, còn có con ả Diệp Bạch đó. Thiệu Hành cắn răng nghiến lợi. Yên tâm, ta đã để cho người đem tin tức truyền ra ngoài, nói rằng tên Diệp Bạch đó cấu kết với Phó Minh Hy. Ta sẽ khiến cho bọn chúng thân bại danh liệt, chết không được tử tế. Trong mắt của lão ta, thoáng qua một tia hàn quang kinh người. Một tên Diệp Bạch hết thời, lại có thể đạp lên trên đầu cháu ngoại hắn, đạp lên trên đầu tinh thần giải trí, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Chương 1790, Chu Niên Khánh bắt đầu. Sau tiệc sinh nhật hôm qua của Thiệu Hành, dư luận ngoại giới đã ùn ùn kéo đến. Fan của Phó Minh Hy và Thiệu Hành đã sớm chửi nhau thành một đoàn. Bất quá cũng còn may, tại thời điểm Thiệu Hành và Phó Minh Hy đánh nhau kịch liệt, livestream cũng đã được tắt, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Nhưng cho dù là vậy, fan của Thiệu Hành và Phó Minh Hy lại đem cái mũ tai tiếng người khởi xướng, ụp lên trên đầu của Diệp Oản Oản. Một diễn đàn online nổi danh nào đó của Hoa Quốc. Hy vọng ngày mai, cãi đi cãi lại, thật ra thì Thiệu Hành và Minh Hy nhà chúng tôi phát sinh mâu thuẫn, tất cả đều tại cái con ả Diệp Bạch không biết xấu hổ đó. Thiệu Hành bảo vệ bên em, tôi thấy thật là kỳ quái, con ả Diệp Bạch đó đoạn thời gian trước không phải nói đã chạy trốn rồi sao, tại sao lại quay lại rồi, còn cấu kết với Phó Minh Hy. À, tôi thấy loại đàn bà mà Phó Minh Hy thưởng thức cũng chả có gì đặc biệt, đúng là loại mắt chó đuôi mù. Thiên thần và ác quỷ, trước không phải nói Diệp Bạch lấy sạch vốn của chư thần thời đại và bỏ đi sao? Hiện tại xuất hiện, tại sao không ai báo cảnh sát tóm cô ta? Để cho loại nữ nhân này tới tiệc sinh nhật của Thiệu Hành quấy rối. Lúc trước quan hệ giữa Thiệu Hành và Phó Minh Hy cũng khá tốt, thân như huynh đệ. Cũng bởi vì con hàng phế phẩm như vậy, mà nát bét cả. Thiệu Hành bảo vệ bên em, loại nữ tiện nhân này, trong mắt chỉ có tiền,
còn không phải là vừa ý danh tiếng của Phó Minh Hy rồi sao? À, phỏng chừng còn muốn câu dẫn Thiệu Hành nhà tôi. Nếu không, Thiệu Hành và Phó Minh Hy làm sao lại làm ầm ĩ lên? Còn nữa, ả nữ nhân hạ tiện này trôm sạch vốn của chư thần thời đại là sự thật, nhưng phỏng chừng không có chứng cứ gì để truy tố nó. Nói chung loại nữ nhân này, chính là loại sinh vật tầng thấp nhất trong chuỗi thức ăn, là cặn bã của cặn bã đối với xã hội, chỉ thích không làm mà hưởng. Nếu không phải là nhờ vào gương mặt đó của ả ta, phỏng chừng giờ này cơm còn chẳng có mà ăn. Tiểu Hi Hi, đợi một hồi Chu Niên Khánh của tinh thần sẽ bắt đầu rồi, sẽ có phát sóng trực tiếp. Tôi nghe nói, Minh Hi lại có thể dẫn theo nữ nhân này đến dự. Đợi đó mà xem trò hay đi mọi người. Phòng làm việc của tinh thần giải trí, Chu Thao nhìn vô vàn lời chửi rủa trên các diễn đàn, mặt treo một nụ cười lạnh. Đám xem náo nhiệt này không ngại làm lớn chuyện, nói Diệp Bạch ôm bắp đùi của Phó Minh Hi. Nói khó nghe một chút, đó là Phó Minh Hi ôm bắp đùi của Diệp Bạch mới đúng. Phó Minh Hy là cháu trai ruột của lão bản công ty tinh thần, chuyện này không sai. Nhưng mà cái vị Diệp Bạch kia là người nào? Chính là boss của đại lão bản công ty tinh thần đang che giấu thân phận đấy. Này, các cậu nói xem đám cư dân mạng này rốt cuộc nghĩ như thế nào, chuyện gì cũng chưa biết chưa hiểu, đã bắt đầu gõ bàn phím chửi rủa người khác. Người đại diện của Phó Minh Hy nhìn về phía đám người bắt đầu cách đó không xa hỏi. Chuyện này không phải là bình thường sao? Bắt đầu cắn trái táo trong tay một cái, ngạc nhiên làm gì? Lúc trước tôi, leo tường, lên mạng, thường xuyên có người chửi nữ thần của tôi cũng đã quen rồi. Tôi phải đi xem một chút Minh Hy đã chuẩn bị xong chưa? Người đại diện của Phó Minh Hy khép máy tính lại, đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Vào giờ phút này, ở trong sân của tinh thần Chu Niên Khánh Điển, phóng viên truyền thông nhiều không đếm xuể đã có mặt, đang phân tán ở bốn phía. Thấy người đại diện của Phó Minh Hy ra mặt, bọn họ trong nháy mắt liền vây lại. Xin hỏi Phó Minh Hy ở đâu? Ngày hôm qua tại buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, có người truyền ra, Phó Minh Hy bởi vì Diệp Bạch mà đánh Thiệu Hành, đây là sự thật sao? Trước đó nghe đồn quan hệ giữa Phó Minh Hy và Thiệu Hành vốn không tệ. Xin hỏi Phó Minh Hy tại sao phải đánh Thiệu Hành? Thật là bởi vì mâu thuẫn do nữ nhân sao? Người đại diện của Phó Minh Hy đảo mắt nhìn qua đám phóng viên đang vây quanh mình. Mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, muốn đánh thì đánh. Thế nào, không được sao? Người đại diện của Phó Minh Hy vừa dứt tiếng, truyền thông bốn phía trố mắt nhìn nhau, thậm chí có chút khó tin. Chương 1791, trang phục lộng lẫy tham dự. Người đại diện của Phó Minh Hy lại có thể nói ra những lời kiểu, muốn đánh thì đánh, như vậy. Mấy người các người nói xem, có phải là ở không cả ngày, rảnh háng đến mức đau trứng rồi hay không? Người đại diện của Phó Minh Hy mặt không đổi sắc mà nói các người chưa bao giờ đánh nhau. Chưa bao giờ cãi nhau. Nói xong, bỏ lại cánh truyền thông bốn phía ở đó, biết mất tung mất ảnh như một làn khói. Diệp Y Y đến rồi. Trong lúc này, Diệp Y Y mặc một thân trang phục lộng lẫy, xuất hiện trong tầm mắt của quần chúng. Làm bạn ở bên cạnh Diệp Y Y là một vị nam nhân mặc lễ phục màu bạc. Trên mặt hắn ta treo một nụ cười thản nhiên. Từ đầu đến cuối không rời khỏi Diệp Y Y. Tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị, vị hôn phu của Diệp Y Y Cố Việt Trạch cũng tới rồi. Trừ bọn họ ra, còn có một ông lão cũng đang được nhân viên vây quanh đi vào trong hội trường. Thậm chí ngay cả lão gia tử Diệp Hồng Duy cũng tới rồi. Nhìn thấy Diệp Hồng Duy, không ít truyền thông thần sắc kinh ngạc. Diệp Hồng Duy là thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Diệp Thị, bởi vì cao tuổi, cho nên đã rất nhiều năm chưa từng xuất đầu lộ diện. Cánh truyền thông có thể thấy được, sức ảnh hưởng của tinh thần giải trí quả thực là đã đạt tới cấp độ nghịch thiên. Thậm chí cả loại người đã sớm lui về phía sau cánh gà như lão gia tử Diệp Hồng Duy cũng phải đích thân đi chúc mừng. Diệp tiểu thư, Cố tiên sinh. Rất nhanh, đông đảo phóng viên ào ạt như một dòng sông nhỏ chạy đến bên cạnh Diệp Y Y và Cố Việt Trạch. Chào mọi người. Diệp Y Y nở một nụ cười, mở lời chào hỏi với đám phóng viên. Diệp tiểu thư. Nghe nói Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đã đạt được hiệp nghị chiến lược thành công. Tinh Thần Giải Trí sẽ xuất nhiều tiền để giúp Hoàng Thiên đào tạo các nghệ sĩ quốc tế, chuyện này là thật sao? Nghe tiếng, Cố Việt Trạch tiến lên, nhẹ nhàng đáp lời, vâng, chúng tôi đã có hợp tác với Tinh Thần Giải Trí, mà Tinh Thần Giải Trí cũng sắp trở thành phía đầu tư của Hoàng Thiên Giải Trí. Có Tinh Thần Giải Trí ủng hộ, Hoàng Thiên Giải Trí sẽ có thể vượt ra khỏi biên giới Hoa Quốc. Nối đường ray quốc tế, chắc chắn một bước lên trời. Sau đó, tại Hoa Quốc,
Hoàng Thiên Giải Trí sẽ ổn định được vị trí hàng đầu của mình, không cách nào dao động nổi. Diệp Hồng Duy bây giờ cũng là tinh thần tỏa sáng, vạn phần hài lòng đối với Diệp Y Y và Cố Việt Trạch. Đúng rồi, Diệp Tiểu Thư có biết chuyện tiệc sinh nhật ngày hôm qua của Thiệu Hành hay không? Một vị phóng viên trong đám nhìn về phía đám người Diệp Y Y. Phóng viên vừa hỏi xong, sắc mặt Diệp Hồng Duy nhất thời biến đổi, mặt đầy vẻ không vui. À, chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên là có nghe qua một chút. Diệp Y Y vuốt cằm trả lời. Mọi người đều biết, Diệp Bạch cũng là một phần tử của Diệp gia. Trước đó Diệp Bạch lấy sạch vốn của chư thần thời đại rời đi, nhưng lần này cô ta lại trở về nước, vì sao lại không thanh toán món nợ này? Cũng không thấy ngành công an tham gia điều tra, chẳng lẽ là Diệp gia giúp Diệp Bạch xử lý giúp một khoản tiền này sao? Đúng thế, Diệp Y Y hết sức rộng rãi gật đầu thừa nhận, bất kể như thế nào, Diệp Bạch cũng là một phần tử của Diệp gia. Cha và anh của Diệp Bạch đã bị bắt, chúng tôi cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Bạch nối gót. Hy vọng mọi người cũng không cần tiếp tục truy cứu chuyện này, Hoàng Thiên Giải Trí chúng tôi đã xử lý xong. Diệp Tiểu Thư thật là lòng dạ rộng lượng, nhưng là Diệp Bạch tựa hồ có chút không mấy cảm kích. Ngày hôm qua tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Phó Minh Hy đã phá bỏ hình tượng ngày xưa, thậm chí bởi vì Diệp Bạch mà cãi vã với Thiệu Hành. Sau đó lại có tin tức tuồn ra, Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành, mà kẻ cầm đầu chính là Diệp Bạch. Hiện tại fan hai nhà, ngoại trừ nhục mạ Diệp Bạch ở trên mạng ra, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Giải Trí và Diệp gia đều bị lôi ra chửi hùa, không biết Diệp lão gia tử có muốn nói gì không. Một vị phóng viên đi tới bên cạnh Diệp Hồng Duy, nhìn về phía Diệp Hồng Duy hỏi. Chương 1792, áp lực dư luận. Lúc này, Diệp Hồng Duy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm, mở miệng nói, tôi cho tới bây giờ cũng không có một đứa cháu gái như vậy. Trong mắt nó chỉ có tiền và tiền, chỉ cần có tiền, nó có thể làm bất cứ loại chuyện gì. Loại nhiệt xúc này, không đề cập tới cũng được. Sau khi việc Diệp Oản Oản lấy sạch tài sản của chư thần thời đại trốn đi bị lộ ra, ngay cả Diệp gia cũng đều bị bôi đen. Diệp Hồng Duy hận không thể tự tay bóp chết Diệp Oản Oản. Cũng còn may là Diệp Y Y lấy ra một phần vốn, bổ sung vào cho lỗ thủng của chư thần thời đại. Ngày hôm qua lại rộ lên tin tức, Diệp Oản Oản gian díu với Phó Minh Hy, xúi dục Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành. Loại xúc sinh này, làm sao có thể sẽ là cháu gái của Diệp Hồng Duy hắn? Nguyên bản còn ôm một chút hy vọng đối với cô ta, nhưng không nghĩ tới, vẫn là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một bên, Cố Việt Trạch cười lạnh không thôi, tự thấy vui mừng trong lòng. Cũng còn may là chính mình năm đó không lựa chọn Diệp Oản Oản, đây chính là lựa chọn sáng suốt nhất đời này của hắn đấy. Còn không đợi cánh truyền thông tiếp tục đặt câu hỏi, cách đó không xa, Phó Minh Hy và người đại diện cũng đang đi hướng về khu khách quý. Nhìn thấy Phó Minh Hy, phóng viên lập tức vây quanh bọn họ. Phó Minh Hy, anh và Diệp Bạch có quan hệ như thế nào? Nghe nói ngày hôm qua anh đánh Thiệu Hành, xin hỏi là vì nguyên nhân gì? Hiện ở trên mạng, đều nói là Diệp Bạch xúi dục gây chuyện. Diệp Oản Oản trước đó cuỗm sạch vốn của chư thần giải trí bỏ đi, hiển nhiên là một người có vấn đề về kinh tế. Phó ảnh đế chẳng lẽ không biết sao? Nghe bọn họ năm mồm bảy miệng đặt câu hỏi, Phó Minh Hy mặt không cảm xúc, không thể trả lời. Phong, Diệp ca, chúng ta đi. Lúc này, Phó Minh Hy xoay người nhìn về phía Diệp Oản Oản ở sau lưng đang được Bắc Đẩu và Thất Tinh hộ tống, mở miệng cười nói. Diệp Bạch, nhìn thấy Diệp Oản Oản, cánh truyền thông và phóng viên trong nháy mắt sôi trào. Cố Việt Trạch thần sắc khinh miệt liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái, chợt khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh đầy khinh thường. Diệp Bạch, cô đã lấy sạch vốn của chư thần thời đại đi nơi nào? Đây là hành vi phạm tội cô có biết không? Có cư dân mạng nói, tội danh của cha và anh trai cô sắp bị tuyên án, mà cô lần này trở về nước chưa bao giờ đi thăm cha và anh trai mình, lại gian díu với Phó Minh Hy, đại náo ở tại tiệc sinh nhật của Thiệu Hành. Đều cút xéo, túm tụng lại như vậy không thấy nóng sao. Bắc Đẩu không nhìn được xua xua tay, đẩy một đám phóng viên và truyền thông ra. Diệp Oản Oản nhìn về phía mọi người, mỉm cười trả lời, thật xin lỗi, không thể trả lời. Diệp Bạch, lần này là chu niên khánh của tinh thần giải trí, cô lấy thân phận gì đi tới nơi này? Danh sách khách mời của tinh thần chu niên khánh đã sớm được công bố, dường như cũng không có cô. Xin hỏi cô là đu bám vào Phó Minh Hy để tới sao? Là vì muốn tới xem cho biết, hay là bởi vì nguyên nhân nào khác? Giờ phút này, Diệp Hồng Duy nhìn Diệp Oản Oản cách đó không xa, giận tới mức cả người phát run, mất mặt, đáng xấu hổ, tiểu xúc sinh,
Rất nhanh, ở dưới sự bảo vệ mạnh mẽ của Bắc Đẩu và Thất Tinh, Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy đi tới khu khách quý. Tinh thần giải trí Chu Niên Khánh Điển, toàn bộ quá trình đều đang được phát sóng trực tiếp. Bây giờ, các diễn đàn lớn đã sớm sôi sùng sục, nhất là sau đoạn phỏng vấn này của đám phóng viên. Thậm chí không ít cư dân mạng đã kêu gọi 500 anh em chờ ở phụ cận, đợi sau khi kết thúc sẽ chặn đường Diệp Bạch. Tiếng chửi rủa trên mạng đã sớm ùn ùn kéo đến, khó lòng mà ngửi nổi. Các nghệ sĩ ở khu khách quý, trừ các nghệ sĩ quốc tế của Tinh Thần Giải Trí ra, còn có người của Hoàng Thiên Giải Trí, thậm chí còn là nghệ sĩ Chư Thần Thời Đại. Lạc Thần, Cung Húc, Giang Yên Nhiên và Hàn Thiên Vũ ngồi ở vị trí gần chót, không cách nào chen chúc tiến lên. Bọn họ nhìn về phía trước, thấy Diệp Oản Oản ngồi ở bên cạnh Phó Minh Hy, trong lòng vô cùng lo âu. Bọn họ không cách nào hiểu được, ở giờ phút quan trọng này, Diệp Oản Oản tại sao còn phải tham dự loại hoạt động này. Đây không phải là tự đẩy mình ra đầu sóng ngọn gió hay sao? Chương 1793, Tạ Chiết Chi. Không bao lâu, Thiệu Hành cũng đã vào sân, ngồi ở bên trái Phó Minh Hy, nhìn về phía Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy, cười lạnh. Hôm nay, hắn liền muốn nhìn một chút, hai người này chết như thế nào. Hello tương đương, xin chào. Trong lúc nói chuyện, Tạ Chiết Chi mặc một thân Âu phục màu đỏ, chậm rãi đi lên sân khấu chính. Con bà nó, tôi không bị hoa mắt đấy chứ. Tạ Chiết Chi, bảo sao trong danh sách mời làm sao lại không thấy Tạ Chiết Chi, thì ra là làm MC của Chu Niên Khánh Điển của Tinh Thần Giải Trí. Tạ Chiết Chi đã lâu không ra mặt rồi đi, ôi đẹp trai quá, thần tượng của lòng em. Tạ Chiết Chi, nghệ sĩ đỉnh cấp của giới giải trí Hoa Quốc, người duy nhất vừa xuất đạo liền leo lên đến vị trí đỉnh cao, là một truyền kỳ vẫn luôn đứng ở vị trí đỉnh cao từ đó tới giờ, chưa bao giờ rơi xuống. Rất vinh hạnh được đảm nhiệm vị trí MC của Tinh Thần Giải Trí Khánh Điển lần này. Mọi người hẳn cũng không tính là cảm thấy quá xa lạ đối với tôi đi. Khóe miệng Tạ Chiết Chi hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đẹp trai đến mê người. Thấy vậy, không ít nghệ sĩ nam khẽ đưa tay lên chào, mà rất nhiều nữ nghệ sĩ thì lại kích động hoan hô. Tốt rồi, trước không lãng phí thời gian nữa, xin mời đại biểu của Hoàng Thiên Giải Trí lên tiếng. Tạ Chiết Chi cười nói. Dứt tiếng, Cố Việt Trạch và Diệp Y Y hai người, ở dưới sự chú ý của muôn người, đi lên sân khấu, tuyên bố việc Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đạt thành hiệp nghị chiến lược. Siêu Giai Văn ở phía dưới nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong mắt là ánh nhìn lạnh lẽo thấu xương. Hoàng Thiên Giải Trí và Tinh Thần Giải Trí đạt thành hiệp nghị chiến lược, từ nay về sau, con ả Diệp Bạch này, cũng sẽ không có bất kỳ khả năng đông sơn tái khởi nào. Toàn bộ giới giải trí, sẽ là giang sơn của bọn họ đấy. Diệp lão gia tử, chúc mừng, chúc mừng. Ha ha, Diệp lão thật là có phúc khí nha, có được cháu gái và cháu rể tốt như vậy. Một số vị tiền bối giới giải trí, hướng về Diệp Hồng Duy nói lời chúc mừng. Diệp Hồng Duy mặt đỏ lừ lừ, nhất nhất gật đầu. Chờ sau khi Diệp Y Y và Cố Việt Trạch xuống đài, Thiệu Hành ngay sau đó đi lên sân khấu. Hôm nay, đi tới sân khấu này, có một số việc không nhanh không chậm. Thiệu Hành nói. Thiệu Hành vừa dứt tiếng, toàn bộ hội trường trên dưới chợt trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều biết, chuyện trong miệng Thiệu Hành, hẳn là việc ở trong buổi tiệc sinh nhật ngày hôm qua. Ngày hôm qua, ở buổi tiệc sinh nhật của tôi, Phó Minh Hy đã mấy lần nhục mạ tôi, thậm chí còn đụng đến tôi. Còn có cái người gọi là Diệp Bạch đó, tôi cũng không mời cô ta lại xông vào tiệc sinh nhật của tôi, xúi giục Phó Minh Hy động thủ với tôi. Tôi muốn hỏi các vị một chút, chuyện này có tính chất như thế nào? Lúc này, ánh mắt của mọi người, đồng loạt rơi vào trên người của Diệp Oản Oản và Phó Minh Hy. Tại Chu Niên Khánh, Diêu Giai Văn bỗng nhiên đứng dậy, tỏ vẻ đầy chính nghĩa, nhân phẩm của Phó Ảnh Đế, mọi người chúng ta đều biết. Hiển nhiên đây là vấn đề của Diệp Bạch, trước đó Diệp Bạch lấy sạch tất cả tài sản của Chư Thần Giải Trí chúng tôi, chạy trốn ra nước ngoài. Thứ người như vậy, tôi không hiểu được tại sao hôm nay cô ta lại có thể ngồi được ở khu vực dành cho khách quý. Lúc này, không ít nghệ sĩ trong giới dùng một thần sắc cổ quái đánh giá Diệp Oản Oản. Tạ Chiết Chi nhìn về phía Diệp Oản Oản đang ngồi ở khu khách quý, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì cả. Trong lúc nói chuyện, một ông lão đi lên sân khấu. Lão giả này, chính là ông ngoại của Thiệu Hành, là người phụ trách một trong số các chi nhánh của Tinh Thần Giải Trí tại Hoa Quốc. Thật đáng tiếc, Tinh Thần Giải Trí chúng ta lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trước mắt,
Phó Minh Hy không tuân theo một số điều khoản được quy định rõ ràng bằng văn bản với tinh thần giải trí, gây tổn hại nghiêm trọng đối với danh dự của tinh thần giải trí. Ở tại đây, tôi tuyên bố, tinh thần giải trí sẽ giải trừ hợp đồng nghệ sĩ cùng với Phó Minh Hy. Lão già lạnh giọng lên tiếng. Chương 1794, xin mời boss của tinh thần lên sân khấu. Mà chương trình phát sóng trực tiếp phát đến đây, trên các diễn đàn giải trí lớn ở Hoa Quốc, sự nhục mạ và chỉ trích Diệp Oản Oản đã đạt đến đỉnh phong. Thậm chí có người còn tuyên bố muốn giết chết Diệp Oản Oản. Phần lớn fan của Phó Minh Hy, vì muốn phủi sạch sai lầm của cậu ta, cũng đem mũi dùi chĩa thẳng vào Diệp Oản Oản, hy vọng mọi người cho Phó Minh Hy một cơ hội. Phó Minh Hy dù sao cũng là bị Diệp Oản Oản đầu độc. Em yêu Minh Hy, con chó cái này, hại chết Minh Hy rồi. Thiệu Hành bảo vệ bên em, đúng là đáng đời, một con ả hám dầu, thật đúng là mơ tưởng bay lên đầu cành biến thành Phượng Hoàng. Cô ta tính là thứ gì, lại có thể xúi dục Phó Minh Hy đánh Thiệu Hành nhà tôi. Gấu chân ngắn, loại nữ nhân này đáng bị bầm thây vạn đoạn. Minh Hy cũng vậy, lại có thể bị loại nữ nhân này mê hoặc, còn dẫn theo cô ta đến dự chu niên khánh điển của tinh thần giải trí. Cô ta có tư cách ngồi ở chỗ đó sao? Tinh thần khánh điển, là chỗ mà cô ta có thể tham gia. Chu niên khánh điển, khu vực khách quý, Chu Tổng và Phó Minh Hy nhìn về phía Thiệu Hành cùng với ông ngoại của hắn giống như đang nhìn hai con heo ngu xuẩn. Một người phụ trách chi nhánh nho nhỏ, muốn phong sát cháu trai ruột của lão bản công ty tinh thần. Thật đúng là sống lâu mới thấy được nhiều chuyện hài hước. Người đại diện của Phó Minh Hy cạn lời lắc đầu. Chuyện này, thật đúng là đã bị làm lớn lên rồi. Giờ phút này, đám cao tầng của Hoàng Thiên Giải Trí, nhìn về phía Diệp Oản Oản cười lạnh. Cố Việt Trạch lạnh lùng nở nụ cười, một con đàn bà nhục nhã, bị mất mặt đến mức cả thế giới đều biết, quả thật là không dễ dàng gì. Diệp Hồng Duy hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Oản Oản, hai tay nắm thật chặt cây gậy của mình. Nếu như không phải ở trong sự kiện lớn như thế này, chỉ sợ Diệp Hồng Duy đã sớm nâng cây gậy lên đánh cho Diệp Oản Oản một trận rồi. Giờ phút này, Tạ Chiết Chi đứng ở trên sân khấu, nở một nụ cười hơi có chút xấu hổ, tiếp theo xin mời Chu Tổng và Lý Tổng của tinh thần giải trí lên sân khấu. Tạ Chiết Chi nói xong, Chu Tổng đứng dậy, cùng với một ông lão đầu tóc bạc trắng khác đi lên sân khấu. Lão già tóc trắng là người phụ trách một chi nhánh khác của tinh thần giải trí, có quan hệ không tệ với Chu Tổng. Mà Chu Tổng đã đem tất cả mọi chuyện báo cho ông ta biết. Lão già đầu tiên là nhìn về phía Diệp Oản Oản ở khu khách quý, ý cười đầy mặt, chợt nhìn về phía mọi người, thật ra thì tôi đã không còn gì để nói, chẳng qua là cảm thấy, Chu Niên Khánh Điển năm nay, là lần thú vị nhất tôi từng thấy, cũng là một lần Chu Niên Khánh vui vẻ nhất. Nghe tiếng. Rất nhiều phóng viên và cánh truyền thông thần sắc nghi ngờ, không hiểu lời vị Lý Tổng này nói có ý gì. Chu Tổng khẽ mỉm cười, tôi cũng không có cái gì muốn nói, bất quá. Tôi có một tin tức muốn tiết lộ cho mọi người biết. Hôm nay, boss lớn của công ty tinh thần chúng tôi cũng đang có mặt ở hội trường để tham dự sự kiện này. Chu Tổng vừa dứt tiếng, vô luận là ở hội trường Chu Niên Khánh Điển, hay là các diễn đàn lớn trên mạng của Hoa Quốc, trong nháy mắt sôi sùng sục. Boss lớn của công ty tinh thần. Không phải là tinh thần giải trí, là cả công ty tinh thần. Phải biết, công ty tinh thần tham gia vào quá nhiều ngành nghề, mà tinh thần giải trí cũng chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một phần tử của công ty tinh thần mà thôi. Từ lúc công ty tinh thần được sáng lập cho tới nay, chưa từng có ai thấy được boss lớn của công ty tinh thần có dáng dấp ra sao. Mà hôm nay, vị đại boss thần bí này, lại có thể đi đến nơi này. Tất cả mọi người đều tò mò. Hướng về bốn phương tám hướng nhìn lại. Còn có loại chuyện này, Diệp Y Y thần sắc kinh ngạc, cũng theo bản năng nhìn chung quanh một vòng. Cố Việt Trạch lập tức tỉnh táo tinh thần, boss lớn của công ty tinh thần, hắn quả là phải cẩn thận mở mang kiến thức một chút. Ngay cả Diệp Hồng Duy cũng bật người đứng dậy, nhìn chung quanh. Boss lớn của công ty tinh thần, là người mà không phải ai cũng có thể thấy được. Khu khách quý, Thiệu Hành và ông ngoại của hắn sững sờ cả người. Chương 1795, Diệp Oản Oản là boss lớn của tinh thần. Boss lớn đến, Thiệu Hành nhìn về phía ông ngoại. Nghe tiếng, lão già cao mày nói, trước đó từng nghe nói là boss của lão bản đi tới Hoa Quốc. Nhưng không phải là chúng ta tiếp đãi. Vốn tưởng rằng chẳng qua là đi ngang qua, nhưng lại có thể đến tham gia tinh thần khánh điển lần này. Hai cái tên Chu Thao và Lý Phu này, lại có thể không nói cho ta biết. Trên sân khấu, Chu Tổng khẽ mỉm cười, tiếp theo. Xin nhường sân khấu cho lão bản của công ty tinh thần,
cũng là boss lớn đi lên đài chào hỏi với mọi người. Chu Tổng dứt tiếng, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay và hoan hô đinh tai nhức óc. Cư dân mạng trên các diễn đàn lớn của Hoa Quốc cũng như nín thở theo, ngay cả tốc độ lướt màn hình cũng chậm lại, đều muốn nhìn một chút phong thái của boss lớn công ty tinh thần. Nhưng mà, trên màn ảnh, lại thấy Diệp Oản Oản mặc một thân Âu phục nữ màu đen, mặt không cảm xúc đứng lên. Dưới con mắt mọi người, nàng đi thẳng về phía sân khấu. Tại Khánh Điển, đám người Diệp Y Y và Cố Việt Trạch lạnh nhạt liếc nhìn Diệp Oản Oản một cái. Nữ nhân này đang dở trò quỷ gì, chẳng lẽ là muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn ánh mắt của boss lớn công ty tinh thần. Quả thật là đáng buồn cười. Cố Việt chỉ cười lạnh một tiếng. Xem ra, cô ta đúng là điên rồi. Diệp Y Y lãnh đạm thờ ơ nói. Một số nghệ sĩ và cao tầng của Hoàng Thiên Giải Trí, cũng không giải thích được, nhìn về phía Diệp Oản Oản. Khu khách quý. Người đại diện của Phó Minh Hy mặt đầy mộng bức nhìn Diệp Oản Oản, đây là đang làm cái gì? Minh Hy, bạn gái cậu điên rồi. Nghe tiếng, Phó Minh Hy lườm người đại diện ở trước mặt mình một cái, không thèm để ý. Phía sau, Cung Húc xoa xoa cặp mắt, nhìn về phía Lạc Thần ở bên cạnh con bà nó. Diệp ca đang làm cái gì vậy? Chân mày Lạc Thần hơi nhíu lại, khẽ lắc đầu một cái, làm sao tôi biết? Bao gồm cả Hàn Thiên Vũ, trong lòng cũng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ở trong trường hợp này, theo lý mà nói, Diệp Bạch mà hắn biết, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này. Hắn tuyệt đối sẽ không tin, giống như những người bên cạnh nói, Diệp Bạch là vì muốn hấp dẫn ánh mắt của boss lớn công ty tinh thần mà đứng lên lấy lòng. Các diễn đàn lớn tại Hoa Quốc. Ngọn gió năm xưa, kỹ nữ thối tha kia. Điên rồi sao, người ta xin mời boss lớn của tinh thần lên sân khấu. Cô ta đứng lên tạo náo nhiệt gì chứ? Áo bông nhỏ của Papa, ha ha, có lẽ cảm thấy bắp đùi của Phó Minh Hy không đủ lớn, muốn dùng loại phương thức này hấp dẫn ánh mắt của boss lớn công ty tinh thần đi. BBQ, chỉ bằng cô ta, còn muốn hấp dẫn ánh mắt của boss lớn công ty tinh thần. Biết đại lão bản của công ty tinh thần là khái niệm gì không? Kiểu nữ nhân gì chưa từng thấy qua, còn có thể vừa ý con điếm thối tha này. Em yêu Thiệu Hành, lăn xuống đi. Lăn xuống đi. Chu Niên Khánh Điển, khu khách quý, Diệp Hồng Duy tức tới sắc mặt đỏ phồng lên, thân thể khẽ run, nhìn về phía Diệp Y Y và Cố Việt Trạch, các ngươi còn không đi đem thứ mất mặt đáng xấu hổ đó kéo trở về cho ta. Con súc sinh này, muốn ném sạch mặt mũi của Diệp gia chúng ta sao? Vạn nhất bị boss lớn của công ty tinh thần trách tội, Diệp gia chúng ta, thậm chí còn có Hoàng Thiên Giải Trí, làm sao đảm đương nổi? Nhưng mà Diệp Hồng Duy vừa mới dứt tiếng. Diệp Oản Oản đã đi lên sân khấu. Tạ Chiết Chi, đã lâu không gặp. Trên sân khấu, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tạ Chiết Chi, nhẹ giọng cười nói. Diệp tiểu thư, đúng là đã lâu không gặp. Lần trước cùng ăn cơm nói chuyện phiếm, có cảm giác như là chuyện của cả một đời trước rồi. Tạ Chiết Chi cười nói. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ, quả thực giống như là chuyện đời trước. Nữ nhân kia lại có quen biết với Tạ Chiết Chi? Không, phải nói. Tạ Chiết Chi lại có thể quen biết với cô ta. Không thể nào đâu, loại thân phận như Tạ Chiết Chi, làm sao có thể nhận biết Diệp Bạch. Hai người dường như còn có giao tình. Một số nghệ sĩ trong giới thần sắc kinh ngạc. Cảm phiền mọi người đều yên lặng một chút, có được không? Lúc này, Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, hơi có chút mất kiên nhẫn lên tiếng. Nghe tiếng, không ít nghệ sĩ sắc mặt khó coi. Còn ả Diệp Bạch này là cái thứ gì, lại bắt bọn họ yên lặng một chút. Ha ha, xin boss đừng nóng giận, mọi người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy boss ngài, khó tránh khỏi có chút kích động. Hôm nay đại boss ngài có thể đi tới tham dự Chu Niên Khánh Điển lần này của tinh thần giải trí, quả là vinh hạnh của mọi người chúng ta. Bỗng nhiên, trên sân khấu, Chu Tổng, mặt đầy nụ cười lấy lòng, nhìn về phía Diệp Oản Oản nói. Chương 1796, đùa kiểu gì thế? Chu Tổng đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Đảo mắt nhìn qua toàn trường một vòng, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ôn hòa, mở miệng nói, vị nữ sĩ này, tôi tin rằng các vị bằng hữu ở đây, hẳn là cũng sẽ không quá mức xa lạ. Tên của cô ấy gọi là Diệp Bạch, đã từng một tay sáng lập nên chư thần thời đại. Bất quá, Diệp Tổng còn có một thân phận khác, tôi tin rằng tất cả mọi người đều không có khả năng sẽ biết. Diệp Tổng ngoại trừ là người sáng lập của chư thần thời đại ra, còn là boss đỉnh cấp của công ty tinh thần chúng tôi. Xin chú ý. Không phải là tinh thần giải trí, mà Diệp Tổng chính là boss cấp cao nhất của cả công ty tinh thần. Ha ha, cũng là nhờ Chu Tổng mời mấy lần,
Diệp Tổng mới miễn cưỡng đáp ứng ghé qua tham dự Chu Niên Khánh Điển lần này của Tinh Thần. Ở chỗ này, tôi xin thay mặt cho tất cả các nhân viên và nghệ sĩ của Tinh Thần Giải Trí, cảm ơn Diệp Tổng đã nể mặt. Lúc này, lão giả Lý Tổng đầu tóc bạc trắng, cũng vội vã tiếp lời. Mà sau khi Chu Tổng và Lý Tổng dứt tiếng, ánh mắt của toàn trường trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Mọi người tại đây có chút trợn to cặp mắt, há hốc mồm, vẻ mặt cả đám cứ y như là gặp quỷ. Yên tĩnh, sau mấy câu nói của Chu Tổng và Lý Tổng, toàn trường yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Trên sân khấu, Chu Tổng và Lý Tổng hai người này đều là cao tầng hàng đầu của chi nhánh Tinh Thần Giải Trí tại Hoa Quốc. Trong số ba chi nhánh lớn, Lý Tổng và Chu Tổng là người phụ trách chủ chốt của hai chi nhánh lớn. Lời của bọn họ không có khả năng là giả. Mà chuyện boss lớn của công ty Tinh Thần tuyệt đối không phải là loại chuyện có thể đem ra đùa. Ở trong loại sự kiện quan trọng như thế này, Chu Tổng và Lý Tổng tuyệt đối sẽ không thể nào nói giỡn chơi được. Nếu không, cái ghế của bọn họ khó lòng mà giữ nổi. Vào giờ phút này, Thiệu Hành trợn mắt hốc mồm, theo bản năng nhìn về phía ông ngoại mình đang đứng lặng, sững sờ tại chỗ. Chuyện này làm sao có thể? Ông ngoại Thiệu Hành nhìn về phía Diệp Oản Oản mặt đầy bình tĩnh đứng trên sân khấu. Hô hấp lão ta hơi có chút dồn dập, chẳng biết từ lúc nào, trên trán đã đổ mồ hôi ròng ròng. Nữ nhân kia, làm sao có thể? Ông ngoại Thiệu Hành là người phụ trách chủ yếu của một trong ba chi nhánh lớn của Tinh Thần Giải Trí, tự nhiên hiểu rõ, boss lớn của công ty Tinh Thần trong miệng Chu Tổng và Lý Tổng, hoàn toàn là nói giảm nói tránh. Hắn sớm đã nhận được tin tức, người lần này tới, nào phải là đại lão bản? Rõ ràng là boss của đại lão bản đấy. Nói cách khác, đại lão bản của công ty Tinh Thần là cấp dưới của nữ nhân này. Ông ngoại, cô ta là boss lớn của công ty Tinh Thần, làm sao có thể có chuyện này? Nhất định là hai lão già kia nói dối. Bọn họ nhất định là có âm mưu. Thiệu Hành lập tức mở miệng nói. Thiệu Hành vừa dứt lời, lão già nhìn về phía gã ta, trở tay tung một bạt tai vả thẳng vào mặt hắn. Ông ngoại, Thiệu Hành bụng mặt, bị tát một cái mà ngơ ngác không hiểu tại sao. Câm miệng cho ta, lão già căm tức nhìn Thiệu Hành, tên xúc sinh nhà ngươi, ngươi hại chết ta rồi. Một bên khác, Diệp Y Y nhìn về phía Diệp Oản Oản trên sân khấu đầy vẻ phong khinh vân đạm, thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Bên cạnh Diệp Y Y, ánh mắt Cố Việt Trạch chân chân nhìn Diệp Oản Oản rạng lỡ đến lóa mắt dưới ánh đèn pha, thần sắc lộ rõ sự rung động. Diệp Oản Oản, lại là boss cấp cao nhất của tổng công ty Tinh Thần. Làm sao có thể có loại chuyện này? Mới vừa rồi Chu Tổng và Lý Tổng nói cái gì? Diệp Oản Oản là lão bản của công ty Tinh Thần. Một bên, chân mày Diệp Hồng Duy nhíu chặt, còn cho là mình nghe lầm. Diệp Oản Oản có bao nhiêu cân lượng, trong lòng của ông ta rất rõ ràng. Diệp Oản Oản lại là lão bản của công ty Tinh Thần. Đùa kiểu gì thế? Tuyệt đối không có khả năng này. Trái tim của Diêu Giai Văn nhảy lên rộn ràng. Diệp Bạch và boss lớn của công ty Tinh Thần, vô luận như thế nào cũng không có khả năng có liên quan với nhau. Chương 1797, Diệp Tổng nói hai câu đi. Vào giờ phút này, các diễn đàn Hoa Quốc đang tiếp sóng trực tiếp đã hoàn toàn nổ tung. Chờ đợi hoa cành không gãy, ha ha ha, cười chết ta rồi. Đúng là thấy được trò hay. Cái đám anh hùng bàn phím mới vừa rồi nói Diệp Bạch muốn dựa vào Phó Minh Hy để Đông Sơn tái khởi đâu hết rồi. Đóng ngoặc vuông. Phật nhảy tường qua chót lưỡi đầu môi, ha ha, bình luận cả nửa ngày, ngờ đâu Diệp Bạch lại là boss lớn của công ty Tinh Thần. Cái gì mà Thiệu Hành, cái gì mà Phó Minh Hy? Nói thẳng thắn một chút, đều là người làm công cho Diệp Bạch mới đúng chứ. Đám anh hùng bàn phím trước đó không phải nói muốn đi chặn đường Diệp Bạch sao? Lại còn tuyên bố muốn giết Diệp Bạch, ta ủng hộ các người đấy, làm ngay và luôn đi, ngàn vạn lần đừng để mất mặt xấu hổ nha nha nha. Nhà có manh thê, ta mới vừa rồi còn nhìn thấy có người muốn phong sát Diệp Bạch cơ đấy. Còn nói Diệp Bạch là tội phạm, cuỗm sạch tài sản của chư thần thời đại. Thật là cười chết ta rồi. Tinh Thần Giải Trí cũng chỉ là tài sản nhỏ dưới cờ của công ty Tinh Thần. Diệp Bạch là lão bản của công ty Tinh Thần, còn phải đi ăn cắp tài sản của chư thần thời đại. Bội phục. Sau khi thân phận của Diệp Oản Oản được công bố, một số fan thời kỳ đầu của Diệp Bạch, phảng phất như trong nháy mắt phục sinh, đồng loạt bật chế độ đánh mặt online. Mà đám cư dân mạng trước đó vây công Diệp Bạch, trong nháy mắt bị dìm ngập trong phỉ nhổ, cơ hồ bị phun đến thương tích đầy mình, nhưng không có lấy một ai dám lên tiếng chống cự. Boss lớn của công ty Tinh Thần, lại cần phải ôm bắp đùi của Phó Minh Hy.
cần phải dựa vào Phó Minh Hy để tiếp cận Thiệu Hành. Sợ rằng chỉ cần một câu nói của Diệp Bạch, Phó Minh Hy cũng được, Thiệu Hành cũng được, cũng sẽ phải thất nghiệp tập thể. Giờ phút này, tinh thần Khánh Điển, Cung Húc, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ, và các nghệ sĩ đối với Diệp Bạch cũng không xa lạ gì, bộ mặt nhìn Diệp Oản Oản trên đài cứ như thể là đang gặp quỷ. Con bà nó, Diệp ca, là boss lớn của công ty tinh thần, tôi đây không phải là đang nằm mơ chứ? Cung Húc nhìn về phía Giang Yên Nhiên ở đằng trước. Chuyện này, tôi cũng không biết, Giang Yên Nhiên lắc đầu một cái, nàng chưa từng nghe Diệp Oản Oản nhắc tới. Ngay cả Chu Tổng và Lý Tổng của tinh thần giải trí cũng đều đã nói như vậy, cậu còn cảm thấy là giả sao? Lạc Thần mặc dù có chút khó tin, thế nhưng hai vị lão tổng của tinh thần giải trí đều đã lên tiếng, tuyệt đối không có khả năng là giả. Vậy, chúng ta còn không phải tương đương với là Thái tử, Cung Húc có chút đờ đẫn. Hàn Thiên Vũ, Lạc Thần, Giang Yên Nhiên, vậy tôi đây chắc là công chúa. Giờ phút này, Diệp Hồng Duy bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Chu Tổng trên sân khấu. Chu Tổng, Lý Tổng, hai người các vị mới vừa nói, con bé là lão bản của công ty tinh thần. Chuyện này hẳn là không thể nào đi, công ty tinh thần sáng lập đã bao nhiêu năm, còn con bé mới bây lớn. Lúc này, Chu Tổng liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái, cười nhạt, Diệp lão gia tử, ông nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ tôi và Lý Tổng còn dám đem loại chuyện này ra nói đùa? Nghe tiếng, Diệp Hồng Duy nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, nhíu chặt lông mày. Diệp Oản Oản là lão bản của công ty tinh thần, tại sao cho tới bây giờ nó chưa bao giờ nói chuyện này cho người trong nhà biết? Hơn nữa, loại chuyện này, hơi bị quá mức không thể tưởng tượng nổi. Oản Oản, con đã là lão bản của công ty tinh thần, sau này, Hoàng Thiên Giải Trí sẽ sáp nhập cùng với tinh thần giải trí, trở thành công ty liên kết. Lúc này, Diệp Hồng Duy hướng về Diệp Oản Oản ở trên đài, mở miệng ra lệnh. Nhưng mà, Diệp Oản Oản lại không mở miệng đáp lại, thậm chí không thèm liếc nhìn Diệp Hồng Duy lấy một cái. Ha ha, Diệp Tổng, nếu đã lên đài, xin hãy nói hai câu đi. Chu Tổng nhìn Diệp Oản Oản cười nói. Được rồi, nếu Chu Tổng đã lên tiếng, vậy tôi đây liền nói hai câu. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản ngẩng đầu lên, đảo mắt nhìn qua toàn trường một vòng, chậm rãi mở miệng nói. Ngày hôm qua, ở buổi tiệc sinh nhật của Thiệu Hành, Phó Minh Hy quả thực đã động thủ đối với Thiệu Hành. Hơn nữa, còn là ý của tôi. Thiệu Hành ỷ vào độ, hot, và hậu trường của mình hiện tại, coi trời bằng vung, không để ai vào trong mắt, mấy lần nhục nhã các nghệ sĩ đồng hành, đã hoàn toàn đánh mất thái độ đúng mực mà một nghệ sĩ nên có. Ngày hôm nay, ở chỗ này, tôi tuyên bố, từ giờ phút này trở đi, tinh thần giải trí đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với nghệ sĩ dưới cờ, Thiệu Hành. Chương 1798, dựa vào cái gì? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, Thiệu Hành bỗng nhiên đứng phát dậy, chỉ thẳng mặt Diệp Oản Oản, cô dựa vào cái gì giải trừ hợp đồng với tôi? Cô nói cô là lão bản của công ty tinh thần là cô được. Được, nhưng mà, còn không đợi Thiệu Hành nói xong, Chu Tổng đã không nhịn được phất phất tay, để cho an ninh hội trường cưỡng ép, mời Thiệu Hành đi ra ngoài. Về phần hậu trường của Thiệu Hành, cũng chính là ông ngoại cậu ta. Không để ý hình tượng công ty, bẻ cong sự thật. Ngay lập tức bắt đầu từ bây giờ, công ty tinh thần giải trừ hợp đồng làm việc với ông ta, mà chi nhánh do ông ta quản lý, tạm thời sẽ do Chu Tổng và Lý Tổng thay mặt phụ trách, bao gồm tất cả nghệ sĩ dưới cờ. Diệp Oản Oản tiếp tục nói. Trên sân khấu, trong mắt Chu Tổng và Lý Tổng hai người hiện ra vẻ hưng phấn. Hai người bọn họ chia đều tất cả tài nguyên của một chi nhánh khác. Thế này cũng quá đã rồi. Diệp Oản Oản ra lệnh xong. Không ít cánh truyền thông rối rít tiến lên thay ông ngoại Thiệu Hành tỏ vẻ bất bình dùm. Diệp Tổng, ông ngoại Thiệu Hành, Vương Lão đã vì tinh thần giải trí mà lập nên không ít công lao, chỉ bởi vì một lần dẫm lên đầu cô mà đã trục xuất ông ta ra khỏi tinh thần giải trí, như vậy có phải là không có chút đạo lý nào hay không? Không sai, Diệp Tổng làm như vậy, có phải là đã quá thiếu sót rồi hay không? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc đảo qua đám phóng viên vừa đặt câu hỏi. Lạnh nhạt nói, tôi là lão bản của tinh thần, lời nói của tôi, chính là đạo lý, còn có câu hỏi gì không? Lúc này, đám phóng viên giải trí trố mắt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Điều tiếp theo tôi muốn nói, chính là chuyện có liên quan tới Hoàng Thiên giải trí. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua đám người Diệp Y Y và Cố Việt Trạch, tôi tuyên bố, ngưng toàn bộ các phương diện hợp tác giữa tinh thần giải trí và Hoàng Thiên giải trí. Các nghệ sĩ được tinh thần giải trí cử đến Hoàng Thiên giải trí công tác. Toàn bộ đều triệu tập trở về. Hơn nữa,
tinh thần rút vốn. Cái gì? Nghe Diệp Oản Oản nói, sắc mặt Diệp Y Y và Cố Việt Trạch nhất thời đại biến. Nếu như Diệp Oản Oản thật sự làm như thế, đối với Hoàng Thiên Giải Trí, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Cho dù, tinh thần giải trí đơn phương giải trừ hiệp ước sẽ phải bồi thường, thế nhưng chút ít bồi thường, so với tổn thất của Hoàng Thiên Giải Trí, căn bản là không đáng nhắc tới. Ngươi nói cái gì? Bỗng nhiên, Diệp Hồng Duy đứng bật dậy, căm tức nhìn Diệp Oản Oản, loại trường hợp này, ngươi cũng dám ăn nói linh tinh. Diệp Oản Oản liếc nhìn Diệp Hồng Duy một cái, lạnh nhạt nói, Diệp Lão, ngài lấy thân phận gì tại loại trường hợp này, nói những lời này cùng với tôi. Thời điểm Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình bị oan uổng, hắn ta đang ở đâu? Có từng tin tưởng con trai và cháu trai của mình hay không? Thời điểm nàng bị buộc rời khỏi Hoa Quốc, hắn ta lại ở đâu? Có từng quan tâm đến nàng hay không? Tại thời điểm cả nhà bọn họ lâm vào khốn quẫn nhất, cái gã ông nội trên danh nghĩa này, lại đang ở nơi nào? Mà những thứ này tạm thời không nói đến, nếu Diệp Hồng Duy lựa chọn một nhà Diệp Y Y, vậy thì cũng nên buông tha cho một nhà bọn họ mới đúng. Trước đó, khi đối mặt với những câu hỏi được đám phóng viên đặt ra, Diệp Hồng Duy cũng chưa từng thừa nhận mình là cháu gái của hắn ta. Quả thực, chính mình từ đầu đến cuối, căn bản vốn không phải là người của Diệp gia, không có bất kỳ liên hệ máu mủ gì. Người nàng muốn báo đáp, cũng chỉ có cha mẹ và anh trai. Về phần Diệp gia, đã sớm không có chút mảy may quan hệ nào với nàng. Ngươi nói cái gì, ta khuyên ngươi lập tức thu hồi lời mới vừa nói. Hơn nữa đem Hoàng Thiên và tinh thần sáp nhập lại, ngươi có nghe hay không? Diệp Hồng Duy tức giận quát lên. Chủ tịch Diệp, ngài là đang uy hiếp tôi sao? Diệp Oản Oản lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Hồng Duy. Đúng thì thế nào? Diệp Hồng Duy lạnh giọng gào rú. Ồ, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, vậy tôi rất hiếu kỳ, ngài dựa vào cái gì? Chương 1799, Bạch Nhãn Lang. Ánh mắt Diệp Oản Oản lãnh đạm thờ ơ, nhìn lấy Diệp Hồng Duy, trong một đôi mắt không có bất kỳ chấn động tình cảm nào. Em gái, em làm sao lại có thể nói với ông nội như vậy cơ chứ? Bỗng nhiên, Diệp Y Y nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày lên tiếng. Đối với thân phận của Diệp Oản Oản, đông đảo nghệ sĩ, phóng viên, truyền thông ở đây cũng đều biết. Diệp Oản Oản là cháu gái của Diệp Hồng Duy, đương nhiên cũng là một phần tử của Diệp gia. Không sai, Diệp Oản Oản, tuy em đã là lão bản của công ty tinh thần, nhưng cũng là người của Diệp gia. Từ một loại logic nào đó mà nói, công ty tinh thần cũng coi như là sản nghiệp của Diệp gia. Em làm như thế này, không phải là đang cố ý chọc tức ông nội sao? Bên cạnh Diệp Y Y, Cố Việt Trạch cũng liền vội vàng lên tiếng. Nghe câu này, dưới đài, đám người Cung Húc và Giang Yên Nhiên, mặt đầy vẻ bực tức. Từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng còn chưa từng thấy ai không biết xấu hổ đến vậy, ngay cả lời như vậy mà cũng nói được. Lúc này, Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, người của Diệp gia. Ai nói tôi là người của Diệp gia? Ngươi càn rỡ, coi như ngươi không phải là người của Diệp gia, ngươi cũng không thể rút vốn, ngươi làm vậy là vi phạm hiệp ước. Diệp Hồng Duy tức tới toàn thân phát run. Diệp lão, xin ông chú ý lựa lời mà nói. Nếu không, tôi ước chừng phải kêu an ninh mời ông rời đi sớm đấy. Trên sân khấu, Lý Tổng lạnh giọng lên tiếng, mặt đầy vẻ không vui. Chu Tổng và Lý Tổng có thể leo lên đến vị trí người phụ trách chi nhánh của tinh thần giải trí. Ứng xử khôn khéo biết bao nhiêu, tự nhiên cũng nhìn ra được thái độ của Diệp Oản Oản đối với Diệp gia. Hiện tại, đúng là thời điểm bọn họ thể hiện mình trước mặt đại boss đấy. Đã có cơ hội thể hiện, bọn họ há có thể bỏ qua cho được. Công ty tinh thần chúng tôi, có thể trả phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Diệp Oản Oản lạnh nhạt mở miệng nói. Diệp Tổng, ngày mai tôi liền liên lạc luật sư, sau đó tính toán một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, chuyển qua cho bọn họ. Chu Tổng liền vội vàng cười nói. Ngươi! Diệp Hồng Duy chỉ vào Diệp Oản Oản, tê liệt ngồi bệch xuống ghế. Hoàng Thiên Giải Trí, tâm huyết cả đời của hắn. Dĩ nhiên, tôi cũng không phải là người tuyệt tình, tinh thần giải trí chúng tôi cũng có thể thu mua lại Hoàng Thiên, nếu như các người nguyện ý. Diệp Oản Oản nói. Ngươi muốn thu mua Hoàng Thiên Giải Trí, ngươi nằm mơ, Diệp Hồng Duy cả giận trả lời. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhún nhẹ hai vai, tùy các người. Diệp Oản Oản không thèm tiếp tục phản ứng lại đám người Diệp Hồng Duy, xoay người nhìn về phía Diêu Giai Văn cách đó không xa. Chư thần giải trí là do tôi một tay sáng lập. Một đoạn thời gian trước, tôi bởi vì chuyện riêng phải rời khỏi Hoa Quốc. Mà Diêu Giai Văn nhân lúc tôi lúc rời đi,
đem toàn bộ vốn liếng của chư thần thời đại lấy sạch, nhưng lại nói với bên ngoài là tôi ăn cắp vốn của chư thần thời đại trốn đi. Diệp Oản Oản khẽ mỉm cười, mở miệng nói. Diệp Oản Oản dứt tiếng, Diêu Giai Văn sắc mặt đại biến, liền vội vàng đứng dậy, hướng về cánh truyền thông mà thanh minh, không, Diệp Bạch đây là đang ngậm máu phun người. Tôi làm sao có thể ăn cắp vốn của chư thần thời đại? Là Diệp Bạch, là tôi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Diêu Giai Văn, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, treo lên một nụ cười khó hiểu, nói cách khác, tôi đây thân là lão bản của công ty tinh thần, không ngại vi phạm pháp luật, lấy đi một chút xíu tài sản của chư thần thời đại. À, ý cô là thế này sao? Lúc này, toàn trường là một mảnh thanh âm xôn xao. Chỉ riêng tài sản của tinh thần giải trí, đã đạt tới một con số vô cùng kinh khủng. Mà tinh thần giải trí chẳng qua chỉ vẻn vẹn là một nhánh sản nghiệp dưới cờ của công ty tinh thần. Toàn bộ tài sản của công ty tinh thần. Diệp Bạch thân là boss của tinh thần, ăn cắp sạch vốn của chư thần thời đại. Một chút vốn liếng kia đủ cho boss của tinh thần làm cái gì, ăn một bữa ăn sáng. Chư thần thời đại là do tôi một tay sáng lập, mà Diêu Giai Văn, năm đó ngay cả một công việc cũng tìm không ra nổi. Tôi lúc đó có cái tâm tiếc cho nhân tài, mới tiến cử cô ta gia nhập chư thần thời đại, nhưng đáng tiếc lại nhặt được một con bạch nhãn lang. Nuôi ong tay áo, Diệp Oản Oản ý cười đầy mặt. Chương 1800, lời oán báo ân. Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, mọi người tại đây trố mắt nhìn nhau. Từ sau khi Diệp Oản Oản rời khỏi Hoa Quốc, đi tới Độc Lập Châu, Diêu Giai Văn liền tuyên bố rằng Diệp Oản Oản lấy sạch mọi tài sản của chư thần thời đại. Nhưng lại tự thổi phồng mình thành chúa cứu thế của công ty, trong lúc chư thần thời đại gặp gian khổ nhất không rời không bỏ, cuối cùng dẫn dắt chư thần thời đại thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, xây dựng cho hình tượng nhân vật của mình trở nên vô cùng vĩ đại. Nhưng mà, hình tượng nhân vật mà Diêu Giai Văn cố gắng khắc họa, cũng trong tối nay, bị Diệp Oản Oản dùng 2-3 câu nói, tùy tiện đánh nát. Nếu như Diệp Oản Oản lấy thân phận của Diệp Bạch nói ra những lời này, chỉ sợ căn bản không có bất kỳ một ai sẽ tin tưởng. Nhưng mà, thời khắc này Diệp Oản Oản lại lấy thân phận đại boss của tinh thần để lên án Diêu Giai Văn, hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Không, cũng không phải như vậy. Diêu Giai Văn lớn tiếng giải thích. Diệp Oản Oản đứng ở trên sân khấu, lạnh nhạt liếc nhìn Diêu Giai Văn một cái, khóe miệng treo lên một nụ cười thấu xương lạnh như băng, trở giọng đầy lạnh lùng, Diêu Giai Văn. Ban đầu ta lấy thân phận tổng thanh tra mảng kinh tế nghệ sĩ của chư thần thời đại, đem một người thất bại, khắp nơi đụng vách tường như ngươi kéo vào chư thần thời đại, hơn nữa toàn lực bồi dưỡng ngươi. Nhưng mà sau khi ta rời đi, ngươi lại lấy sạch tất cả tài sản của chư thần thời đại, tuyên bố với bên ngoài là chuyện này do ta làm. Trừ chuyện đó ra, ngươi còn cưỡng ép nghệ sĩ của chư thần thời đại đi quay loại phim đồi trụy thấp kém, cưỡng ép nghệ sĩ làm nền cho Thiệu Hành. Lời nói của Diệp Oản Oản dừng lại. Toàn trường trên dưới phát ra một mảnh thanh âm xôn xao. Nếu không phải là hôm nay Diệp Oản Oản nói ra khỏi miệng, người nào có thể nghĩ đến, Diêu Giai Văn lại là loại người hèn hạ vô sỉ đến bực này. Lúc trên người Diêu Giai Văn không có đồng nào, là Diệp Oản Oản giúp Diêu Giai Văn, có thể nói là quý nhân lớn nhất đời này của cô ta cũng không quá đáng. Nhưng Diêu Giai Văn lại thừa dịp sau khi Diệp Oản Oản rời đi khỏi Hoa Quốc, gài tang vật hãm hại, lại còn cướp đi chư thần thời đại mà Diệp Oản Oản một tay sáng lập. Vào giờ phút này, phóng viên các hãng truyền thông lớn rối rít vọt về phía Diêu Giai Văn, vây chặt ả ta đến mức không lọt ra một giọt nước. Diêu Tổng, xin hỏi những gì Diệp Bạch nói là sự thật sao? Trong lúc cô chán nản nhất, Diệp Bạch đã trợ giúp cô, nhưng cô lại lấy oán báo ân, lấy sạch đi tài sản của chư thần thời đại, cướp đi chư thần thời đại của Diệp Bạch. Nghe tiếng, Diêu Giai Văn lắc đầu liên tục, không phải là thật, cô ta có chứng cứ gì nói như vậy? Là chính cô ta làm. Hiện tại trở tay hãm hại tôi. Diêu Tổng, cô nói là Diệp Bạch hãm hại cô. Một vị phóng viên trong số đó nhìn Diêu Giai Văn, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường. Diêu Tổng, Diệp Bạch chính là lão bản của công ty tinh thần. Nói khó nghe một chút, tài sản của chư thần thời đại, có nhiều bằng con số mà tinh thần giải trí kiếm trong một giờ hay không? Diệp Bạch vì sao phải mạo hiểm vi phạm pháp luật, đi làm loại chuyện này? Nếu đổi lại là Diêu Tổng cô, cũng không có khả năng sẽ đi trộm một chút tiền đó, đúng chứ? Diêu Giai Văn há miệng, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng một chữ cũng không thể nói ra được. Hiện nay, dù cô ta có giải thích gì, cũng đều không có giá trị. Nói nhiều hơn nữa, cũng không có khả năng sẽ có ai tin tưởng cô ta. Chỉ là bởi vì, thân phận boss lớn công ty tinh thần của Diệp Bạch quá mức rung động. Chẳng qua chỉ cần một thân phận như vậy, cũng đã đủ rồi. Giờ phút này,
trên các diễn đàn lớn đang tiếp sóng trực tiếp của Hoa Quốc đã sôi sùng sục, dựa theo mấy câu nói vừa rồi của Diệp Oản Oản, tuôn ra đủ loại sỉ nhục và mắng chửi đối với Diêu Giai Văn. Lúc này, Diệp Y Y ung dung thản nhiên nháy mắt với một vị phóng viên truyền thông. Diệp Y Y trước đó đã biết được, tối nay Diệp Oản Oản cũng sẽ tham gia tinh thần khánh điển năm nay, cho nên tìm đến một vị phóng viên, vốn định thừa cơ hội lần này để cho Diệp Oản Oản hoàn toàn thân bại danh liệt, trở thành một con chuột chạy qua đường bị người người vây đánh. Diệp Tổng, tôi có thể hỏi cô mấy câu không? Rất nhanh, một vị phóng viên chợt tiến lên, nói với Diệp Oản Oản. Xin mời, Diệp Oản Oản gật đầu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1800.